Kiếm thần trọng sinh tập 40, Hắc Viêm xuất hiện, luyện tâm nhất kiếm chuyện được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, chỉ là kéo dài xuống dưới sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn là dựng thêm một tầng lên trên, cần khoảng 2000 kim tệ, đắt hơn dựng thêm lên trên 1000 kim tệ, cho nên Thạch Phong mới không cần nhắc tới xây một tầng dưới lòng đất, nhưng trình độ hot của đấu kỹ trường đã hơn xa tưởng tượng, nếu xây một tầng dưới lòng đất, vậy diện tích sẽ rộng rãi hơn đại sảnh tầng 1, hiện tại muốn hồi vốn cũng mất thời gian không bao. Lập tức Thạch Phong lấy ra 2000 kim tệ để cúc đi ăn bài chuyện kiến tạo dưới lòng đất mà bản thân thạch phong thì lại xem tiếp danh sách chi tiêu của cúc không thể nào không đến một ngày không ngờ đã thu được nhiều ma thủy tinh như vậy thạch phong nhìn danh sách miệng há to trước mắt hội viên của đấu kỹ trường đã đạt tới 416 người số lượng này quả thực là bất khả tư nghị phải biết rằng muốn trở thành hội viên linh dược sẽ phải giao trước 100 viên ma thủy tinh như vậy 416 người chính là 41.600 viên ma thủy tinh so với ma thủy tinh kiếm được bên ám nha thì còn nhiều hơn Ngoài ra doanh thu trước mắt của công hội còn có 539 viên ma thủy tinh, tốc độ kiếm được ma thủy tinh này là khá khủng bố, nếu xây thêm một tầng dưới lòng đất, đến lúc đó sẽ có nhiều phòng đối chiến hơn cho người chơi thuê, thu nhập có thể càng kinh người hơn. Như vậy trong tay Thạch Phong đã có thêm 42.139 viên ma thủy tinh, số lượng này nếu dùng ở trong nhà truyền tống, vậy thực sự khiến người ta hưng phấn. Có điều Thạch Phong không định sử dụng quá nhiều ma thủy tinh vào nhà truyền tống, dẫu sao hiện tại chỗ để hắn phải dùng ma thủy tinh vào là quá nhiều lập tức thạch phong lấy những ma thủy tinh này trực tiếp truyền tống về bạch hà thành bạch hà thành đại sành truyền tống thạch phong vừa về trong đại sành có thể nhìn thấy từng đoàn người chơi công hội cấp bậc của những người chơi công hội này phổ biến rất cao dẫn đội đều là cao thủ cấp 40, trong những công hội này có cả công hội nhị lưu và công hội nhất lưu đến từ đế quốc và vương quốc khác vì sao bạch hà thành lại đột nhiên có nhiều công hội lớn của vương quốc khác chạy tới như vậy thạch phong nhìn các người chơi công hội trong đại sành trong lòng ngạc nhiên chẳng lẽ là đến đánh cướp à nhưng rất nhanh thạch phong phủ định ý tưởng này hắc thủy công hội trước mắt chỉ mới lên kế hoạch muốn đối phó linh dược công hội chứ chưa có hành động về phần chuyện những quái vật của ô lĩnh tiểu trấn đó bị hắc thủy khống chế hắn là từ thiên cơ các nguyện ý bàn chuyện hợp tác mới biết được những công hội lớn của quốc gia khác này muốn biết cơ hồ là không thể về phần chuyện hắc thủy công hội liên thủ với vạn thần điện rõ ràng vạn thần điện một mực ở vào trạng thái giữ bí mật bằng không đã sớm thành sự kiện lớn chấn động tinh nguyện phương quốc rồi đoàn trường ta vừa có được một tin tức tốt nghe nói linh dược công hội nguyện ý bán ra đất cạnh nhà truyền tống thế thì quá tốt hiện tại chúng ta tới đó chỉ cần có có đất cạnh nhà truyền tống tự do chi phong chúng ta có thể phái ra nhiều thành viên công hội hơn tới đây đến lúc đó tự do chi phong chúng ta cũng có thể có được nhiều kỳ ngộ hơn trong di tích thượng cổ ở song tháp vương quốc một vị du hiệp cấp 40 mươi dáng người cao ngất mặc áo giáp màu xám đeo trường cung xanh ra trời mắt sáng rực lên rõ ràng là rất kích động với việc linh dược công hội chịu bán ra đất cơ hồ không nói hai lời dẫn theo đoàn trăm người rời khỏi đại sành truyền tống sao tự do chi phong cũng tới đây thạch phong nghe những người đó nói chuyện trong lòng rất kinh ngạc công hội tự do chi phong này đối với người chơi của tinh nguyệt vương quốc mà nói thì có thể có chút xa lạ nhưng ở thánh vịnh vương quốc gần địa khu trung bộ của thần vực mà nói thì tuyệt đối là rất nổi tiếng bởi vì lúc trước tự do chi phong rõ ràng chỉ là một công hội nhị lưu lại đánh bại công hội nhất lưu tiến chu thánh vịnh vương quốc nhảy lên xưng bá toàn bộ thánh vịnh vương quốc có thể được coi là một đoạn truyền kỳ rất nhiều công hội lớn đều hoài nghi phía sau tự do chi phong này khả năng là có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ có điều Thạch Phong biết, tự do Chi Phong không chỉ có tập đoàn tài chính lớn ở sau lưng chống đỡ, mà phía sau bọn họ còn có một võ quán nổi danh làm hậu trường, cao thủ đều là đánh từng trận mà ra, cho dù công hội nhất lưu thực lực không tồi cũng chỉ có thể rơi vào nước bị động chịu đòn. Mà tự do Chi Phong cách tinh nguyệt vương quốc không gần, cự ly thậm chí là còn xa hơn từ tinh nguyệt vương quốc tới thiên khải đế quốc, phí chuyển tống lại càng không phải là cao thủ bình thường nguyện ý thanh toán nhưng tự do chi phong vẫn phái ra 100 người tới đây di tích thượng cổ của sông tháp vương quốc Thạch Phong không khỏi nhớ tới lời thành viên của tự do Chi Phong từng nói, thầm suy nghĩ, di tích thượng cổ có thể khiến nhiều công hội lớn như vậy động lòng, xem ra chắc chính là thiên tế mê cung mở ra rồi. Song tháp vương quốc cách tinh nguyệt vương quốc rất gần, có thể nói là gần với tinh nguyệt vương quốc nhất trong rất nhiều vương quốc mà hắn biết. Di tích thượng cổ của song tháp vương quốc cũng không nhiều, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung, có thể hiện tại khiến người chơi tới đi mạo hiểm, cũng chỉ có thiên tế mê cung, là di tích thượng cổ, đồ rơi ra trong thiên tế mê cung tất nhiên vô cùng khả quan nhất là có thể đổi tọa kỵ trong mê cung cái này xem như là một loại phương thức thu hoạch tọa kỵ cao cấp của người chơi chỉ là muốn đi vào thiên tế mê cung cũng không phải dễ dàng như vậy yêu cầu đối với thực lực cá nhân của người chơi là rất cao ít nhất cũng phải thông qua tầng thứ sáu của tháp lý luyện mới có thể đi vào yêu cầu này cho dù là rất nhiều người chơi cao thủ cũng không đạt được cũng chỉ có những công hội lớn đó mới có thể cho một số người đi vào về phần công hội nhỏ chắc chỉ có thể ở bên ngoài đứng xem đúng rồi còn có thiên tế mê cung hai mắt thạch phong đột nhiên sáng lên thiên tế mê cung là di tích thượng cổ trong mê cung tổng cộng chia làm ba tầng trong đó dễ vào nhất chính là khu ngoại vi kích sát quái vật ở đó có thể có được mảnh vỡ đá phiến để đổi tọa kỵ cao cấp sau đó thì chính là hắc vụ khu và thần điện khu mà ở hắc vụ khu trừ có thể kiếm được tọa kỵ cao cấp tốt hơn ra còn có thể đổi được một số lợi khí công thành thời kỳ thượng cổ tuy những lợi khí công thành này không bằng đạo cụ công thành hiện tại nhưng cũng tốt hơn loại đạo cụ cấp thấp pháo tháp này vấn đề duy nhất chính là muốn đổi được những lợi khí công thành này ngươi cần tương đối nhiều mảnh vỡ đá phiến căn bản không phải là đổi một hai tọa kỵ cao cấp thì có thể làm được. Nghĩ đến đây, Thạch Phong cũng lập tức hành động, trực tiếp muốn tới chức hỏa thương hành. Lúc này trong đại sảnh phòng họp ở tầng 7 của chức hỏa thương hành đã ngồi đầy người chơi sinh hoạt vừa từ Thánh Thành trở về. Nhìn một cái, chỉ là số lượng của người chơi sinh hoạt cao cấp đã để thăng tới hơn 40 người, mấy người khác nếu không phải ra trước, nói không chừng cũng thành người chơi sinh hoạt cao cấp rồi. Về phần đám người xương khả khả, yêu ốc vi tiếu cũng đã có không ít biến hóa, rõ ràng chỉ mới 2-3 ngày không gặp, trên khí chất đã có biến hóa một trời một vực hả ký hiệu đại sư thạch phong rất kinh ngạc nhìn một vị thanh niên cao gầy tên là chức uyên trong đám người trên người thanh niên tên là chức uyên này đeo một kiện ký hiệu đầu sư tử lấp lánh kim quang ký hiệu này chính là tượng trưng cho đại sư sinh hoạt ký hiệu này không chỉ là tượng trưng cho địa vị ở thần vực đồng thời cũng có một số công năng kèm theo rất hung tồi một trong số đó chính là xác suất thành công đề thăng tuy không bằng hắc thiết huy ký mà hắn làm nhiệm vụ đoạt được nhưng cũng có thể đề thăng thêm 3% phần trăm xác suất thành công Ngoài ra khi chế tác vật phẩm cùng cấp bậc, tốc độ chế tác đề thăng 10%, chế tác vật phẩm cấp thấp khác, tốc độ chế tác đề thăng 30%. Bởi vì có ký hiệu cấp đại sư này, khiến tác dụng của người chơi cấp đại sư biến thành càng quan trọng hơn. Hội trường, người khẳng định là không ngờ đúng không? chức uyên trước đó không lâu vừa tấn thăng thành công trình đại sư, hơn nữa còn là vị công trình đại sư đầu tiên của thần vực, vốn là muốn mang tới cho hội trường một kinh hỉ, cho nên mới không nói với người. Yêu Úc vì tiếu nhỏ giọng nói. Kỳ thật nàng cũng rất khiếp sợ không ngờ Trúc Uyên có thể trở thành đại sư sinh hoạt đầu tiên, vốn nàng còn tưởng rằng có thể là xương khả khả, nhưng Trúc Uyên giống như một con hắc mã, sau khi tiến vào Titan Thánh Thành tốc độ tiến bộ ngày đi ngàn dặm, trực tiếp sáng tạo ra đạo cụ vật phẩm mới, một phát trở thành đại sư sinh hoạt, không giống như là xương khả khả và nàng, hiện tại vẫn đang khổ vì vấn đề nghiên cứu nguyên vật liệu, muốn tấn thăng đại sư vẫn cần một đoạn thời gian tương đối. Đối với kinh nghỉ mà ưu Úc vi tiếu chuẩn bị, Thạch Phong cũng không chê, người chơi cấp đại sư đó cho dù ở u ảnh công hội đời trước cũng có nhân vật hết sức quan trọng huống chi thiên phú của chức uyên quá kinh người sau này nói không chừng có xác suất rất lớn trùng kích tông sư đến lúc đó cho dù công hội siêu cấp cũng không làm gì được chức hỏa thương hành đúng rồi nhiệm vụ lúc trước an bài cho các ngươi thế nào rồi thạch phong hỏi để hoàn thành ước định với thiên cơ các thạch phong đã bảo bọn yêu úc vì tiếu ngựa không ngừng vó chế tạo cấp cố hóa ma trang và cơ sa cấp thanh đồng cho dù tài liệu chế tác cơ sa cấp thanh đồng hao tổn rất lớn cũng phải cường hành chế tác đã xong hết rồi may mà có chức uyên bằng không tốc độ của 10 chiếc cơ xa cấp thanh đồng thực sự là không kịp. Yêu Úc Vi Tiếu giải thích, được rồi, từ giờ trở đi, chức uyên chính là công trình sư thủ tịch của chức hỏa thương hành, được hưởng đãi ngộ trưởng lão của linh dược công hội. Thạch Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy cách lần giao hàng đầu tiên vẫn còn thời gian, nhưng hiện tại hắc thủy công hội lúc nào sẽ động thủ thì không ai nói chắc được, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trước, chuyện tiếp theo cũng dễ làm lập tức thạch phong dùng thân phận của hắc viêm tuyên bố chức uyên trở thành công trình sư thủ tịch của chức hỏa thương hành sau này có thể tùy tiện sử dụng phòng minh tưởng sơ cấp của trúc hỏa thương hành mà không cần như người chơi sinh hoạt khác chỉ có thể sử dụng phòng làm việc cấp đặc biệt muốn sử dụng phòng minh tưởng sơ cấp vẫn còn rất nhiều hạn chế lập tức không ít người chơi sinh hoạt cao cấp trong phòng họp đều ném ánh mắt hâm mộ về phía trước nguyên. không chỉ có thể tùy ý sử dụng phòng minh tưởng sơ cấp của trúc hỏa thương hành đồng thời còn có địa vị trưởng lão của linh dược công hội đó chính là có thể lựa chọn một gian phòng tư nhân của mình ở trúc hỏa thương hành hoặc là linh dược công hội nhất là phòng tư nhân của trúc hỏa thương hành ở ngay tầng 7 của trúc hỏa thương hành có thể tùy thời nhìn xuống toàn bộ đường cái thương nghiệp chính của bạch hà thành đó chính là đãi ngộ mà bao nhiêu người cầu còn không được người đã tới đủ rồi ta nói một chút về việc các ngươi phải làm thạch phong nói xong từ trong ba lô lấy ra một bản thiết kế rất lớn đặt trên bàn gỗ hình tròn ở trung tâm sau khi mọi người nhìn thấy bản thiết kế anh ấy đều há to miệng hô hấp cũng trở nên rồn rập nỗ cung xa loại nhỏ thứ này có lẽ không được đông đảo người chơi yêu thích như cơ sa cấp thanh đồng nhưng đối với một công hội mà nói giá trị của nó là không thua gì cơ sa cấp thanh đồng Nụ cung gia loại nhỏ này tầm bán siêu có khoảng phạm vi ba nghìn mét phạm vi này là cự ly người chơi khẳng định không đạt tới cũng là cự ly mà rất nhiều quái vật không đạt tới mượn cái này để công chiếm chấn nhỏ là rất thích hợp hơn nữa khống chế cũng rất đơn giản chỉ cần ba người là có thể tùy tiện sử dụng và di động hội trường chúng ta thực sự phải chế tác thứ này à vi tiếu kinh ngạc nói nấu cung gia loại nhỏ là đạo cụ tương đối cao cấp cho dù những người chơi cao cấp như bọn họ đến chế tác xác suất thành công cũng thấp tới khiếp người mà phí tổn chế tác nỗ cung xa loại nhỏ tương đối cao. Nàng chỉ nhìn đại khái một chút, một chiếc nỗ cung xa loại nhỏ cần phí tổn 100 kim tệ, mà xác suất thành công bọn họ chế tạo ra là không đến một thành. Nói cách khác tiêu tốn một vạn kim tệ của ngươi chưa chắc đã có thể chế tác ra. Cho dù có có đại sư như chức uyên đến chế tác hạch tâm, khiến xác suất thành công đề thăng không ít, nhưng xác suất thành công có thể đạt tới hai thành đã là tốt lắm rồi. Phí tổn chế tác như vậy có là ngàn kim tệ trở lên, mà nếu nỗ cung sa loại nhỏ không thể hình thành quy mô nhất định, đối với công chiếm chấn nhỏ căn bản không có trọng dụng gì nói cách khác điều tốn hơn vạn kim tệ kết quả cuối cùng cũng có thể là giò trúc múc nước một vạn kim tệ cho dù là công hội siêu cấp đối mặt với một vạn kim tệ cũng phải vô cùng cẩn thận nếu lỗ vốn trong phút chốc sẽ khóc tới chết tóm lại linh kiện hạch tâm của nỗ xa sẽ do chức viên xử lý về phần rèn hạch tâm của bộ phận thì có ta tự tay chế tác cuối cùng sẽ do chức viên hoàn thành lắp ráp nếu không có vấn đề hiện tại các người bắt đầu đi nếu có thể trong 10 tiếng chế tạo ra năm chiếc nỗ cung xa loại nhỏ sẽ căn cứ vào biểu hiện của trình độ cá nhân, còn có thể tới thánh thành một lần nữa, hy vọng các người có thể nắm lấy cơ hội. Thạch Phong cười cười nói, nỗ cung gia loại nhỏ cũng chính là có thể đối phó với Boss. Trong các quái vật mà tập đoàn tài chính Hắc Thủy nắm giữ, có không thiếu quái vật cấp bậc Boss, dựa vào một chiếc nỗ cung gia loại nhỏ thì căn bản chính là như muối bỏ biển. Nếu có năm chiếc loại nhỏ loại nhỏ, cũng có thể mang tới hiệu quả nhất định đối với cục diện chiến đấu. Hội trường, chỉ cần chúng ta biểu hiện đủ tốt, thật sự còn có cơ hội tới Titan Thánh Thành à không ít người chơi cao cấp kích động hỏi ngay cả trước uyên đã trở thành đại sư lúc này cũng kinh ngạc nhìn thạch phong sau khi được hưởng thụ thánh thành này đối với người chơi sinh hoạt mà nói căn bản không thể không hướng tới điều kiện tài nguyên rất nhiều của của thánh thành hơn nữa lần trước bọn họ tới vẫn chỉ là một góc núi băng của titan thánh thành còn có rất nhiều nơi tốt hơn mà bọn họ chưa đến đó là đương nhiên có điều ta vẫn muốn nói một chút đó chính là danh ngạch có hạn thạch phong mỉm cười tiếp theo rời khỏi phòng họp mọi người nhìn thấy thạch phong đi rồi mới có phản ứng lập tức ai nấy đều bắt đầu tranh nhau kiểm tra công tác của mình hai mắt đỏ rực giống như phát điên xông vào phòng làm việc bắt đầu công tác chế tác mà thạch phong thì tìm một phòng làm việc cấp đặc biệt trực tiếp dùng ra thần ân gia trì biến thành đoán tạo đại sư dựa vào đạo cụ phụ trợ trong tay thạch phong chỉ mất hơn một tiếng là thoải mái làm ra 15 bộ kiện hạch tâm muốn chế tác may mà có trái tim của ikazu bằng không lần này thực sự xong rồi thạch phong nhìn bộ kiện hạch tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm chỉ là vì chế tác những bộ kiện này hắn đã lãng phí khoảng ba bốn chục phần tài liệu nếu không trở thành đại sư đến chế tác xác suất thành công ngay cả một thành cũng không có đến lúc đó cho dù lãng phí hơn trăm phần tài liệu cũng ổn công sau khi hoàn thành bộ kiện hạch tâm thạch phong trực tiếp giao tất cả bộ kiện hạch tâm đã làm cho yêu úc vi tiếu chế tác nỗ cung ra loại nhỏ vô cùng phức tạp linh kiện cần rất nhiều nhưng trừ bộ kiện hạch tâm ra chuyện khác thì nghề nghiệp cao cấp đều có thể thoải mái xử lý công tác lắp ráp cuối cùng dựa vào trình độ công trình đại sư của chức uyên là đủ để đảm nhiệm rồi mà hắn bản thân còn có rất nhiều việc cần hoàn thành hội trường hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ gần đây mua quang minh chi thạch từ chỗ chúng ta càng lúc càng ít mà quang minh chi thạch bên bọn họ bán ra càng lúc càng nhiều bọn họ rất có thể đã có được không ít bản thiết kế quang minh chi thạch chúng ta có cần cũng bắt đầu hạ giá bán ra không yêu úc vì tiếu lo lắng nói sau khi nàng trở về tiếp quản trúc hỏa thương hành đột nhiên phát hiện địa vị của trúc hỏa thương hành ở tinh nguyệt vương quốc đã tràn ngập nguy cơ trước tiên không nói thương phẩm độc hữu của hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ chỉ là quang minh chi thạch có sức cạnh tranh lớn nhất của trúc hỏa thương hành đã càng lúc càng yếu cộng thêm cửa hàng của hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ bao phủ toàn bộ tinh nguyệt vương quốc không giống trúc hỏa thương hành chỉ bao phủ thành thị nbc chủ yếu của tinh nguyệt vương quốc nếu cứ để mặc như vậy sợ rằng không cần mấy ngày địa vị của trúc hỏa thương hành sẽ bị hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ đẩy xuống đến lúc đó sẽ vô cùng ảnh hưởng tới thu nhập mà trúc hỏa thương hành mang đến quang minh Chi thạch cũng sắp chống đỡ không nổi nữa à thạch phong nhìn danh sách yêu úc vi tiếu đưa ra cười cười nói đã không được vậy chúng ta cũng tới lúc đổi thương phẩm chính rồi đổi thương phẩm chính Ưu Úc vì Tiếu không khỏi nghĩ tới cố hóa ma trang, cái thứ cố hóa ma trang này nhưng rất được thị trường hoan nghênh, có điều bởi vì giá đắt, cũng chỉ có công hội lớn mới mua, người chơi bình thường căn bản không mua nổi, nói tới sức cạnh tranh, căn bản không bằng quang minh chi thạch. Người cầm thứ này, cho luyện kim sư tin tưởng được học tập một chút, từ giờ trở đi chủ yếu sẽ chế tác thứ này. Thạch Phong nói xong từ trong ba lô lấy ra luyện kim bí lục, hiệu quả của thể lực bí dược trong luyện kim bí lục đối với bất kỳ người chơi nào mà nói đều là vật phẩm cần thiết, hơn nữa tài liệu mà thể lực bí dược sử dụng không đắt, cho nên giá bán đã định trước sẽ không quá cao, cho dù người chơi bình thường cũng có thể mua được. Hội trường, ngươi cũng quá thần rồi, không ngờ ngay cả thứ này cũng có thể có được. ưu Úc Vi Tiếu nhìn luyện kim bí lục một chút, rất kích động nói, chỉ cần chúc hỏa thương hành có thể lực bí dược này, giờ xem hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ còn cạnh tranh với chúng ta thế nào được. ưu Úc Vi Tiếu nhìn đại khái công hiệu và tài liệu chế tác của thể lực bí dược, thời gian duy trì dài đến 10 tiếng, hạn mức tối đa của thể lực đề thăng 10%, tốc độ khôi phục đề thăng 80%. Điều này đối với bất kỳ một người chơi muốn cấp tốc thăng cấp nào mà nói đều là thứ ắt không thể thiếu. Hơn nữa giá của tài liệu chỉ khoảng 2 ngân tệ, nếu để luyện kim sư cao cấp đến chế tác, xác suất thành công là nam thành. Chẳng khác nào nói phí tổn của một bình thể lực bí dược đại khái là 4 ngân tệ. Dựa vào hiệu quả của thể lực bí dược, cho dù một bình bán ra 10 ngân tệ, khẳng định cũng có nhiều người mua, mà 10 ngân tệ là còn rẻ hơn ma lực hợp tới hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ đề ra, cộng thêm người chơi thích ứng dụng hơn hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ căn bản không thể cạnh tranh được với chúc hỏa thương hành người chơi trong thần vực thu nhập mỗi ngày đều có hạn kim tiền có hạn tất nhiên chỉ có thể mua vật phẩm có hạn cho nên các người chơi khi lựa chọn thương phẩm tất nhiên sẽ lựa chọn thương phẩm vật tốt giá rẻ thích hợp với bản thân mà mấy ngân tệ đối với người chơi bình thường không phải là một con số nhỏ đối với người chơi tinh anh mà nói cũng là miễn cưỡng có thể thừa nhận nếu những người chơi tinh anh này mua thể lực bí sược, kết quả cuối cùng là bọn họ sẽ không còn tiền để mua thứ khác đến lúc đó sinh ý của hắc thủy thương hành và thương hành thiên hạ khẳng định sẽ gặp phải đà kích lớn sau đó ưu úc vì tiếu cao hướng cầm luyện kim bí lục rời khỏi phòng làm việc cấp đặc biệt đi lựa chọn nhân tuyển học tập mà thạch phong cũng trực tiếp lấy ra thâm uyên điếu trụy sử dụng kỹ năng truyền tống rời khỏi phòng làm việc cấp đặc biệt cùng lúc đó thạch lâm tiểu trấn cũng đã xảy ra hai đại sự hơn nữa đều là đại sự khiến tất cả người chơi vui mừng không thôi bởi vì đấu kỹ trường của thạch lâm tiểu trấn đã xây xong một tầng dưới lòng đất diện tích là lớn hơn cả tầng một phải biết rằng phòng chiến đấu người chơi có thể sử dụng của đấu kỹ trường chỉ có tầng 1, 2, 3, hiện tại có thêm một tầng, tương đương với sân bãi đồng thời có thể cung cấp cho người chơi chiến đấu sẽ tăng thêm 1 phần 3. Hơn nữa chuyện khiến người ta hưng phấn nhất là Thạch Lâm Tiểu Trấn nghênh đón đám NPC lưu lãng thương nhân đầu tiên tiến chú Thạch Lâm Tiểu Trấn. Lưu lãng thương nhân có thể nói là đặc quyền mà chấn nhỏ của người chơi mới có thể được hưởng, đây là tuyệt đối không có trong chấn của NPC. Những lưu lãng thương nhân này không giống như là NPC thương nhân phổ thông, bọn họ sẽ bán ra một số vật phẩm hiếm có, những vật phẩm hiếm có này tuyệt đối là không thể mua được từ nơi khác trong đó có một số đạo cụ rất hiếm có đối với người chơi ví dụ như quyển trục ma pháp hoặc là dược tây đặc thù có điều muốn hấp dẫn lưu lãng thương nhân đến trong trấn nhỏ cũng không phải một chuyện dễ dàng trấn nhỏ này cần có thương đạo vô cùng an toàn mới được bằng không những lưu lãng thương nhân mẫn cảm này sẽ không mạo hiểm mà đến đây là thạch lâm tiểu trấn sắp lên trời rồi ha 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 hôm nay kiếm bộn rồi ta chỉ mất có ba ngân tệ mà mua được một tấm quyển trục đầm lầy dựa học quyển trục này chỉ cần hai người là có thể lừa giết một con quái vật đều lĩnh xã ngoại thế thì có là gì ngươi không nhìn thấy có người chỉ tiêu tốn 12 ngân tệ mua một bình dược tề may mắn nghe nói đó dược tề may mắn đó có thể khiến người chơi để thăng 10 điểm thuộc tính may mắn kéo dài nửa giờ hắn vừa bán sang tay 10 kim tệ xong đúng là đáng tiếc khi ta tới đồ của lưu lãng thương nhân đó đã được bán hết rồi theo sự có mặt của lưu lãng thương nhân các người chơi trong chấn nhỏ đó tán gẫu khắp phố lớn ngõ nhỏ vật phẩm những lưu lãng thương nhân này bán ra hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của người chơi đúng là đồ hiếm lạ cổ quái gì cũng có một điểm đáng tiếc duy nhất chính là thương phẩm mỗi ngày bán ra có hạn hơn nữa vật phẩm mỗi ngày bán ra cũng không cố định có điều cũng chính bởi vậy khiến rất nhiều người chơi muốn sinh sống ở thạch lâm tiểu trấn mà đối với bản thân thạch lâm tiểu trấn cũng là chuyện tốt bởi vì phàm là vật phẩm bán ra trong trấn của người chơi đều sẽ thu 10% thuế tuy không nhiều lắm nhưng theo npc thương nhân hội tụ ở trấn nhỏ càng lúc càng nhiều thu nhập cũng sẽ càng lúc càng nhiều đồng thời chuyện lưu lãng thương nhân cũng được truyền ra trên diễn đàn của tinh nguyệt phương quốc thạch lâm tiểu trấn có lưu lãng thương nhân mua dược tề may mắn bán qua tay kiếm gấp 100 lần lập tức khiến rất nhiều người chơi của tinh nguyệt phương quốc đều đỏ mắt đối với người chơi bình thường mà nói trên người có thể có một kim tệ đã chính là cự phú huống chi là 10 kim tệ nếu lại được thêm mấy lần lên tới cấp 40 cũng có thể trực tiếp đi mua một con tọa kỵ phổ thông phải biết rằng rất nhiều người chơi cao thủ cho dù là lên tới cấp 40 cũng không có tiền để mua tọa kỵ tinh nguyệt vương thành nơi đóng quân của hắc thủy công hội tần mộ vân diễm lệ động lòng người đột nhiên đi vào phòng hội trường sắc mặt có chút không tốt nói hội trưởng cảnh thiếu bởi vì chuyện thạch lâm tiểu trấn mà đã cảm thấy có chút không hài lòng với biểu hiện của ngươi nói muốn ngươi mau chóng xử lý những chuyện nhỏ này nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được khí nhất đào ngồi trên bảo tọa hội trưởng nghe thấy tần mộ vân nói như vậy mày rậm hơi nhíu lại kỳ thật hắn cũng cảm thấy khó chịu với tình trạng đột phát của thạch lâm tiểu trấn bởi vì thạch lâm tiểu trấn đang lớn mạnh vượt bậc không ít thành viên tinh anh và cao thủ của linh dược công hội đều hội tụ đến thạch lâm tiểu trấn lập tức khiến độ khó công chiếm chấn nhỏ để thang không ít hiện tại lại cộng thêm sự xuất hiện của lưu lãng thương nhân sợ rằng sẽ có nhiều người chơi tự do hơn muốn gia nhập linh dược công hội chỉ cần trở thành thành viên của linh dược công hội không chỉ có thể hưởng thụ ưu đãi cho hội viên ở đấu kỹ trường qua lại thạch lâm tiểu trấn cũng tương đối tiện lợi không cần như người chơi khác cần phải hai chân đi đường thành viên công hội chỉ cần mua một tấm quyền trục truyền tống công hội là được thời gian tiết kiệm trong đây đủ để khiến rất nhiều người chơi tự do trình độ và thực lực không tồi phải động tâm lúc trước hắn đã nhận được tin tức sau khi đấu kỹ trường này xuất hiện người chơi muốn gia nhập linh dược công hội bắt đầu tăng gấp mấy lần hơn nữa phàm là người chơi tinh anh hoặc là người chơi cao thủ gia nhập linh dược công hội không ai không trực tiếp tới thạch lâm tiểu trấn phát triển ta biết rồi ngươi nói với cảnh thiếu chỉ cần cho thêm một chút thời gian rất nhanh thạch lâm tiểu trấn sẽ thành vật trong lòng bàn tay của hắc thủy công hội chúng ta khí nhất đào gật đầu nói nhân tiện nói với hắc bảo một tiếng rất nhiều tế phẩm hắn cần đã chuẩn bị xong rồi hắn không thể không thừa nhận linh dược công hội đích xác càng lúc càng mạnh đáng tiếc là gặp phải hắn bằng không đúng là không ai có thể ngăn cản con đường xưng bá của linh dực ở tinh nguyệt vương quốc nhưng khắc thủy công hội bọn họ tới đã định trước linh dực công hội là không còn đường sống nghe thấy câu trả lời của khí nhất đào tần mộ vân cũng xoay người rời khỏi văn phòng hội trường trước nhà gỗ nhỏ trong cổ thần di tích thạch phong thông qua thâm uyên điếu trụy lại truyền tống tới lần này thạch phong trực tiếp mở cửa gỗ đi vào trong nhà nhà gỗ nhỏ nhìn thì rất nhỏ hơn nữa chỉ có một tầng nhưng không gian bên trong lại có động thiên khác cái này giống như là kiến trúc người chơi kiến tạo vậy không gian bên trong nhìn qua thì không lớn hơn bên ngoài chỉ là nhà gỗ nhỏ này càng khoa trương hơn vừa đi vào trong nhà gỗ nhỏ nhìn thấy một đại sảnh thanh lịch trở nên hai sân bóng rổ khắp nơi đều bày tủ thủy tinh tinh xảo trong những tủ thủy tinh này đặt các loại vật phẩm hiếm có trong đó có đủ vật phẩm khiến người chơi cao thủ đều động lòng mà trước nhà gỗ nhỏ còn có 10 nbc thủ vệ cấp 200 trăm gác trong đại sảnh trong đó có bốn gã thủ vệ một mực đứng trước cầu thang đi lên tầng hai trừ những thủ vệ này còn có một vị thanh niên tuấn tú mỹ lệ giống như là quản gia Dung mạo đó đủ để khiến nam tử cũng phải động lòng, tên gọi biểu hiện ra là Hero, cái khác thì không nhìn thấy, nhưng nếu sử dụng kỹ năng quan sát cao cấp để quan sát, sẽ phát hiện vị Hero nhìn thì rất trẻ tuổi mỹ lệ này căn bản không phải người, Hero, tinh linh cao cấp, thánh ma đạo sư, cấp bậc điểm sinh mệnh. Bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh YouTube gì các phim, đời trước không ít người chơi đều rất thích thảo luận NPC trong thế giới thần vực ai là mạnh nhất? đồng thời cũng sẽ thường xuyên liệt kê ra bảng xếp hạng thực lực của một số NPC, mà xếp hạng thực lực này là dựa theo cấp bậc để chia, nói cách khác chỉ có tiến vào cùng cấp bậc thì mới so sánh, mà vị hero này là NPC bậc 5, lại một mực là một câu đố. Bởi vì cho dù đời trước rất nhiều người chơi lên tới cấp 200, sử dụng kỹ năng quan sát cực kỳ lợi hại để kiểm tra, kết quả cuối cùng cũng vẫn không biết được điểm sinh mệnh và cấp bậc của hero, cộng thêm chưa từng có ai nhìn thấy thực lực chân chính của hero. Tuy từng có mấy vị cao thủ đỉnh phong bậc năm muốn cướp sở hối đoái kim sa, kết quả bị Hero một chiêu trấn áp, không chỉ cấp bậc giảm xuống 10 cấp, còn bị nhốt nửa tháng, từ đó không còn ai dám trêu chọc Hero nữa. Đều biết vị tình linh cao cấp Hero này rất lợi hại, dẫu sao NPC bậc 5 phổ thông căn bản không thể một chiêu trấn áp khoảng 6 vị người chơi bậc 5, cho dù lúc trước ngựa phong giả kết cũng không có thực lực này, cho nên thực lực của Hero một mực là câu đố, nhưng quả thực ở trong nhiều NPC bậc 5 được công nhận là tồn tại xếp trong top 5. Sau khi Thạch Phong vừa tiến vào sở hối đoái, Hero chậm rãi đi tới trước người Thạch Phong. Hero rất thân thiết đưa cho Thạch Phong một hoa quan vòng hoa tinh xảo, nói khẽ, vị tiên sinh này, chúc mừng ngài đã thành hội viên của sở hối đoái chúng ta, đây là ký hiệu hội viên, sau này nắm sự ký hiệu, ngài có thể tùy ý qua lại bản sở hối đoái, ngoài ra ngài còn có thể tới đại sành ở tầng 2 của bồn điếm, vật phẩm được đổi ở đó đều là chân phẩm đã trải qua lựa chọn tỉ mỉ của bồn điếm, cảm ơn, ta muốn lên tầng 2 xem thử, không biết người có thể đề cử có thương phẩm tốt nào không, Thạch Phong cất ký hiệu hội viên của sở hối đoái đi, giống như là khách hàng cũ nói sau khi hắn có được rất nhiều ma thủy tinh hắn trực tiếp thanh toán một vạn viên ma thủy tinh tuy có chút đau lòng nhưng so với dùng phương pháp khác để trở thành hội viên đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi vị tiên sinh này mời theo ta hero nói xong dẫn theo thạch phong lên đại sảnh tầng 2. đại sảnh tầng 2 là nhỏ hơn đại sảnh tầng một một chút hơn nữa tủ thủy tinh trưng bày cũng ít hơn rất nhiều tối đa chỉ bằng một phần mười đại sảnh tầng một có điều cho dù là như vậy trên người thạch phong mang theo ba vạn viên ma thủy tinh chỉ sợ cũng không đủ mua một phần mười vật phẩm nơi này bởi vì tùy tiện một kiện vật phẩm ở đây giá trị đều là hai nghìn viên ma thủy tinh trở lên chỉ nhìn lướt qua sẽ phát hiện còn có không ít vật phẩm có giá hơn vạn viên hoa thủy tinh tầng hai quả thật không phải là chỗ con người có thể tới thạch phong thầm líu lưỡi một trăm viên ma thủy tinh trên thị trường có thể đổi lấy hai mươi lăm viên kim tệ một vạn viên thì chính là hai nghìn năm trăm kim tệ nói cách khác trong vật phẩm được trưng bày có nhiều vật phẩm giá trị hai nghìn năm trăm kim tệ trở lên hai nghìn năm trăm kim tệ giá bán ra của vật phẩm cấp sử thi chẳng qua cũng thế mà thôi tiên sinh chào ngươi trong các thương phẩm của bồn điếm nam kiện vật phẩm này xem như là được chúng ta lấy làm kiêu ngạo nhất rồi hy vọng ngươi sẽ thích hero cười cười đưa thạch phong tới trước một tủ thủy tinh có ma pháp trận bảo hộ rất tự tin nói đây là ma pháp trận cấp tông sư thạch phong nhìn thấy ma pháp trận bảo hộ nam kiện vật phẩm không khỏi kinh hãi hắn ít nhiều cũng từng nghiên cứu về không ít ma pháp trận lại có thể vẽ ma pháp trận trung cấp tuy không phải đại sư chế tác ma pháp trận nhưng cũng có thể phân biệt ra trình độ đại khái của ma pháp trận mà sự cường đại của ma pháp trận dưới chân Thạch Phong từng nhìn thấy trong hoàng cung đế đô của đế quốc, chỉ cần có có ma pháp trận cấp tông sư này, cho dù là một đống NBC nghề nghiệp bậc năm trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được, nếu gặp phải ma pháp trận cấp tông sư cực kỳ lợi hại, thậm chí là NPC nghề nghiệp bậc năm cũng phải mất mạng, mà ma pháp trận cấp tông sư như vậy lại dùng để bảo hộ năm kiện vật phẩm, quả thực quá xa xỉ, xem ra vị tiên sinh này cũng có nghiên cứu tương đối về ma pháp trận, chỉ liếc một cái liền nhận ra đây là ma pháp trận cấp tông sư, Hero thấy Thạch Phong chú ý ma pháp trận cả nửa ngày, không khỏi cười nói: nếu ngài cảm thấy hứng thú với ma pháp trận lần này trong thương phẩm chúng ta bán ra vừa hay có mấy ma pháp trận đồ dài ta tin nhất định sẽ khiến ngài hài lòng chỗ ngươi không ngờ bán ra ma pháp trận đồ dài à thạch phong lập tức giật mình vội vàng nhìn về phía hero hỏi cái thứ ma pháp trận này có thể nói là bí mật bất truyền trong thần vực bình thường căn bản không mua được tối đa chỉ mua được một số quyển trục ma pháp không ảnh hưởng toàn cục hoặc là từ trong đồ thư quán học tập một số tri thức căn bản của ma pháp trận bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đồ dài để chế tác ma pháp trận lần trước thạch phong cũng là một nhiệm vụ cấp sử thi mới có được một quyển ma phát trận đồ dài của cửu tinh cực vực không ngờ ở tầng hai của sở hối đoái kim sa lại có thể đổi cả ma phát trận đồ dài nếu đời trước thạch phong biết có thể đổi thứ này cho dù đập nồi bán sắt cũng phải trở thành hội viên của sở hối đoái kim sa có lẽ hiệu quả của ma phát trận ở sơ kỳ đối với người chơi thì không quá lớn nhưng theo cấp bậc của người chơi để thăng ảnh hưởng của ma phát trận đối với người chơi cũng sẽ càng lúc càng lớn nhất là đối với công hội Đại chiến công hội bình thường chỉ có người chơi đạt tới trình độ tinh anh mới có thể mang tới một số tác dụng trong công hội chiến. Người chơi bình thường đi lên căn bản chính là tự tìm chết, không đủ cho công hội bồi tiền. Nhưng theo sự hiểu biết của người chơi đối với ma pháp trận càng lúc càng nhiều, công dụng của ma pháp trận cũng càng lúc càng rộng. Ví dụ như ma pháp đoàn thể cỡ lớn phóng thích, người chơi hệ ma pháp phổ thông có lẽ không thể dùng ra ma pháp cực kỳ cường đại, nhưng ma pháp trận lợi hại lại có thể tập hợp ma lực của hơn 10 người hoặc mấy chục người, thậm chí hơn trăm người chơi hệ ma pháp, dùng ra ma pháp có sức phá hoại siêu lớn mà chế tác và vẽ ma pháp trận như vậy là đơn giản hơn chế tác quyển trục ma pháp hủy diệt cỡ lớn bậc 3 thậm chí là bậc 4 rất nhiều. Chính bởi vì vậy, cho dù người chơi bình thường đến thần vực trung hậu kỳ cũng vẫn có thể ở trong đại chiến mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người mang tới tác dụng tương đối không tồi. Cái này này phải xem trình độ nghiên cứu của công hội lớn đối với ma pháp trận, mà muốn nghiên cứu ma pháp trận, điểm thứ nhất chính là cần đủ nhiều ma pháp trận đồ dài, cho nên các công hội lớn đều sẽ liều mạng thu thập các loại ma pháp trận đồ dài hắn hiện tại hắn có thể kiếm được một đồ giải của ma pháp trận đoàn thể cỡ lớn như vậy linh dược công hội sẽ không phải e ngại bất kỳ một công hội nào nữa bởi vì loại ma pháp đoàn thể cỡ lớn này căn bản không phải người chơi hiện tại có thể chống lại ít nhất cũng cần một vị ma đạo sư trình độ bậc bốn mới có thể vị tiên sinh này ngươi không cần nhắc một chút về năm kiện vật phẩm mà bồn điếm long trọng đề cử à hero lộ ra vẻ mặt đáng tiếc hỏi thạch phong nhìn lướt qua năm tủ thủy tinh trước người không khỏi lắc đầu nói cảm ơn hảo ý của ngươi có điều ta cảm thấy sức hút của ma pháp trận đối với ta vẫn lớn hơn một chút năm kiện vật phẩm trong tủ thủy tinh đích xác là chân phẩm tuyệt đối giống như hero nói thậm chí bên trong còn có cả pháp trượng cấp sử thi nhưng cái giá thật sự khiến người ta khó có thể chấp nhận vốn đồ trong sở hối đoái đã đắt hơn ngoại giới rất nhiều trừ khi là đặc biệt cần thiết bằng không ai lại đi coi tiền như xác để cho hero làm thịt đời trước có khoảng 6 gã người chơi bậc năm muốn đánh cướp sở hối đoái cũng không phải không có nguyên nhân chính bởi vì trào giá quá đắt cao hơn xa giá thị trường cho nên mới phải bị quá hóa liều chỉ là cuối cùng không thành công ở ngoại giới hero còn có một xưng hào đó chính là hắc tâm thương nhân, cho nên trừ khi là cần thiết, giá trị đối với cá nhân vô cùng cao, bằng không không ai nguyện ý đến đổi, chính bởi vì vậy người chưa có thể trở thành hội viên đã ít lại càng ít, cơ hồ đều là thông qua tích lũy mảnh vỡ thượng cổ để trở thành hội viên. Trong năm kiện vật phẩm, giá thấp nhất cũng là hai vạn bốn ngàn viên ma thủy tinh, cao nhất cần 5 vạn hai ngàn viên ma thủy tinh, chính là thanh pháp trượng lấp đánh lưu quang hai màu trắng đen đổi thành kinh tệ thì chính là 13.000 kinh tệ. Cái giá này tuyệt đối không phải thạch phong nguyện ý thừa nhận nếu chỉ cao hơn giá bình thường một hai ngàn kim tệ cũng có thể cân nhắc một chút hero nhìn thấy thạch phong không có hứng thú với năm kiện vật phẩm cũng từ bỏ ý định đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp dẫn theo thạch phong tới một góc nhỏ của đại sành trong góc này bày ba tủ thủy tinh loại nhỏ trong mỗi một cái tủ đều đặt một quyển thư tịch đúc bằng vàng chính là ma pháp trận đồ dài không biết tiên sinh có hài lòng không hero cười hỏi tuy ma pháp trận đồ dài không đáng giá bằng năm kiện vật phẩm đó nhưng giá lại xếp hạng trung thượng trong rất nhiều thương phẩm ba bản ma pháp trận đồ giải một quyển giá rẻ nhất cũng là 8.000 viên ma thủy tinh, tên là thập tam đồ đằng trụ, thu về ma pháp trận loại hình trấn áp sơ cấp, cần 13 nghề nghiệp hệ ma pháp mới có thể khởi động, hiệu quả đối với phó bản và kích sát boss đơn thể dã ngoại là rất tốt, ở trong ma pháp trận sơ cấp cũng xem như là loại thường thừa, còn có một quyển cần một vạn hai ngàn viên ma thủy tinh, đó là một quyển ma pháp trận kết giới thủ hộ song trọng, cũng thuộc về ma pháp trận sơ cấp, có điều chỉnh độ rất cao, chỉ cần 100 người chơi hệ ma pháp, thể xây dựng ra một ma pháp trận phòng ngự dùng để ngăn cản tất cả thương tổn đến từ ngoại giới thuộc về ma pháp trận cực phẩm trong ma pháp trận sơ cấp cuối cùng và cũng là một quyền đáng giá nhất giá trị hai vạn bốn ngàn viên ma thủy tinh tên là thánh thú hàng lâm tập hợp ma lực của 88 triệu hoán sư triệu hồi ra một con thánh thú để tác chiến thuộc về trình độ trung thượng trong ma pháp trận trung cấp nếu bán đi cũng có thể kiếm được không ít không hổ là sở hối đoái không ngờ ngay cả ma pháp trận trung cấp cũng có thạch phong thầm kinh thán ma pháp trận đồ giải sơ cấp ở trong thần vực xem như là ma pháp trận rất thường thấy nhưng sau khi đến trung cấp ma phát trận đồ giải lại vô cùng ít ỏi, cho dù là công hội lớn cũng rất khó có được một quyền, hiện tại sở hối đoái có một quyền, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy giá trị của ma phát trận thánh thú hàng lâm vừa xa giá thị trường, nhưng thánh thú hàng lâm đối với đại chiến công hội mà nói lại có công dụng rất lớn. Ma pháp trận trung cấp cực phẩm cửu tinh cực vực trong tay hắn thuộc về ma phát trận loại hình phong ấn chấn áp trong đại chiến người chơi chỉ đối với một số nơi địa thế hiểm yếu chật hẹp mới có thể tạo được hiệu quả nhất định tác dụng chủ yếu vẫn là làm suy yếu boss đối với nguyên giã chiến rộng lớn và công thành chiến mà nói thì căn bản không có tác dụng gì nhưng thanh thú hàng lâm thuộc về ma pháp trận hệ kêu gọi thông qua triệu hồi gia quái vật cường đại để tác chiến cái này cũng giống như quyền trục kêu gọi chỉ là điều kiện sử dụng hà khắc hơn cần 88 triệu hoán sư để chủ trì ma pháp trận nếu ma pháp trận gián đoạn sinh vật được kêu gọi lập tức biến mất một điểm quan trọng hơn là rất phí tiền cần phải chế tác khoảng 88 quyển trục ma pháp mới có thể sử dụng một lần có điều cho dù là như vậy cũng là đạo cụ chiến tranh rất lợi hại dẫu sao hiệu quả người chơi bình thường có thể tạo được thật sự quá nhỏ, cơ hồ có thể bỏ qua, nhưng nếu tập hợp lực lượng của những người chơi bình thường này lại biến thành chiến lực cường đại, vậy chính là một chuyện rất khủng bố, dẫu sao tuyệt đại đa số người chơi đều là người chơi bình thường, trong đây có thứ gì đó khiến ngài hài lòng không? Hero mặt mày tươi cười nhìn Thạch Phong lại hỏi, tuy chỉ có 3 kiện mà phát trận đồ dài, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trung cấp, nhưng những ma phát trận đồ dài này chính là thứ ở ngoại giới không thể dễ dàng thu hoạch được, nhất là ma phát trận đồ dài đến trình độ trung cấp đó tuyệt đối là vật phẩm siêu hi hữu ánh mắt của thạch phong không khỏi lưỡng lự trên ba kiện ma pháp trận đồ dài tuy thập tam đồ đằng trụ chỉ là ma pháp trận loại hình trấn áp sơ cấp không tốt bằng cửu tinh cực vực nhưng là ma pháp trận sơ cấp người chơi có thể chế tác cũng sẽ nhiều hơn không giống như là cửu tinh cực vực cho đến hiện tại ở trong toàn bộ công hội cũng chỉ có một mình hắn có thể chế tác nhưng hắn nào có nhiều thời gian như vậy để chuyên môn chế tác nhưng nếu có thập tam đồ đằng trụ trong công hội có nhiều người đã có thể chế tác như vậy thực lực chỉnh thể hạ phó bản của như vậy cũng sẽ để thăng không ít có thể thoải mái có được nhiều trang bị tốt hơn mà kết giới thủ hộ là ma phát trận phòng ngự vô cùng thích hợp với công thành chiến bình thường lại không có tác dụng gì thánh thủ triệu hoán cuối cùng cũng là thủ đoạn rất được ưa dùng trong đại chiến công hội ba kiện ma phát trận đồ dài đều có chỗ hữu dụng riêng đối với công hội mà nói đều là rất khan hiếm có điều giá quá cao đã định trước là không thể mua hết ta lấy thánh thú triệu hoán và song trọng thủ hộ kết giới này thạch phong do dự một chút rồi nói trước mắt hạng mục được ưu tiên nhất là phòng thủ thạch lâm tiểu trấn thập tam đồ đằng trụ cũng chỉ có thể để sang bên dưới ma thủy tinh có hạn chỉ có thể dùng thép tốt trên lưỡi đao được hai bản ma phát trận đồ dài tổng cộng là ba vạn sáu ngàn viên ma thủy tinh hero cười nói lập tức thạch phong lấy ra ma thủy tinh có được từ đấu kỹ trường cộng thêm một số ma thủy tinh mang theo từ trong kho hàng của trúc hỏa thương hành miễn cưỡng gom đủ ba vạn sáu ngàn viên ma thủy tinh đúng là đen sau khi thạch phong giao ra ma thủy tinh trong lòng lại có chút đau thịt nhiều ma thủy tinh như vậy đã có thể mua bốn năm bản ma pháp trận đồ dài trên thị trường rồi tiên sinh đây là ma pháp trận đồ dài của ngài sau khi hero nhận được ma thủy tinh lại mặt mày tươi cười bởi vì ngài là hội viên của sở hối đoái ta mỗi khi chi tiêu vượt quá một vạn viên ma thủy tinh có thể đạt được một điểm tích phân sau khi tích phân người tích chữ đạt tới 500 điểm chúng ta có thể để thăng ngài lên làm hội viên cao cấp của sở hối đoái sau này chi tiêu ở đại sảnh tầng 2 đều có thể được giảm một thành tiêu phí ở đại sảnh tầng một có thể giảm hai thành đồng thời ngươi cũng có tư cách tiến vào bản bộ của sở hối đoái chúng ta hiện giờ ngài chi tiêu ba vạn sáu ngàn viên ma thủy tinh ngài có thể có được ba điểm tích phân nếu ngài hiện tại mua thêm bốn ngàn viên ma thủy tinh sẽ nhận được bốn điểm tích phân thạch phong cũng không biết phải nói gì với hero không thể không nói hero đích xác là thương nhân cũng may trên người hắn có nhiều ma thủy tinh như vậy bằng không hắn thật sự có khả năng sẽ bị hero thuyết phục lại đi mua thêm một kiện có giá bốn ngàn viên ma thủy tinh có điều thế này cũng khiến thạch phong có chút kinh ngạc không ngờ sở hối đoái trừ hội viên ra còn có hội viên cao cấp có thể đi tới bản bộ của sở hối đoái mua đồ mà hắn nhớ rõ trong thần vực đời trước sở hối đoái kim sa không làm hội viên cao cấp gì cả dẫu sao lúc trước vẫn có một số người trở thành hội viên của sở hối đoái loại chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm xin hỏi có phải chỉ cần trở thành hội viên của sở hối đoái là có thể tấn thăng thành hội viên cao cấp không thạch phong tò mò hỏi không hoàn toàn bởi vì ngươi là vị thiên quyến giả đầu tiên tới bổn điếm cho nên mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Bình thường người trở thành hội viên vẫn phải chi tiêu 1.000 vạn viên ma thủy tinh của bồn điếm mới được thông báo. Hero lắc đầu, giải thích, chẳng lẽ đời trước không ai nói chuyện hội viên cao cấp à? Thạch Phong giật mình. Sau đó Thạch Phong cầm hai bản ma phát trận đồ dài trực tiếp rời khỏi sở hối đoái. Về phần chuyện trở thành hội viên cao cấp, đối với hắn hiện tại mà nói vẫn quá sớm. Nếu có thể giữ được toàn nguyên thiết khoáng mạch ở hành vực nguy hiểm đó, cũng có thể cân nhắc một chút có thể trở thành hội viên cao cấp hay không bằng không hiện tại toàn bộ thần vực không có một công hội nào gánh được 500 vạn viên ma thủy tinh đó cả. Sau khi rời khỏi sở hối đoái, Thạch Phong trực tiếp sử dụng không gian di động của thất diệu chi giới tới bờ biển, phóng ra phóng ra lái tới man hoang cổ địa ở cuối cùng. Man hoang cổ địa chỉ là nơi là nhân tộc quật khởi, hải vực xung quanh vẫn rất nguy hiểm, bởi vì man hoang cổ địa ở rất gần hải vực nguy hiểm, rất dễ gặp phải hải quái. Tuy cấp bậc của hải quái không cao, chỉ có cấp 40,5, nhưng trình độ khó chưa chút hơn xa lĩnh chủ cao cấp cấp 40, 50 bình thường nếu thật sự thành lập ma pháp chi tháp ở khởi thủy chi trấn để hấp dẫn người chơi hiệu quả này tuyệt đối không so được với trấn nhỏ trên lục địa dẫu sao đối với người chơi bình thường mà nói là quá nguy hiểm có điều như vậy cũng khiến thạch phong nhìn thấy một số thương cơ nếu sử dụng thuyền đánh cá từ vọng hải tiểu trấn tới man hoang cổ địa trình độ nguy hiểm đích xác rất lớn nhưng nếu sử dụng cano trình độ nguy hiểm này sẽ giảm xuống trên diện rộng hắn chỉ cần chuyên môn khai thông một đường biển vận chuyển từ vọng hải tiểu trấn tới man hoang cổ địa một người hai nguyên tệ, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi nguyện ý trả tiền để tới, cho dù mỗi ngày chỉ có một vạn người chơi đi, vậy thu nhập cũng được 200 kim tệ, nhưng rất rõ ràng đó là chuyện không có khả năng, cho dù Thạch Lâm tiểu trấn cần lộ trình 10 tiếng trở lên, cũng có rất nhiều người chơi nguyện ý tới, huống chi là Khởi thủy chi trấn tọa lạc ở Thiên Khải đế quốc, nói không chừng đến lúc đó mỗi ngày đều có thể có thu nhập trên ngàn kim tệ, nếu chờ Khởi thủy chi trấn phát triển thành trấn nhỏ trung cấp, mở ra giá trị thực sự của Man Hoang cổ địa đến lúc đó chỉ sợ cũng là mỗi ngày 10 vạn thậm chí mấy chục vạn người chơi đến, chỉ cần bắt đầu thu tiền, lợi nhuận hắn kiếm được chưa chắc đã ít hơn thu hoạch ở khởi thủy chi trấn. Thạch Phong vẫn nhớ rõ đời trước khởi thủy chi trấn phát triển thành một tòa thành thị loại nhỏ, chỉ là nhân khẩu thường trú đã có gần trăm vạn, nhân khẩu lưu động cao tới 500 vạn trở lên, ai nấy đều chạy tới dị thế giới, thực sự đến lúc rồi, tiền hắn kiếm được mỗi ngày có thể đếm tới mỏi tay. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, vốn là lộ trình một giờ, tấn long khoái đĩnh chỉ cần hơn 10 phút là tới nhanh, từ xa xa nhìn lại man hoang cổ địa giống như một tân đại lục không thấy điểm cuối diện tích bằng phạm vi quản hạt của một một thành thị lớn trên lục địa trong đó chỉ là khu ngoại vi cũng là lĩnh vực mà người chơi hiện tại không thể dễ dàng đặt chân lập tức thạch phong tìm một nơi độ thuyền sau khi thu hồi tấn long khoái đĩnh trực tiếp rút ra thâm uyên giả mở ra huyễn ảnh sát phân ra một phân thân không gian di động của thất diệu chi giới rất tiện thì không sai nhưng hắn cũng không phải thần hắn cũng không nhớ rõ tọa độ cụ thể của cửa truyền tống dị thế giới chỉ có thể thông qua bản đồ để xác định vị trí đại khái nhưng khu hạch tâm là nguy hiểm cỡ nào để ngừa vạn nhất khi gặp phải quái vật cường đại có thể sử dụng kỹ năng hoán đổi để trở về đỡ bị quái vật làm thịt ngay khi thạch phong chuẩn bị sử dụng không gian di động thủy sắc sắc vi đột nhiên gọi điện thoại tới hội trường không tốt ta vừa nhận được tình báo của thiên cơ các ba quân đoàn hạch tâm của vạn thần điện đã lặng lẽ lèn tới tinh nguyệt vương thành rồi màn hình màn hình bán trong suốt trên khuôn mặt trắng nõn của thủy sắc sắc vi có thêm một tia lo âu Lúc trước nghe Thạch Phong nói tập đoàn tài chính Hắc Thủy liên thủ với Vạn Thần Điện muốn đối phó linh dược bọn họ, nàng ít nhiều vẫn có chút không tin, cho dù muốn đối phó linh dược công hội, đó cũng phải là chuyện rất lâu về sau, không ngờ Hắc Thủy lại động thủ nhanh như vậy, nếu Hắc Thủy và Vạn Thần Điện thật sự đánh tới đây, trong lòng nàng đúng là không nắm chắc ngăn cản được, dẫu sao Vạn Thần Điện cũng là công hội siêu cấp, hiện giờ nàng đã không còn vô tri giống như trước kia, có yên tâm hệ thống huấn luyện mô phỏng với Thiên Cơ Các, nàng biết rõ công hội siêu cấp là quái vật lớn đáng sợ cỡ nào bình thường bọn họ thể hiện ra trước mặt mọi người chỉ là một góc núi băng nhưng chính là một góc núi băng này cũng đủ để khiến bất kỳ một công hội nhất lưu nào cảm thấy hoảng sợ rồi xem ra bọn họ không chờ được nữa thạch phong cũng không cảm thấy bao nhiêu bất ngờ hiện giờ thạch lâm tiểu trấn càng lúc càng hot điều này khiến linh dực công hội cũng được thơm lây không ngừng hấp thu tinh anh và cao thủ trong người chơi tự do khiến thực lực chỉnh thể của linh dực công hội là không ngừng đề thăng nếu cho bọn họ thêm vài ba ngày đến lúc đó hắc thủy muốn đánh hạ thạch lâm tiểu trấn cái giá phải trả cũng sẽ rất cao nếu đổi thành hắn chắc cũng sẽ nhanh chóng hành động hội trưởng vậy hiện tại ta điều phái nhân thủ về thạch lâm tiểu trấn à thủy sắc sắc vi hỏi tận lực âm thầm phái người tới đừng để đà thảo kinh xà thạch phong nghĩ nghĩ một chút phân phó vừa hay đổi tiền vừa bán đất thành tài liệu kiến tạo ma pháp trì tháp đưa tới như vậy cũng sẽ không khiến ai hoài nghi nhân tiện bảo bọn họ chế tác giản giáo của ma pháp trì tháp trước sau đó ta sẽ tới chiến đấu lần này không tầm thường hơn nữa linh dực là không thể thua được vì đề ngừa vạn nhất vẫn phải tận hết khả năng kiến tạo nhiều ma pháp chi tháp để thủ hộ thạch lâm tiểu trấn bằng không ngay cả thạch lâm tiểu trấn cũng không thủ hộ được thành sau khi xây xong khẳng định cũng sẽ tiêu đời còn chuyện về phần sau này thủ hộ thành thị thế nào vậy chỉ có thể chờ để sau rồi tính ta hiểu rồi thủy sắc sắc vì lập tức các máy vội vàng đi ăn bài công tác sau đó thạch phong cũng lập tức sử dụng kỹ năng của không gian di động trực tiếp di động tới khu hạch tâm của man hoang cổ địa có điều thạch phong chân trước vừa từ trong khe nứt không gian đi ra chân sau đã nhìn thấy một con thụ yêu cao tới 10 mét toàn thân dây leo phiêu tán giống như roi sát, rõ ràng chỉ tùy ý chạm vào một khối đá lớn, khối đá đó đã vỡ vụn, mà dây leo như vậy lại có tới hơn trăm sợi. Xâm lâm lão thụ, yêu, sinh vật nguyên tố, lĩnh chủ, cấp 110, điểm sinh mệnh. Mà Thạch Phong nhìn thấy xâm lâm lão thụ, yêu thì sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Boss lĩnh chủ cấp 110, cho dù là người chơi bậc hai cùng cấp trình độ tương đối không tồi cũng chỉ có thể bỏ chạy, căn bản là không thể đánh thắng được, càng đừng nói là hắn hiện tại. Gư, Sâm Lâm lão thủ yêu cũng ngay lập tức nhận ra Thạch Phong, theo một tiếng gầm vang lên, hơn 10 sợi dây leo hóa thành hắc ảnh đầy trời trực tiếp cắn nuốt về phía Thạch Phong, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, sau khi hơn 10 sợi dây leo đập xuống, mặt đất trực tiếp vỡ ra mấy chục đạo, cảnh tượng khủng bố giống như là vừa có động đất vậy, mà Thạch Phong cũng sớm dùng ra kỹ năng hoán đổi, mới thoát khỏi được sự công kích của dây leo, mà phân thân của Thạch Phong không có gì bất ngờ đã bị đập thành cho tàn, giống như trước giờ chưa hề tồn tại vậy, nguy hiểm thật, may mà có phân thân để thay thế thạch phong không khỏi nghĩ lại một màn phân thân bị diệt sát để trời đó không chỉ rất nhanh mà là vô cùng cay độc hoàn toàn bao phủ toàn bộ gốc chết của hắn trừ cố gắng chống đỡ ra thì căn bản không có biện pháp khác cho dù hắn cố gắng chống đỡ hậu quả cuối cùng cũng là bị đánh thành bã chênh lệch thuộc tính giữa hai bên quá lớn đây không phải là kỹ xảo có thể bù đắp sau đó lại qua 5 phút thạch phong lại dùng ra huyễn ảnh sát điều chỉnh một chút tọa độ truyền tống lại thông qua kỹ năng không gian di động truyền tống tới bởi vì có lần đầu tiên điều chỉnh sai số lần này thạch phong rất chính xác truyền tống đến cạnh cửa lớn truyền tống của dị thế giới cửa lớn truyền tống của dị thế giới rất cao, chừng hơn trăm mét, giống như một tòa nhà cao tầng cao chót vót mà ở xung quanh cửa lớn truyền tống đều bố trí ma pháp trận từ thời kỳ thượng cổ lưu lại. cho dù là boss cuối cùng kim sắc ma tượng thống trị khu hạch tâm cũng đường hòng tới gần nhiều phần, cho nên chỉ cần người chơi tiến vào trong ma pháp trận, tương đương với tiến vào khu an toàn, không có bất kỳ quái vật nào chạy tới. nhưng ở trong ma pháp trận cũng có một khuyết điểm, đó chính là ma pháp trận không thể tùy tiện chồng nhau nếu muốn thiết lập một ma pháp trận có tọa độ truyền tống không gian nhất định phải rời khỏi nội bộ ma pháp trận mà ở ngoài ma pháp trận lại có quái vật không dưới cấp 100 đang thèm chảy nước miếng muốn thiết lập tọa độ chính là chuyện tương đối cực khổ ở trong thần vực muốn thiết lập tọa độ của ma pháp truyền tống trận bình thường đều cần thời gian gần 30 giây nếu muốn ở khu hạch tâm quái vật nhiều chi chít thiết lập tọa độ thì cơ hồ là chuyện không thể đời trước có thể thành lập tọa độ hoàn toàn là vì thành viên của công hội siêu cấp tới dọn dẹp sạch sẽ tất cả quái vật trước sau đó mới thành lập tọa độ sau khi có tọa độ cạnh cửa lớn truyền tống của dị thế giới còn có cao thủ của công hội siêu cấp canh gác định kỳ dọn dẹp quái vật xung quanh khiến người chơi có thể an toàn tiến vào cửa truyền tống dị thế giới hiện giờ thạch phong không có thực lực dọn dẹp quái vật xung quanh càng đừng nói là định kỳ dọn dẹp quái vật để bảo hộ an toàn cho người chơi truyền tống tới tuy thạch phong không có thực lực để dọn dẹp quái vật xung quanh có điều thạch phong lại có quyền trục đổi ma quyền trục đổi ma có thể xua đuổi quái vật trong phạm vi nhất định muốn thành lập tọa độ truyền tống là rất dễ vấn đề duy nhất chính là sau khi truyền tống tới đây không thể không đối mặt với vấn đề quái vật thủ hộ có điều nếu người chơi phản ứng rất nhanh có thể trốn vào ma pháp trận đúng lúc những quái vật đó sẽ không làm gì được người chơi xua đuổi thạch phong trực tiếp lấy ra quyển trục đuổi ma lập tức tất cả quái vật ở cạnh cửa lớn truyền tống của dị thế giới đều chạy ra xa khiến xung quanh biến thành một mảng trống vắng nhân cơ hội này thạch phong cũng lập tức bắt đầu thành lập tọa độ truyền tống sau khi có tọa độ truyền tống sau này muốn tới đây trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống trận truyền tống tới thần không biết quỳ không hay tiến vào huấn luyện đặc biệt của dị thế giới để đề thăng thực lực đãi ngộ như vậy cho dù là cao thủ hàng đầu của công hội siêu cấp cũng không được hưởng thụ sau khi xác định khỏi tọa độ truyền tống thạch phong lấy ra quyền trục trở về thành trực tiếp quay về bạch hà thành hắc thủy công hội đã có ý muốn động thủ hắn phải tranh thủ thời gian chế tác quyền trục ma pháp chỉ là thạch phong vừa tới cửa lớn của trúc hỏa thương hành thủy sắc sắc vi cũng gọi điện thoại tới vẻ mặt vô cùng ngưng trọng bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim xảy ra chuyện gì vậy ngay vừa rồi, không biết vì sao, thành viên công hội của chúng ta không thể sử dụng quyền trục truyền tống công hội tới Thạch Lâm Tiểu Trấn. Hơn nữa bên Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng không thể sử dụng, thậm chí ngay cả quyền trục trở về thành cũng không có hiệu quả. Ngoài ra chấn nhỏ NBC ở gần Thạch Lâm Tiểu Trấn hiện tại đã bị hắc thủy công hội phong tỏa, thành viên Long Phượng các bên hồ Tâm Thành cũng không biết nổi đi gì, bắt đầu tàn sát người của chúng ta khắp nơi, hiện tại bên Bạch Kinh Tuyết đang bận tới rất đầu mái chán. Hiện tại Thủy Sắc Sắc Vi đang vô cùng lo lắng. Tuy lúc trước cũng được không ít cao thủ và thành viên tinh anh tới Thạch Lâm Tiểu Trấn, nhưng nhân số thành viên công hội ở Thạch Lâm Tiểu Trấn hiện tại trung quy vẫn quá ít, nếu thông đạo bị phá hỏng, người khác của linh dược công hội muốn tới trợ giúp Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng không làm được. Thạch Phong nghe thủy sắc sắc vì báo cáo xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, quyền trục truyền tống công hội cũng không thể sử dụng à? Thạch Phong không khỏi trầm tư nói, chẳng lẽ bọn họ sử dụng phong giới ma pháp trận? Cái thứ phong giới ma pháp trận này ở đời trước là ma pháp trận các công hội lớn thường xuyên dùng để công thành, có điều loại ma pháp trận này vô cùng hiếm có bình thường chỉ có ở nơi bí mật cấp 60 trở lên mới có cơ hội có được với thực lực của các công hội lớn hiện tại căn bản là không thể có được tới tay mới đúng hội trường hay là hiện tại ta dẫn một số cao thủ tới tổ chức đại cục trước sau đó ngươi dẫn đại quân công hội tới trợ giúp ta nghĩ với phòng ngự phòng ngự của thạch lâm tiểu trấn chắc có thể chống đỡ đến lúc đại quân công hội tới thủy sắc sắc vi kiến nghị hắc thủy công hội và vạn thần điện động thủ quá đột nhiên tuy bọn họ đã sớm có chuẩn bị nhưng ai mà ngờ được hắc thủy lại có thủ đoạn như vậy đã không có ưu thế truyền tống trận muốn tổ chức đại quân công hội chạy tới sẽ cần thời gian tương đối đợi cho khi đại quân công hội tới sợ rằng công thành chiến sớm đã bắt đầu nhưng thạch lâm tiểu trấn hiện tại chỉ có một ít cao tầng công hội ở đó nhưng chưa có ai từng chỉ huy loại đại chiến cấp bậc công hội này nếu chỉ huy không tốt rất dễ sẽ khiến thạch lâm tiểu trấn bị chiếm đóng cho nên hiện tại cần phải có người chạy tới chỉ huy đại cục được người dẫn theo thành viên có tọa kỵ tới chỉ huy công sự phòng ngự có điều phải cẩn thận hắc thủy phục kích bọn họ đã làm ra loại chuyện phong tỏa bản đồ này khẳng định cũng đã nghĩ cách ngăn cản người tới thạch phong gật đầu ở thần vương trước mắt xác suất phổ cập tọa kỵ là vô cùng thấp cho dù công hội siêu cấp cũng chỉ có cao thủ cá biệt mới có thể có được chỉ cần đám người thủy sắc sắc vi phá tan được phòng tuyến đi vòng qua nếu là người chơi không có tọa kỵ thì căn bản là không được kịp hơn nữa lúc trước thủy sắc sắc vì có được một nhiệm vụ kỳ ngộ đạt được một con hỏa diễm liệt mã cấp bí ngân dựa vào tốc độ của tọa kỵ cấp bí ngân cho dù người của công hội siêu cấp cũng không thể đuổi kịp, dẫu sao tọa kỵ cấp bí ngân thật sự là quá ít. Sau khi nói xong việc, Thạch Phong cũng lập tức tiến vào phòng minh tưởng sơ cấp của Trúc Hòa Thương Hành, mở ra thần en ra hộ bắt đầu chế tác quyển trục ma pháp, mà tài liệu sớm đã bảo yêu Úc vì tiếu chuẩn bị xong. Từ chấn nhỏ truyền tống gần nhất chạy tới Thạch Lâm Tiểu Trấn, đi bộ cũng phải 10 tiếng trở lên, hơn nữa vừa chạy một cái chính là 10 tiếng, tới Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng phải nghỉ ngơi một chút mới có thể chiến đấu, bằng không bảo đại quân đã tiêu hao hết thể lực đi công đánh chấn nhỏ căn bản chính là không chịu nổi một kích mà hắn chạy tới thạch lâm tiểu trấn lại rất nhanh phong giới ma pháp trận là thông qua làm nhiễu loạn dao động ma lực địa phương khiến dao động ma lực của ma pháp truyền tống trận bị lỗi dẫn tới không thể truyền tống nhưng hắn có thất diệu chi giới không gian di động không giống như truyền tống dao động ma lực thay đổi không ảnh hưởng đến không gian di động cho nên hắn có thể đến chấn nhỏ gần nhất là trực tiếp di động đến thạch lâm tiểu trấn ở trên tốc độ cho dù là tọa kỳ cấp ám kim cũng không theo kịp chẳng khác nào nói hắn hiện tại có 10 tiếng để chuẩn bị cho chiến đấu hạng mục công việc được ưu tiên nhất chính là chế tác quyền trục ma pháp việc khác đành gạt sang bên về phần tổ chức đại quân đi trợ giúp hắn không cần làm như vậy luận về thực lực chính diện cho dù linh dược công hội mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể là đối thủ của hắc thủy công hội bởi vì hắc thủy công hội có thể khống chế những quái vật hình người một sừng đó người chơi xông lên bao nhiêu cũng chỉ là chịu chết mà trên số lượng cao thủ sao có thể đọ được với vạn thần điện hiện tại cái duy nhất có thể dựa vào chính là quyền trục ma pháp và phòng ngự của chấn nhỏ sau khi hắc thủy công hội phong tỏa bản đồ thạch trảo sơn mạch không lâu không ít người chơi cũng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm theo đại quân tinh anh của hắc thủy công hội và thiên táng công hội đều điên cuồng ùa vào chấn nhỏ truyền tống gần thạch lâm tiểu trấn các công hội lớn ở tinh nguyệt phương quốc coi như là đã nhìn rõ đây là hắc thủy công hội muốn đoạt thạch lâm tiểu trấn mà trên diễn đàn của tinh nguyệt phương quốc cũng trực tiếp sôi trào không thể nào giờ là sắp đánh nhau rồi à không biết ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong trận chiến đấu này cái này thì còn cần phải nói à khẳng định là hắc thủy công hội ngươi là không thấy số lượng người chơi tập hợp ở đó là bao nhiêu đâu, hơn nữa ta nghe nói ngay cả vạn thần điện cũng nhúng tay. Thạch lâm tiểu trấn nào có dễ bị công đánh như vậy, đừng quên linh dực công hội đã nhận rất nhiều NPC vệ binh ở thạch lâm tiểu trấn, cộng thêm hộ vệ phổ thông mà thành viên công hội thuê, cũng có xây dựng pháo tháp, cho dù hắc thủy công hội nhiều người, muốn đánh hạ thạch lâm tiểu trấn cũng là chuyện vô cùng hiếm có, hơn nữa linh dực công hội còn có ưu thế địa lợi, sau khi chết có thể trực tiếp phục sinh ở trấn nhỏ, nhưng thành viên của hắc thủy công hội tử vong, sẽ phải mất hơn 10 tiếng mới có thể chạy về chiến trường. Nói cũng đúng. Trong nhất thời toàn bộ diễn đàn của Tinh Nguyệt Vương quốc đều thành nơi người chơi tán gẫu về trận đại chiến này, không ít người chơi sau khi nhận được tin tức cũng hứng thú giạt sao chạy tới Thạch Lâm tiểu trấn, muốn tận mắt chứng kiến trận đại chiến này, kỳ thật không chỉ là rất nhiều người chơi muốn xem, tất cả cung hội trong Tinh Nguyệt Vương quốc cũng vô cùng chú ý tới chuyện này. Nói như thế nào thì đây cũng coi như là lần công thành chiến đầu tiên của Tinh Nguyệt Vương quốc, ngoài ra ý nghĩa mà trận chiến này cũng không tầm thường. Nếu linh dực không phòng thủ được Thạch Lâm tiểu trấn, mất đi núi vàng thạch lâm tiểu trấn này về sau sợ là chỉ có thể luân lạc thành nhị lưu thậm chí bị hắc thủy công hội từng bước xâm chiếm cuối cùng khiến linh dược công hội bị xóa tên khỏi tinh nguyệt phương quốc ngược lại nếu linh dược công hội có thể ngăn cản được thế công của hắc thủy công hội sau trận chiến này sức ảnh hưởng của linh dược công hội ở tinh nguyệt phương quốc cũng sẽ đạt tới một đỉnh phong mới trong khoảng thời gian ngắn khiến linh dược công hội vượt lên một trình độ lúc trước rất nhiều người chơi của tinh nguyệt phương quốc đều cảm thấy hắc thủy công hội có tập đoàn tài chính hắc thủy làm chỗ dựa là tiềm lực to lớn tương lai khẳng định sẽ trở thành thống trị của tinh nguyệt vương quốc nên rất nhiều người chơi và xí nghiệp cũng đều đang quan vọng nếu linh dược công hội phòng thủ được như vậy hắc thủy công hội trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tổ chức được thế công hữu hiệu trong một đoạn thời gian khá dài linh dược công hội vẫn tiếng là bá chủ của tinh nguyệt vương quốc mà lúc này trong một ghế lô trên tầng 2 của một quán rượu cao cấp tại trấn nhỏ gần thạch lâm tiểu trấn lần này vạn thần điện cũng điên rồi chờ đối phó linh dược công hội mà thôi phái ra quân đoàn hạch tâm thì cũng thôi không ngờ ngay cả hồng ngọc quân đoàn một trong bốn quân đoàn vương bài cũng phái tới xem ra lần trước linh vực công hội chọc vạn thần điện không nhẹ viên thiết tâm nhìn quân đoàn ngàn người đi qua trên đường phố ngoài cửa sổ hơi giật mình quân đoàn ngàn người trên đường cấp bậc của mỗi người đều từ cấp 40 trở lên ai nấy đều mặc áo trắng tinh xảo trên áo trắng in hình một con hùng ưng đỏ như máu hùng ưng đỏ như máu này chính là dấu hiệu của hồng vũ quân đoàn trang phục thống nhất cộng thêm cấp bậc này trực tiếp khiến người chơi tự do muốn xem náo nhờ sợ hãi vạn thần điện có rất nhiều quân đoàn hạch tâm nhưng nổi danh nhất chính là bốn quân đoàn vương bài phần lớn thành viên của bốn quân đoàn vương bài này đều là cao thủ được bồi dưỡng nội bộ của vạn thần điện người ngoài muốn vào cần thông qua tầng tầng tuyển chọn mới được mà quân đoàn vương bài như vậy bình thường đều dùng để đối phó công hội siêu cấp hoặc là công hội siêu nhất lưu có thế lực cùng cấp bậc cho đến hiện tại chưa từng dùng để đối phó công hội khác hả sao lại là hắn đến viên thiết tâm nhìn một vị nam từ trung niên uy vũ đeo ngang cốt cung trong hồng ngọc quân đoàn vẻ mặt cứng đờ tử quỳnh ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt viên thiết tâm biến thành nghiêm túc lập tức thuận theo tầm mắt của viên thiết tâm nhìn lại nhưng không phát hiện có nhân vật nào đặc thù không ngờ lại có thể dẫn tới sự chú ý của người ta đột nhiên tử quỳnh nghĩ tới gì đó không khỏi mở miệng hỏi viên thúc chẳng lẽ trong những người này có ám nhận công hội siêu cấp như vạn thần điện làm việc có đôi khi sẽ không muốn để người khác biết cho nên âm thầm thiết lập một bộ môn bộ môn mà vạn thần điện thiết lập này gọi là ám nhận chuyên môn đi làm một số của mà ở ngoài sáng không muốn làm ví dụ như giết người đoạt bảo không để người khác biết là vạn thần điện bọn họ có được bảo vật bằng không chính là ám sát cao tầng của công hội khác, ngụy trang thành công hội khác làm, cố ý khơi mào chiến tranh giữa các công hội, rồi từ đó mà có được lợi ích. Có điều thế vẫn chưa tính là gì. Tác dụng chân chính của ám nhận là dùng vào đại chiến công hội, chuyên môn âm thầm kích sát người chỉ huy của công hội đối phương để đạt được mục đích. Khi công hội bồi dưỡng những người chơi này, bất kể là lựa chọn kỹ năng hay là vũ khí trang bị đạo cụ, thậm chí là thuộc tính cộng thêm, cơ hồ đều là để vì giết người chơi mà tồn tại. Phương thức chiến đấu vô cùng cực đoan, nhưng không thể không nói, loại phương thức chiến đấu đặc biệt cường hóa một điểm nào đó này đối với người chơi theo đuổi cân bằng mà nói ở trong chiến đấu sẽ có ưu thế cực lớn dưới trình độ chiến đấu ngang nhau và vũ khí trang bị cùng phẩm chất người chơi theo đuổi cân bằng căn bản không phải là đối thủ chỉ có thể bị treo lên đánh đương nhiên loại phương thức chiến đấu cực đoan hóa này năng lực sinh tồn và đối chiến với quái vật hạ phó bản gì đó của người chơi sẽ biến thành vô cùng yếu tốc độ thăng cấp cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn cần phải có cung hội tìm người dẫn theo thăng cấp mới được đúng vậy nam tử đao cốt cung to lớn đó là người quen cũ của ta phó đoàn trưởng thánh thủ cửu sát của ám nhận viên thiết tâm nhìn nam tử đeo cốt cùng ở xa xa trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận tên của nam tử đó là cửu sát mà thánh thủ thì là xưng hào trong nghề trong một trò chơi ảo lớn khác chính bởi vì cửu sát này âm thầm đánh lén giết phó hội trưởng thứ ba lúc đó dẫn tới trận đại chiến cuối cùng thất bại trong gang tấc lúc ấy hắn cũng là một trong các hộ vệ ở bên cạnh nhưng vẫn để cửu sát đắc thủ trận chi chiến cuối cùng đó chính bởi vì vậy thiên cơ các không thể không rời khỏi trò chơi ảo ấy chuyện lần đó có thể nói là xỉ nhục cả đời của viên thiết tâm hắn hắn một mực muốn báo thù rửa hận có điều muốn phát giác hành tung của thành viên ám nhận là quá khó khăn không ngờ hiện tại lại gặp được tuy bề ngoài đã làm một số thay đổi nhưng hắn vẫn có thể nhận ra thì ra hắn chính là thánh thủ trong lời đồn tử quỳnh không khỏi tò mò nghiêm túc quan sát kỹ hơn nhưng bất kể nàng quan sát thế nào vẫn không cảm giác được gì từ trên người cửu sát hoàn toàn giống như cao thủ khác trong hồng ngọc quân đoàn không có bất kỳ chỗ đặc thù nào phó đoàn trưởng cửu sát này đã xuất động chứng tỏ người khác của ám nhận cũng có thể trốn trong quân đoàn lần này linh dực công hội là thực sự không có hy vọng rồi viên thiết tâm thở dài nói trước tiên không nói một lượng lớn quái vật trí năng cao đó chỉ là một cửa ám nhận này cũng có thể xử lý thạch lâm tiểu chấn nếu chấn nhỏ không có người chỉ huy muốn công phá chấn nhỏ quả thực quá dễ dàng tuy hắn tin thực lực của thạch phong rất mạnh nhưng thành viên ám nhận trải qua đặc thù đặc hóa cũng không phải trò đùa phó hội trưởng của thiên cơ các không phải là đồ trang trí nếu không có thực lực cứng rắn và thiên phú cực cao căn bản không thể trở thành phó hội trưởng càng đừng nói là phó hội trưởng thứ ba cho dù là vậy dưới tình huống bên cạnh phó hội trưởng thứ ba còn có ba vị hộ vệ cuối cùng vẫn bị làm thịt tuy sau đó ba vị hộ vệ cũng giết được ám nhận nhưng điều này đã không còn ý nghĩa ngoài cửa lớn của một trấn nhỏ rất nhiều thành viên tinh anh của hắc thủy công hội và thiên táng công hội đứng đó người đông nghìn nghịt cấp bậc của mỗi một người thấp nhất cũng là cấp 37 trở lên người chơi tự do ở xa xa chỉ là nhìn một cái đã vô cùng rung động nhân số này có thế nào cũng phải 10 vạn chứ mười vạn người người cũng quá coi thường hắc thủy công hội và thiên táng công hội rồi trong đoạn thời gian này chỉ là số lượng người chơi tinh anh mới tuyển nhận đã không phải chỉ có như vậy huống chi hắc thủy công hội lúc trước đã tiếp nhận toàn bộ phệ thân chi xà. ơ ờ, sao rất nhiều cao thủ tự do mà lúc trước ta biết hiện tại đều đeo ký hiệu của hắc thủy công hội hắc thủy công hội có tập đoàn tài chính hắc thủy chỗ dựa căn bản không thiếu tiền hơn nữa tập đoàn tài chính hắc thủy cũng đã chuẩn bị toàn tâm tiến chú thần vực tiến vào hắc thủy công hội rồi nếu có thể lăn lộn không tồi trong công hội tương lai khẳng định là tiền đồ vũ lượng cho dù chỉ là thành viên hạch tâm thu nhập đó cũng có thể so với huấn luyện viên thực tập vừa nhận chức của quán huấn luyện hắc thủy người có biết hàng năm có bao nhiêu người muốn chen nhau tới vỡ cả đầu để tiến vào quán huấn luyện hắc thủy làm huấn luyện viên không chỉ là những tuyển thủ cách đấu có thành tích cũng đều là cả đám đáng tiếc người được lựa chọn lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại hắc thủy công hội đang là lúc cần người sao những người chơi tự do đó lại không động tâm cũng đúng đáng tiếc trình độ của ta có hạn bằng không ta cũng muốn đi thử một lần ai nói không phải ta nghe nói đoạn thời gian này chỉ là trong cao thủ tự do của trong tinh nguyệt vương quốc đã có mấy ngàn người gia nhập hắc thủy có điều đãi ngộ đều là đãi ngộ tinh anh muốn trở thành thành viên hạch tâm rất khó hiện tại chính là cơ hội tốt để bọn họ đại triển thân thủ nếu biểu hiện không tồi nói không chừng có thể tấn thăng thành thành viên hạch tâm đến lúc đó chính là không lo áo cơm nếu có thể lên làm một phó đoàn trưởng hoặc là đoàn trưởng trong thành viên hạch tâm vậy mới là thích nghe nói đãi ngộ được hưởng là có thể so với huấn luyện viên sơ cấp và huấn luyện viên trung cấp trong quán huấn luyện hắc thủy rồi cả đời này không phải lo nghĩ gì nữa ngay khi người chơi trong trấn nhỏ nhao nhao nghị luận một nhóm người chơi cưỡi tọa kỵ cao cấp cũng dẫn theo đại quân xuất phát tới thạch lâm tiểu trấn trong những tọa kỵ này kém nhất cũng là cấp thanh đồng hai người cầm đầu lại cưỡi tọa kỵ cấp huyền thiết mộ vân tiểu thư ta đúng là xem thường hắc thủy công hội các ngươi rồi không ngờ ngươi có thể tổ chức nhiều thành viên tinh anh như vậy tới đây lần này cho dù linh dực công hội cũng sẽ chấn động nhất tiêu độc táng cưới báo san đen sì cười nói lúc trước nhất tiêu độc táng còn tưởng rằng hắc thủy công hội có thể tổ chức 10 vạn tinh anh đã là giỏi lắm rồi dẫu sao cũng mới hợp nhất vệ thân chi xa trên quản lý vẫn còn rất nhiều vấn đề một số thành thị trấn nhỏ vẫn cần thành viên tinh anh đến duy trì không ngờ lần này lại điều tới 20 vạn thành viên tinh anh rất khó tưởng tượng hắc thủy công hội mới thành lập trong thời gian ngắn lại có thực lực cường đại như vậy chỉ là số lượng mà nói cho dù công hội nhất lưu tinh hà liên minh cũng không đạt được càng đừng nói cao thủ trong hắc thủy công hội chỉ là cao thủ vừa tiến vào thần vực của hắc thủy công hội lúc ban đầu đã đủ để khiến công hội nhất lưu cũng phải động dung càng đừng nói là hiện tại Linh dược công hội có chấn động hay không đối với hắc thủy công hội chúng ta mà nói căn bản không quan trọng. Nói chung lần này chủ lực tấn công chấn nhỏ không phải chúng ta, chúng ta chỉ là tới thu thập tàn cục mà thôi. Tần mộ vân thờ ơ nói, nếu linh dược công hội nguyện ý toàn lực đối phó chúng ta, vậy là không thể tốt hơn. Về phần chuyện chặn tiếp viện của linh dược công hội, sẽ giao cho độc táng hội trưởng. Xin yên tâm, thiên táng công hội chúng ta khẳng định sẽ không cho đại quân của linh dược công hội bước vào thạch lâm tiểu Trấn nửa bước. Nhất tiêu độc táng rất tự tin nói, hắc thủy phái ra rất nhiều thành viên tinh anh nhưng người chơi thiên táng bọn họ phái tới cũng không ít. Khoảng 12 vạn thành viên tinh anh lại thêm địa hình có lợi, không đợi đại quân linh dực xông tới Thạch Lâm Tiểu Trấn. Thạch Lâm Tiểu Trấn sớm đã đổi chủ, đến lúc đó liên thủ đó hấp thủy vây quét đại quân linh dực. Hội trưởng vừa nhận được thông báo, có mấy cao thủ cưỡi tọa kỵ, mặc áo choàng đen đã hướng tới chỗ chúng ta, xem ra là muốn tới Thạch Lâm Tiểu Trấn rồi. Phụ hà ở bên cạnh đột nhiên nói, ta phỏng đoán chắc là cao tầng của linh dực, chúng ta có cần phái cao thủ tới làm thịt bọn họ không? Nghe phỏng đoán của vụ hà, nhất tiêu độc táng trầm tư một lát bảo bọn quỷ ảnh tử đi chặn đường nhớ kỹ tuyệt đối không thể để một người chạy thoát nhất tiêu độc táng nghiêm túc nói bảo bọn quỷ ảnh tử đi á vụ hà hơi sửng sốt thế có phải là chuyện bé xé ra to không quỷ ảnh tử chính là thích khách xếp thứ nhất trong thiên táng công hội bọn họ trước kia chính là cao thủ đỉnh cấp trong giới trò chơi ảo hiện tại trong đoạn thời gian tiến vào thần vực lại có kỳ ngộ kỹ thuật trình độ và thực lực đều có tăng vọt về chất chỉ có điều quỷ ảnh từ một mực âm thầm đề thăng không muốn thể hiện thực lực lần này vốn là muốn mang tới cho đại quân linh dực một kinh hề lớn hiện tại vì mấy người lại bại lộ thực lực ẩn tàng trước thật sự có chút vì nhỏ mà bỏ lớn đây không phải là chuyện bé xé ra to linh dực không tổ chức đại quân tới đây ngược lại phái mấy vị cao thủ có tọa kỵ tới thạch lâm tiểu trấn trước khả năng duy nhất chính là thạch lâm tiểu trấn không có người chỉ huy trong những thành viên linh dực tới thạch lâm tiểu trấn này rất có thể có một người chỉ huy ta nghĩ quỷ ảnh tử cũng có thể cảm thấy hứng thú nói không chừng có thể gặp được đệ nhất thích khách hỏa vũ của linh dực công hội nhất tiêu độc táng giải thích đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn có điều để đoạt được thạch lâm tiểu trấn thoải mái hơn thà rằng giết nhầm một ngàn cũng không thể buông tha cho một vậy ta cùng đi phụ hà không khỏi có chút hứng thú ngoại giới một mực thịnh truyền cao thủ mỹ nữ số một của tinh nguyệt vương quốc ở ngay linh dược công hội đổi danh nhất chính là thủy sắc sắc vi bởi vì nàng vốn chính là trưởng lão vinh dự của công hội nhất lưu lão bài hoàng hôn hồi hưởng sau đó chính là hòa vũ trong mấy lần chiến đấu đã thể hiện ra thực lực kinh người có điều nàng lại không cho rằng như vậy chưa thực sự đánh nhau ai biết ai lợi hại hơn nếu thật sự có thể gặp được, nàng cũng muốn đánh một trận. Chỉ là mấy người cũng dám trực tiếp xông tới, quả thực quá không để thiên táng công hội chúng ta vào mắt rồi. Một vị thích khách cấp 40 hình thể to lớn, đeo mặt nạ đen nhìn năm người từ xa xa chạy như điên mà đến, rất khó chịu nói. Đoàn trưởng, chờ lát nữa nhất định phải để lại một người cho ta, ta muốn để những người của linh dược này biết, cao thủ chân chính căn bản không phải ở linh dược công hội, mà là quy ảnh quân đoàn của thiên táng công hội chúng ta. Tuy thiên táng công hội là công hội mới nổi, nhưng bối cảnh phía sau cũng không tầm thường, bằng không hắc thủy cũng sẽ không hợp tác với bọn họ mà ở trong thiên táng công hội quy ảnh quân đoàn chính là hợp nhất không ít cao thủ studio nổi danh từ trong giới trò chơi ảo chuyên môn tạo thành quy ảnh quân đoàn chỉ có điều chuyện này một mực không bị người ngoài biết bọn họ một mực âm thầm thăng cấp phát triển đề thăng thực lực thậm chí còn có cao thủ hàng đầu của giới trò chơi ảo đến chỉ đạo đối luyện trong thực tại bọn họ cũng chuyên môn tụ tập đến một tòa cao ốc huấn luyện cả tòa cao ốc đó đều là căn cứ mà thiên táng công hội chuyên môn dùng để huấn luyện cao thủ ở đó mỗi ngày bọn họ đều tiến hành PK nội bộ và các loại chỉ đạo huấn luyện, giống như sống trong luyện ngục vậy, nhưng tương ứng, thực lực của bọn họ cũng có biến hóa long trời lỡ đất. Về phần những cao thủ tạo ra được một chút danh tiếng trong tinh nguyệt phương quốc, bọn họ căn bản không để vào mắt, bởi vì những cao thủ đó, ở trong tháp thí luyện của sân thi đấu thần ma, trình độ có thể đạt tới cũng chỉ là tầng thứ năm cao thủ lợi hại cá biệt có thể đạt tới tầng thứ sáu mà bọn họ đều là cao thủ ở tầng thứ sáu có không ít người đã đạt tới tầng thứ bảy trong đó đoàn trưởng quỷ ảnh tử là mạnh nhất đã đạt tới trình độ đoạn sau của tầng thứ 8, sớm đã vượt qua kỷ lục của linh dược công hội, chỉ là kỷ lục này bị ẩn tàng mà thôi. Được, chờ lát nữa ngươi đi đối phó nghề nghiệp hệ ma pháp, nếu trong những người này có một vị nữ thích khách nhất định phải giữ lại cho ta, quỷ ảnh tử cười cười. Đối với mấy thành viên của linh dược công hội đang xông tới này, hắn căn bản không để vào mắt, nếu không phải vụ hà nói trong những người này có khả năng có hỏa vũ, hắn căn bản sẽ không tới đây lần trước trong cuộc chiến xếp hạng của thác thí luyện hỏa vũ đã khiến hắn mất hết mặt mũi đường đường là một cao thủ đỉnh cấp lang bạt nhiều năm trong giới trò chơi ảo không ngờ lại thua một con bé sau đó hắn đã hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng có một ngày nhất định phải tự tay làm thịt hỏa vũ để rửa sạch xỉ nhục ngày đó hiện giờ thông qua kỳ ngộ trình độ chiến đấu của hắn không chỉ có đề thăng trên diện rộng ngay cả vũ khí trong tay cũng đã đổi thành cấp sử thi đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn vì hoàn thành nhiệm vụ đó hắn đã vượt qua cửu từ nhất sinh đồng thời hao phí tính mạng của mấy ngàn người chơi tinh anh trong công hội mới làm được. Hắn hiện tại, cho dù đối mặt với hội trưởng hắc viêm của linh dược công hội, cũng dám đánh một trận. Thủy sắc tỷ, ta dùng ưng nhãn thuật quan sát, phát hiện phía trước có một đoàn trăm người đang trốn ở hai bên đường nhỏ trong rừng cây. Chúng ta có cần đi vòng qua không? Bắc Phong Đê điều hỏi. Hiện giờ đại quân của thiên táng công hội khắp nơi đều có, có thể nói là phong tỏa lộ tuyến từ tắc mỗ tiểu trấn tới thạch lâm tiểu trấn. Có điều bản đồ quá lớn, đại quân tinh anh thiên táng công hội phái tới cũng không thể chú ý được hết chỉ cần đi xuyên qua rừng cây là vẫn có thể tránh được. Phiền phức duy nhất chính là có thể sẽ bị quái vật công kích, trên đường có thể phải lãng phí không ít thời gian, nhưng nếu dây dưa với người của thiên táng công hội cũng không hay ho gì. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa người của bọn họ không nhiều lắm, chúng ta cường hành đột phá. Thủy sắc sắc vi nói, được, chỉ chờ những lời này của thủy sắc tỷ bóc phong đê đều cười nói, ba người khác đều nghẹn lời, lúc trước bóc phong đê đều căn bản chính là cố ý nói như vậy kỳ thật chính là muốn thể hiện một chút ma năng hộ giáp phiến cao cấp vừa trang bị lên mà thôi. Ba kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp có thể khiến thuộc tính cơ bản đề thăng 10%, đối với người mặc trang bị cục phẩm như bọn họ mà nói, chính là tương đương với mặc thêm một kiện trang bị ám kim cấp 40. Chuẩn bị ma pháp trận, quỷ ảnh tử nhìn năm người thủy sắc sắc vì cách càng lúc càng gần, lập tức hạ lệnh, chỉ cần tiến vào phạm vi 50 m lập tức triển khai cho ta, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thoát. Đoàn trường, người cứ yên tâm đi. Phạm vi bao phủ của kết giới ma pháp là 100m, chỉ cần hạ xuống, bọn họ đừng hòng ra ngoài nữa, một vị nguyên tố sư cấp 40 vô cùng tự tin nói. Mắt thấy thủy sắc sắc vì đã tiến vào phạm vi 50m, hệ ma pháp của Quỷ Ảnh Quân đoàn lập tức triển khai ma pháp trận, lập tức trong rừng cây xuất hiện một kết giới ma pháp màu đỏ nhạt bán kính 100m, cao 30m, lục tinh xích hỏa trận, có thể trực tiếp phong tỏa một mảng không gian, trừ khi người chơi công kích ma pháp trận làm tiêu hao hết ma lực của người chủ trì, bằng không căn bản không thể rời khỏi vùng không gian này thuộc về ma pháp trận sơ cấp chuyên môn phục kích kẻ địch đều lên cho ta quỷ ảnh từ lập tức hét lớn một tiếng trong trò chuyện đoàn đội sau đó dùng ra kỹ năng tiềm hành lèn tới lập tức thuận chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ mai phục ở hai bên đường đi trước làm gương chủ động lao về phía tọa kỵ mà thủy sắc sắc vì cưỡi muốn đánh bọn thủy sắc sắc vì ngã xuống mà nghề nghiệp viễn trình trốn ở xa xa cũng bắt đầu nhao nhao công kích du hiệp nguyên tố sư chú thuật sư triệu hoán sư ở hai bên rừng cây có khoảng mấy chục người mà pháp và mũi tên bắn ra giống như một bức tường trực tiếp đẩy về phía đám người thủy sắc sắc vì căn bản không có không khe hờ nào để né tránh rầm 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 tiếng nổ liên tiếp vang lên bụi đất nổi lên bốn phía tất cả mọi người cảm thấy một cỗ gió mạnh thổi qua mặt thế là xong à phụ hạ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn kinh ngạc nói chẳng lẽ ta đã đoán sai những người này căn bản không phải là cao tầng của linh dược công hội tuy loại công kích này là phà vào mặt không thể cố đỡ nhưng đối với cao thủ mà nói căn bản không cần thiết phải cố gắng chống đỡ trực tiếp né tránh là được dẫu sao công kích tầm xa cũng không phải phút chốc là tới đều xuất hiện đường đạn hệ thống từ phát ra đến đánh chúng là cần thời gian thì ra đều là một số cặn bã xem ra cao thủ của linh dược công hội chẳng qua cũng thế mà thôi thành viên của quỷ ảnh quân đoàn nhìn bụi đất bốc lên không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý nhưng theo bụi đất dần dần tiêu tán sắc mặt vốn còn rất đắc ý của mấy người đều trở nên ngưng trọng sau khi bụi đất tiêu tán mặt đất vỡ ra một cái hố to nhưng hố to này không ngờ là hình nơ vòng tròn ở giữa giống như có một bức tường chắn phía trước đám người thủy sắc sắc vi bất kỳ thương tổn nào cũng không thể vượt qua được bức tường đó nửa bước không ngờ lại chặn được phụ hà nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này ánh mắt nghiêm lại ở trước người thủy sắc sắc vi loáng thoáng có thể nhìn thấy một tấm chắn bán trong suốt sau đó tấm chắn này giống như thủy tinh vỡ ra phân tán đầy đất tử yên một chiêu tuyệt giới này của ngươi đúng là mạnh thật không ngờ ngay cả nhiều công kích như vậy cũng có thể đỡ được toàn bộ như vậy sau này khi đối mặt với đại chiêu của boss là phải dựa vào ngươi rồi Bác phong đê điều cười nói kỹ năng tuyệt giới mà ta học mới chỉ là bậc một tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản kỹ năng bậc 2, hiện tại cũng chỉ có thể dùng ở PK với người chơi. Tử Yên Lưu Vân lắc đầu nói, tuy Tử Yên Lưu Vân nói như vậy, nhưng loại chuyện này lại mang tới đả kích không nhỏ cho người của quỷ ảnh quân đoàn. Bọn họ từng nghĩ bọn thủy sắc sắc vi có thể sẽ trực tiếp né tránh, nhưng chưa từng nghĩ tới, bọn thủy sắc sắc vi lại có thể cứng rắn chống đỡ. Không tốt, đều tránh đi. Vụ hà nhìn thấy một vị nguyên tố sư phía sau thủy sắc sắc vi đang ngâm sướng chú ngữ, vội vàng hô, cũng là nguyên tố sư, Phụ hà rất hiểu về nguyên tố sư cho dù ma pháp trận chưa hình thành nàng có thể từ ma lực sơ kỳ chú ngưỡng ngưng tụ ra để phán đoán là kỹ năng ma pháp gì cho dù không nhận ra kỹ năng ma pháp này nàng cũng có thể phán đoán được uy lực của kỹ năng ma pháp lớn hay nhỏ mà từ chú ngữ nguyên tố từ phía sau ngâm sướng vụ hà phát hiện ra không ngờ là ma pháp hủy diệt cỡ lớn về phần muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi người của quỷ ảnh quân đoàn nghe thấy vụ hà nhắc nhở cũng ngay lập tức chạy đi bởi vì đại não của bọn họ cũng truyền đến tiếng cảnh cáo nguy hiểm nhắc nhở bọn họ nếu còn không trốn thì nhất định sẽ phải chết bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim, còn muốn chạy, không cảm thấy đã muộn rồi sao? Vị nguyên tố sư đó phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ lên bầu trời. Lập tức một đạo lôi quang màu xanh sộc thẳng tới chân trời, trong không trung xuất hiện một đạo song trọng ma pháp trận lấp lánh thanh mang, phạm vi bao phủ chừng 450 m chỉ nhìn thấy cột sáng màu xanh từ ma pháp trận đó bắn ra trực tiếp đánh vào trong đám người phía sau quỷ ảnh quân đoàn sau đó thì không ngừng mở rộng cán nuốt từng người chơi đang chạy thoát thân đáng chết tốc độ này quá nhanh tuy vụ hà dùng ra kỹ năng thiểm thước nhưng vẫn không thể né tránh được cột sáng đang không ngừng khuếch trương cuối cùng chỉ có thể cắn răng dùng ra hàn băng bình chướng miễn dịch tất cả thương tổn nhưng bản thân cũng không thể nhúc nhích theo cột sáng tiêu tán phạm vi bị cột sáng bao phủ đều biến thành đất khô cằn đen xì bốc ra cuồn cuộn thành viên của quỷ ảnh quân đoàn lúc trước sông lên trước nhất hiện tại đều thấy mà đờ đẫn cảnh tượng hủy thiên diệt điện này quá đáng sợ nếu không phải bọn họ sông lên trước lúc này đã hóa thành cho bụi rồi thế này cũng quá mạnh rồi bóc phong đê điều không khỏi thầm liếu lưỡi nói thủy sắc tỷ bằng hữu của ngươi rốt cuộc là ai thế hắn không phải chưa từng thấy ma pháp hủy diệt cỡ lớn nhưng ma pháp hủy diệt cỡ lớn có phạm vi bao phủ rộng lớn như vậy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên được thấy chỉ một kích mà thôi đã khiến cho một đoàn trăm người trong nháy mắt tổn thất hơn nửa ai nhìn thấy mà không hết hồn giống như ở trước mặt ma pháp hủy diệt cỡ lớn tất cả kỹ xảo chiến đấu và ưu thế số lượng đều là mây bay nàng thủy sắc sắc vi không khỏi nhìn bán hạ khuynh thành ở phía sau cười nói một chiến đấu mà thôi bán hạ khuynh thành nghe vậy không khỏi vươn tay ra nháo vào hông thủy sắc sắc vì coi nàng là cu ly kéo tới đây thì cũng thôi không ngờ còn gọi nàng là chiến đấu được rồi chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây đâu mau đi thôi thủy sắc sắc vi nhìn một cái vội vàng kéo dây cương lúc này người của quỷ ảnh quân đoàn đều đã bị đạo ma pháp hủy diệt cỡ lớn dọa cho sợ rồi tuy bọn họ cũng từng thấy rồi video nhưng tự mình cảm nhận thì lại khác khi đối mặt với ma pháp hủy diệt cỡ lớn loại cảm giác bất lực này là chiếm lấy toàn tâm toàn ý tỉnh táo lại một chút ma pháp hủy diệt cỡ lớn vô cùng ít ỏi bọn họ không thể còn nữa cho dù còn chỉ cần người sử dụng bị tiếp cận bọn họ cũng không dùng được sau khi vụ hà giải trừ đóng băng vội vàng hô tuy bọn họ bị thủy sắc sắc vì đánh cho không kịp trở tay nhưng ưu thế của bọn họ thì không thay đổi hơn nữa nàng cũng rất chắc chắn trong năm người khẳng định có cao tầng của linh dược công hội bằng không không thể dùng ra ma pháp hủy diệt cỡ lớn chỉ cần ngăn được năm người này lại tiếp theo chiếm lấy thạch lâm tiểu trấn là dễ dàng có thừa mọi người nghe thấy lời nói của vụ hà cũng đều giật mình các cận chiến lên hàng đầu cũng hành động xung phong lúc trước nếu nói là một vách tường từ kỹ năng hình thành như vậy hiện tại những cận chiến ở chính là một bức người trực tiếp ép về phía đám người thủy sắc sắc vi có thuẫn bài ngăn cản công kích cộng thêm lực lượng của chiến sĩ trị liệu ở hàng sau cộng máu và phòng hộ cho dù là mũi tên của bắc phong đê điều cũng khó có hiệu quả để ta lúc này kiếm ảnh ở trước người thủy sắc sắc vi chủ động nói nói xong kiếm ảnh lấy ra một thanh đại kiếm màu máu đeo sau lưng thanh kiếm này chính là vũ khí mới xích nguyệt mà kiếm ảnh thông qua mượn tích phân lại trả về vũ khí ban đầu để đổi được cũng là thánh binh mà thạch phong kích sát ma viên vương có được lúc này xích nguyệt đã được kiếm ảnh tấn thăng đến cấp tinh kim vì thế cấp bậc của kiếm ảnh cũng mới miễn cưỡng đạt tới cấp 40, nếu lên tới cấp ám kim cấp bậc của hắn cũng giảm xuống dưới cấp 35. một người xông lên chúng ta bao vây hắn làm thịt hắn nhìn thấy kiếm ảnh lao thẳng tới các cận chiến của quỷ ảnh quân đoàn lập tức hành động trực tiếp xông tới kiếm ảnh đang lao đến đối với chiến mã cấp thanh đồng mà kiếm ảnh cưỡi bọn họ căn bản không để vào mắt có lẽ lực lượng đơn lẻ của bọn họ thì không bằng chiến mã cấp thanh đồng nhưng tập hợp lực lượng của mấy người vẫn có thể thoải mái ngăn cản giống như bình thường đối mặt với những boss mà một người không thể cố gắng chống đỡ đó vậy boom theo tiếng va chạm vang lên chiến mã mà kiếm ảnh cưỡi bị ba gã mt ngăn cản lại mắt thấy cận chiến khác từ hai bên giết tới kiếm ảnh tới hay lắm Khóe miệng kiếm ảnh nhếch lên hai tay nắm chặt xích nguyệt đột nhiên vùng mạnh toàn phong trảm lập tức bảy tám gã cận chiến đang vây giết lên đã bị một cỗ bão táp đỏ như máu đánh bay ngay cả ba gã MT chắn trước chiến mã cũng bị đẩy lui ba bước, trên đầu bắn ra hơn 2000 điểm thương tổn, lực lượng mạnh quá, phụ hạ cả kinh, thành viên của thiên táng ở đây không phải là dạng cao thủ nát bét chạy đầy đường cái, bất kể là trình độ chiến đấu hay là vũ khí trang bị, đều là nhất đẳng, nhưng hiện tại không ngờ bị kiếm ảnh đánh bay như đánh tiểu quái vậy, có điều người của quỷ ảnh quân đoàn cũng đều là cao thủ, theo được thế công thứ nhất bị cắt ngang, Đợt thế công thứ hai lại phát động, phối hợp vô cùng chặt chẽ, mà kỹ năng quần công như toàn phong trảm vẫn ở vào trạng thái làm lạnh một cuồng chiến sĩ sao có thể ngăn cản được công kích từ bốn phương tám hướng cút kiếm ảnh liếc mọi người đang vây lên lại vung xích nguyệt trong tay so sánh với công kích lần trước xích nguyệt lúc này mang theo ánh sáng đỏ đã kích phát hiệu quả phí huyết xích nguyệt cấp tinh kim có thể khiến thuộc tính lực lượng trực tiếp gia tăng một nghìn điểm kéo dài 12 giây mà lực lượng hiện tại kiếm ảnh đang có cho dù là lĩnh chủ cao cấp chẳng qua cũng thế mà thôi lần này kiếm ảnh là không thể dùng ra toàn phong tràm nhưng lại có thể sử dụng ra kỹ năng kèm theo kiếm nhận phong bạo của sáu trang bậc một cuồng chiến sĩ theo một đạo bão táp màu máu thổi quét người chơi trong bán kính 15 mét đều bị hắt bay lên trời phong nhận không nhìn thấy lần lượt các thân thể của tất cả mọi người cuối cùng đều hóa thành từng đạo bạch mang tiêu tán sau đó từng kiện vũ khí trang bị giống như hạt mưa từ trên trời rơi xuống bọn họ rốt cuộc là ai vụ hà nhìn trăm trăm năm người thủy sắc sắc vi mặc áo choàng đen hoàn toàn không thể phân biệt thân phận trong tư liệu nàng có được linh dược công hội căn bản không có nguyên tố sư và cuồng chiến sĩ lợi hại như vậy nhất là lực lượng của cùng chiến sĩ, thật sự quá mạnh, chỉ một kích mà thôi, trực tiếp làm thịt hơn 10 cận chiến ở xung quanh, trong đó còn có mấy mờ tây điểm sinh mệnh vượt quá hai vạn, sức phá hoại dùng ra kiếm nhận phong bạo quả thực có thể so với ma pháp hủy diệt cỡ lớn lúc trước, lực lượng như vậy, người chơi đó vẫn có thể đánh lại, so sánh với sự kinh ngạc của Vũ Hà, thành viên của quỷ ảnh quân đoàn đều khiếp sợ tới không nói nên lời, chỉ là năm người mà thôi, lại trực tiếp giết hơn nửa quỷ ảnh quân đoàn bọn họ, mà năm người này còn không hề có tổn thất gì nếu nói ra trong thiên táng công hội thì sợ rằng cũng không có ai tin cuồng chiến sĩ đó giao cho ta tất cả cận chiến ưu tiên kích sát mấy người ở hàng sau vụ Hà vội vàng phân phó lực lượng của kiếm ảnh quá mạnh cận chiến ở trước mặt hắn căn bản không đáng là gì cũng chỉ có hệ ma pháp viễn trình nhưng nàng mới có thể chống đỡ được mọi người nghe thấy lời nói của vụ hà đều nhao nhao tránh kiếm ảnh kiếm ảnh chỉ là cuồng chiến sĩ cho dù muốn chặn lại cũng chỉ có thể cản được một hai người hơn mười người còn lại thoải mái vòng qua kiếm ảnh lao về phía đám người thủy sắc sắc vi làm thì bọn họ hơn 10 cận chiến né tránh sự chặn đường của kiếm ảnh trực tiếp giết tới thủy sắc sắc vi mắt thấy đã tiếp cận đến cách thủy sắc sắc vi còn mấy mét hơn 10 mũi tên bay tới cuồng chiến sĩ xông lên trước nhất chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng hiện lên biết đã không kịp né tránh và ngăn cản theo bản năng sách búa lớn trong tay dùng ra toàn phong chạm để chống đỡ nhưng sau khi búa lớn chạm đến mũi tên lực trùng kích cường đại trực tiếp đẩy lui vị cuồng chiến sĩ này một bước khiến thân thể xuất hiện trạng thái cứng ngắc ngắn ngủi lập tức lại thấy hơn 10 mũi tên từng đạo đánh trúng vị cuồng chiến sĩ này mỗi lần bị đánh trúng hắn lại một bước điểm sinh mệnh tổn thất hơn bốn ngàn có đôi khi bạo kích trực tiếp chính là hơn tám ngàn điểm thương tổn trị liệu hàng sau không kịp cộng máu không đến năm mũi tên đã nằm trên mặt đất mà mũi tên tiếp theo thì đã bị thành viên của quỷ ảnh quân đoàn ở hàng sau miễn cưỡng ban cản ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía bắc phong đê đều đứng cách thủy rắc sắc vì không xa chỉ là mũi tên mà thôi sao lại có uy lực lớn như vậy lúc này mọi người nhìn bắc phong đê điều ai nấy đều kiêng kỵ không thôi không dám tùy tiện xung loạn bằng không bị tập trung hỏa lực trong phút chốc giải xong đời bọn họ không phải là người chơi bình thường đều là cao thủ của thiên táng công hội từ công kích lúc trước bọn họ đã cảm nhận được đầy đủ sự đáng sợ của bắc phong đê điều nhất là người chơi thân là du hiệp bắc phong đê điều nhìn thì chỉ tùy tiện bán ra hơn 10 mũi tên nhưng những mũi tên này đều là ngắm vào góc chết động tác của cận chiến mà bán ra đối mặt với những công kích góc chết này khiến bọn họ ngăn cản vô cùng không thoải mái hơn nữa phản ứng cũng chậm và trì trệ hơn khi ngăn cản công kích khác nếu đồng thời đối mặt với bốn nam đạo công kích từ góc chết như vậy trình độ của bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn cản được ba bốn đạo thân chúng một hai tên đương nhiên nếu chỉ là như vậy thì bọn họ cũng sẽ không cần để ý dẫu sao ở hàng sau có trị liệu thương tổn của một hai mũi tên vẫn có thể bổ sung lại được nhưng lực lượng mà mũi tên của bắc phong đê điều bắn ra lớn vô cùng bọn họ thân là cận chiến sau khi ngăn cản một tên căn bản không còn dư lực ngăn cản công kích khác có du hiệp như vậy ở hàng sau trợ giúp quả thực khiến bọn họ phát cuồng ngay khi hỏa lực của bắc phong đê điều đã áp chế được thành viên của quỷ ảnh quân đoàn đột nhiên bốn đạo hắc ảnh phân biệt xuất hiện ở phía sau đám người thủy sắc sắc vi vô thanh vô tức giống như u linh chết bốn gã thích khách do quỷ ảnh từ cầm đầu cơ hồ đồng thời vung trụy thủ đâm về phía gái đám người thủy sắc sắc vi đánh lén chỉ cần bị đánh trúng trực tiếp làm choáng hai giây đối với những cao thủ thích khách như bọn họ mà nói đã đủ để khiến mt cung cấp bậc chết ngất rồi càng đừng nói là không phải nghề nghiệp bản giáp lần này các người chết chắc rồi phụ hà mỉm cười đám người thủy sắc sắc vì là rất lợi hại đầu tiên là dùng kỹ năng quần phòng phòng thủ số đông để ngăn cản công kích sau đó lại tranh thủ thời gian thi pháp cho bán hạ khuynh thành đánh cho bọn họ không kịp trở tay nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay tất cả thế công mà lúc trước nàng chỉ huy đều là hư chiêu mà thôi mục đích là để hấp dẫn sự chú ý giúp cho sát chiêu chân chính phát huy ra hiệu quả lớn nhất chỉ cần bốn gã viễn trình ở hàng sau vừa chết tiếp theo đối phó kiếm ảnh sẽ rất nhẹ nhàng kinh cước chi tỏa lúc này thủy sắc sắc vi cũng quát khẽ một tiếng Kinh cước chi tòa là cấm kỹ bậc 1, có thể lập tức trói buộc tất cả kẻ địch trong bán kính 20 m 4 giây, hơn nữa những bụi gai này sẽ sinh ra tiếp nổi với điểm sinh mệnh của người trói buộc, nếu cường hành dãi ra sẽ chịu phản vệ. Lập tức lấy thủy sắc sắc vi làm trung tâm, trên mặt đất bán ra từng đạo bụi gai màu xanh lục, trong chớp mắt đã trói lấy bốn người, không tốt, tránh đi. Lúc này quỷ ảnh tử đã biết bị lừa, ngay lập tức mở ra kỹ năng biến mất, lại biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Bà gã thích khách khác cũng rất quyết đoán dùng ra kỹ năng biến mất, trực tiếp khiến kinh cước trì tỏa bị vô hiệu hóa sau khi đám người quỷ ảnh tử biến mất tử yên lưu vân cũng dùng ra tâm linh chi hà lập tức bay về phía bốn phương tám hướng tiếng va chạm liên tiếp vang lên bốn người quỷ ảnh tử nhao nhao hiện ra tâm linh chi hà thì ra ngươi là tử yên lưu vân sau khi quỷ ảnh tử chặn được tất cả công kích nhìn về phía tử yên lưu vân mặc áo tràng đen trong mắt lóe lên chiến ý sáng quắc lần trước ở trong thí luyện hắn cũng thua bởi tử yên lưu vân lần này hắn sẽ không cho rằng như lần trước nữa nhưng ngay sau đó bắn hạ khuynh thành ra hỏa diễm liên đạn từng quả cầu lửa từ góc chết của bốn người đánh tới sự phối hợp của ba người giống như là tương thông hoàn toàn là thiên y vô phùng ở đây trừ quỷ ảnh từ sử dụng thủy thủ để chặn lại quả cầu lửa ra ba người khác đều bị quả cầu lửa đánh trúng lộ ra sơ hở bị tâm linh chi hà mà từ yên lưu vân khống chế đánh cho điên cuồng nếu chỉ là công kích mà pháp bình thường đối với những cao thủ thích khách này mà nói cho dù thân thể không thể bảo trì tư thế tốt nhất cũng có thể ngăn cản không ít công kích nhưng tâm linh chi hà mà Từ Yên Lưu Vân khống chế linh hoạt đa biến, luôn không thời điểm mấu chốt đổi hướng, dẫn tới bọn họ căn bản không cản được mấy, trực tiếp bị đánh tới chết, cũng chỉ có Quỷ Ảnh Tử thông qua bộ pháp linh hoạt cộng thêm phán đoán chính xác mới chặn được toàn bộ công kích của Tâm Linh Chi Hà, nhưng Quỷ Ảnh Tử càng đánh càng kinh hãi, sao ma pháp này có thể mạnh như vậy, uy lực của Tâm Linh Chi Hà do Từ Yên Lưu Vân khống chế quá lớn, trên lực lượng cơ hồ có thể ngang hàng với hắn, mà hắn chính là người nắm giữ vũ khí cấp sử thi có điều càng khiến người ta giật mình với là thực lực của tâm linh chi hà mà từ yên lưu vân khống chế loại lực khống chế này rõ ràng đã đạt tới nhập vi cảnh điều này khiến trong lòng quy ảnh tử khắp sợ vạn phần lần trước khi hắn nhìn thấy từ yên lưu vân từ yên lưu vân cách nhập vi cảnh vẫn còn xa mới qua bao lâu hơn nữa lý giải của từ yên lưu vân đối với nhập vi cảnh rõ ràng đã đạt tới trình độ tương đối không chỉ số lượng khống chế rất nhiều còn chính xác đa biến căn bản không phải là cao thủ vừa bước vào nhập vi cảnh có thể dễ dàng làm được quỷ ảnh tử bị tâm linh chi hà điên cuồng công kích mà đám người thủy sắc sắc vi ở bên cạnh cũng phụ trợ khiến áp lực của quỷ ảnh tử cực lớn nếu là một đối một đối phó tử yên lưu vân hắn còn có lòng tin giết được tử yên lưu vân mà bên cạnh tử yên lưu vân còn có ba cao thủ trình độ không thấp thuộc tính cơ bản cực cao cứ chiến đấu như vậy cũng chỉ là phí công chỉ có rời khỏi tổ chức lại thế công mới được lập tức quỷ ảnh tử mở ra tật phong bộ bắt đầu lui lại còn muốn chạy à nào có dễ dàng như vậy tử yên lưu vân cười khẽ dùng ra dẫn lực trường không với quỷ ảnh tử đang rời ra lập tức quỷ ảnh tử đã bị một cỗ lực hút cường đại kéo về phía tử yên lưu vân quỷ ảnh tử cũng phản ứng rất nhanh dùng ra kỹ năng giải trừ hạn chế nhưng một thoáng tạm dừng một đạo lôi đã trực tiếp xuyên qua ngực quỷ ảnh tử công kích của bắc phong đê điều và thủy sắc sắc vì cộng thêm tâm linh chi hà lần lượt đánh lên bốn người liên thủ trực tiếp biểu sát quỷ ảnh tử cái chết của quỷ ảnh tử giống như là cọng cỏ cuối cùng ép chết lạc đà các thành viên của quỷ ảnh quân đoàn còn lại đều hoảng rồi đã không còn khí thế lúc trước hơn 10 cận chiến vốn vẫn muốn xông lên trực tiếp dừng chân, ánh mắt nhìn đám người thủy sắc sắc vì đã tràn ngập sợ hãi. Sở dĩ bọn họ gọi là quỷ ảnh quân đoàn, chính bởi vì sự tồn tại của quỷ ảnh tử. Mạnh như quỷ ảnh tử cũng bị đánh giết tới chết, đám người bọn họ hiện tại có thể làm gì? Chúng ta rút, vụ hà cắn răng, rất không cam tâm ra lệnh, tuy nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng cứ chiến đấu tại như vậy, kết quả khẳng định là bọn họ bị toàn diệt, chẳng khác nào là tặng trang bị cho người ta, còn không bằng rút lui, thủy sắc tỉ, bọn họ muốn chạy trốn, chúng ta có đuổi theo không kiếm ảnh vẫn có chút chưa tận hứng nói lần này giết quả thực quá sung sướng hoặc là nói trước giờ chưa từng sảng khoái như vậy giống như nằm mơ vậy quỷ ảnh quân đoàn này không phải hạng người tầm thường hắn thông qua chiến đấu cũng có thể cảm nhận được kinh nghiệm chiến đấu và trình độ của những người này vô cùng cao đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ vẫn có tranh lệch cực lớn trong hệ thống huấn luyện mô phỏng của thiên cơ các hắn cũng giao thủ với đủ loại cao thủ tuy bị những cao thủ nhập vi cảnh đó trà đạp cho chết đi sống lại nhưng không thể không nói cũng khiến hắn luyện ra một đôi hòa nhãn kim tinh đối với công kích ở trình độ của bọn họ hắn lập tức có thể nhìn ra sơ hở lại thêm thuộc tính cơ bản cũng có chênh lệch to lớn kích sát những cao thủ của thiên táng công hội này thật sự đơn giản như làm thức ăn vậy lúc trước hắn một mực hoài nghi mình dẫm trận tại chỗ ở hệ thống huấn luyện mô phòng dẫu sao bất kể hắn chiến đấu bao nhiêu lần kết quả cuối cùng đều là hắn bại nhưng hiện tại sau khi chiến đấu với những cao thủ này hắn mới chính thức ý thức được sự đề thăng của mình là bao lớn ra cùng đường chớ đuổi người của thiên táng công hội dài khắp nơi nếu bị bọn họ bao vây ta sẽ phải lãng phí nhiều thời gian hiện tại ưu tiên tới thạch lâm tiểu trấn thủy sắc sắc vì nhìn đám người vụ hà đã rút kết giới ma pháp trốn vào sâu trong rừng cây đắc đầu lập tức đám người kiếm ảnh thu thập vũ khí trang bị rơi ra cưỡi tọa kỵ lại chạy tới thạch lâm tiểu trấn sau khi thủy sắc sắc vi dẫn người rời khỏi không lâu trong rừng cây cũng xuất hiện rất nhiều thích khách trên người bọn họ không có ký hiệu công hội ai nấy đều là người chơi tự do muốn chậm rãi lẻn tới thạch lâm tiểu trấn để quan chiến là trận công thành chiến đầu tiên của tinh nguyệt vương quốc hơn nữa còn là hắc thủy và thiên táng xuất lĩnh 30 vạn đại quân tinh anh thảo phạt công hội số một linh dực của tinh nguyệt phương quốc loại đại chiến này nếu không được tận mắt chứng kiến bọn họ sẽ hối hận cả đời chỉ là ở nửa đường nhìn thấy đám người thủy sắc sắc vi cho nên mới đi theo nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy cao thủ như vậy đối chiến người có quay lại toàn bộ không người tưởng ta ngốc à đương nhiên là quay lại rồi bên người thế nào yên tâm hình ảnh đặc sắc ta không bỏ qua một cái nào vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt không ngờ ở nửa đường lại có thể gặp được cao thủ như vậy quyết đấu người của linh dược công hội quả thực là quá giỏi năm người đối chiến 100 người hơn nữa 100 người này đều là cao thủ thật không biết năm người này rốt cuộc là mạnh tới mức nào nếu lúc nào ta có thể giống như một người trong đó vậy đời này cũng coi như không ổn công chơi thần vực được rồi đừng cảm khái nữa chúng ta mau tải lên trên mạng đi tin tức này nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ lập tức mấy vị thích khách này tải video đã quay lại lên diễn đàn của tinh người vương quốc hơn nữa còn là đính kèm một tiêu đề tương đối bắt mắt xuất hiện năm cao thủ của linh dực tuyệt sát đoàn trăm người của thiên táng công hội trong bài thiếp còn có vài đoạn video phân biệt là quay chụp từ các phương vị khác nhau hoàn toàn là tái hiện lại triệt đề trận đánh lúc trước sau khi bài thiếp được truyền lên lập tức dẫn nổ toàn bộ tinh nguyệt phương quốc không ai ngờ chỉ là năm người mà thôi đối mặt với sự vây công của hơn trăm cao thủ không ngờ lại biến thành tình hình chiến đấu nghiêng về một bên năm người bất kể là vũ khí trang bị hay là kỹ năng hoặc là phối hợp đều khiến mọi người phải ngước nhìn nhất là ma pháp hủy diệt cỡ lớn của bán hạ khuynh thành quả thực khiến người ta máu nóng sôi trào ngoài ra còn có lực lượng khủng bố của kiếm ảnh khiến người ta muốn quên cũng không thể quên được đây quả thực là không cho người ta sống nữa rồi một trăm cao thủ lại bị giết hơn nửa như vậy hiện tại toàn bộ tinh nguyệt vương quốc còn ai có thể ngăn cản được linh dực linh dực uy vũ xem ra lần này hắc thủy muốn chiếm thạch lâm tiểu chấn là rất khó đó bởi vì sự xuất hiện của video này khiến rất nhiều người chơi không đánh giá cao linh dực công hội đều ngây đơ mà các công hội lớn đang vui vẻ nhìn linh dực sắp xong đời lúc này không thể không đoán định lại thực lực của linh dực có điều cảm xúc sâu nhất vẫn là thành viên của linh dược công hội lúc trước bọn họ còn lo lắng thạch lâm tiểu trấn sẽ xong đời nhưng nhìn thấy biểu hiện của năm người thủy sắc sắc vi đã hiểu được rõ quan điểm mà hội trưởng hắc viêm của bọn họ một mực chủ trương chất lượng quan trọng hơn số lượng chính bởi vì vậy linh dược công hội bọn họ một mực đều đi theo lộ tuyến tinh anh có lẽ số lượng người chơi của linh dược công hội không bằng hai công hội lớn hắc thủy và thiên táng nhưng nếu nói tới chất lượng người chơi linh dược công hội bọn họ lại tuyệt đối tốt hơn không phải nhiều người thì hay à linh dược công hội chúng ta chỉ có 5 người không phải vẫn treo 100 cao thủ lên đánh sao ngay khi mọi người ở trên mạng đang nhao nhao nghị luận sắc mặt của nhất tiêu độc táng vô cùng lạnh lùng giết nhất định phải làm thịt bọn họ cho ta lập tức thông chi cho đoàn đội mai phục các yếu đạo giao thông nghĩ biện pháp ngăn bọn họ lại chỉ cần phát hiện hành tung của bọn họ lập tức triệu tập nhân thủ vây bắt nhất tiêu độc táng lạnh lùng hạ lệnh vốn đang lo lắng không bắt được người của linh dược công hội mới phái ra quỷ ảnh quân đoàn vào vụ hà nhưng hiện tại thiên táng công hội lại thành trò cười lớn nhất của tinh nguyên vương quốc một trăm cao thủ đó trong đó còn có hai vị cao thủ hàng đầu của công hội là vụ hà và quỷ ảnh tử dẫn đội hắn thật sự rất khó tưởng tượng sao bọn vụ hà lại thua thảm như vậy nhưng từ trong video chiến đấu đã thấy rất rõ trong năm người này có thể xác định được hai người một người là tử yên lưu vân đã được nhận ra một người khác chính là thủy sắc sắc vi dẫn đội bằng không toàn bộ linh dược công hội hắn thực sự không nghĩ ra có nữ chú thuật sư nào lại có tư cách có thể chỉ huy tử yên lưu vân chỉ cần ngăn được thủy sắc sắc vi lại tất cả xỉ nhục không chỉ được rửa sạch chiếm thạch lâm tiểu chấn cũng là chuyện dễ dàng có điều video chiến đấu nhìn thấy video chiến đấu nhất tiêu độc táng cũng cảm thấy hàn ý rất sâu tốc độ tiến bộ của cao thủ linh dược công hội quá nhanh nhanh đến đã khiến người ta cảm thấy giận sôi thiên táng công hội bọn họ tiêu tốn nhiều công sức như vậy cũng vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được một số cao thủ nhưng so sánh với linh dược công hội quả thực chính là cạn bã chỉ là linh dược hiện tại đã xuất hiện nhiều cao thủ hàng đầu như vậy nếu thực sự cho linh dược công hội thêm một số thời gian hậu quả đó thật sự là không thể lường được chỉ là thiên táng công hội vây bắt chặn đường đối với bọn thủy sắc sắc vi mà nói thì tác dụng cũng không lớn tốc độ của tọa kỵ căn bản không phải là muốn đuổi kịp thì có thể đuổi kịp mà thủy sắc sắc vi lại cưỡi tọa kỵ cấp bí ngân tới thạch lâm tiểu chấn trước một bước bắt đầu chỉ huy tất cả ở thạch lâm tiểu chấn trôi qua bầu không khí trong thạch lâm tiểu chấn cũng càng lúc càng ngưng trọng trên đường cái náo nhiệt lúc này đã biến thành tiêu điều không ít người chơi vì giữ mạng sợ bị vạ lây mà chết đều lựa chọn rời khỏi thạch lâm tiểu trấn chạy tới xa xa quan chiến chỉ có một số người chơi kẻ tài cao gan cũng lớn mới ở lại trong trấn nhỏ thủy sắc tỷ vừa rồi từ ma phát trì tháp thăm dò được có rất nhiều sinh vật đang tiếp cận thạch lâm tiểu trấn xem ra chắc là những quái vật đó rồi sắc mặt tự yên lưu vân có chút tái nhận nói số lượng biểu hiện ra trên bản đồ căn bản chính là nhiều chi chít số lượng này căn bản là không thể tính toán được cuối cùng cũng tới rồi thủy sắc sắc vi đứng trên tường thành không khỏi nhìn về phía xa xa đối với trận chiến này nàng biết rất rõ bọn họ phải đối phó căn bản không là đại quân hắc thủy và đại quân thiên táng gì cả mà là những quái vật vô cùng vô tận đó, lập tức thông chi cho hội trưởng. Trong trúc hỏa thương hành ở xa tít Bạch Hà Thành, Thạch Phong vẫn đang liều mạng chế tác quyền trục song trọng thủ hộ kết giới và quyền trục thánh thú triệu hoán. Nhanh như vậy đã đến rồi à? Sau khi Thạch Phong nhận được tin tức, không khỏi dừng động tác trong tay, khẽ nhíu mày, nhanh hơn dự tính của hắn không ít, lập tức dùng ra quyền trục trở về thành trực tiếp chạy tới đại sảnh truyền tống, lại từ đại sảnh truyền tống truyền tống đến tắc mộ tiểu trấn ở gần nhất. Trên đỉnh ma pháp chi tháp của Thạch Lâm tiểu trấn, đám người thủy sắc sắc vì vừa ăn bài xong công sự phòng ngự nhìn thấy xương khói cuồn cuộn bốc lên ở xa xa nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện toàn là quái vật sao lại có nhiều quái vật như vậy hắc tử nhìn một mảng cảnh tượng đông nghìn nghịt giống như châu chấu ập tới trong lòng rung động không nói nên lời lúc này không chỉ là hắc tử cảm thấy khiếp sợ phàm là người chơi thấy một màn này đều bị dọa sợ bọn họ không phải chưa từng thấy quái vật cao cấp nhưng nhìn thấy nhiều quái vật cao cấp như vậy đồng loạt sông tới đại địa cũng rung chuyển giống như là động đất tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy thạch lâm tiểu trấn ở trước mặt những quái vật này căn bản giống như một dòng suối nhỏ đang chảy giống như những quái vật này tùy thời đều có thể đánh sập người chơi bọn họ ở trước mặt những quái vật này trước mặt là không đáng nhắc tới trong những quái vật này tùy tiện một con cũng là cấp 60 trở lên hơn nữa đều là cấp tinh anh trong đó có đủ cấp đầu lĩnh cấp lĩnh chủ lĩnh chủ cao cấp đại lĩnh chủ hình thể to lớn thậm chí ngay cả đại lĩnh chủ cao cấp thân cao hơn 30 mươi mét cũng có mẹ kiếp đó là gì thế bóc phong đê đều dùng ra ưng nhãn thuật để quan sát đột nhiên kinh hô Ưng ừ, nhãn thuật quan sát ngoại vi là có tầm nhìn xa hơn người chơi lúc này những gì người chơi bình thường có thể nhìn thấy chỉ là một đám quái vật ở trước nhất mà thôi phía sau còn có ba con độc nhãn cửa thú hình thể cao lớn trăm mét bắc phong làm sao vậy sao ngươi lại giật mình thế thủy sắc sắc vi kỳ quái nói bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim quái vật quái vật truyền kỳ sắc mặt bắc phong đê điều xanh mét đắp bắp nói ta nhìn thấy khoảng ba con Quái vật truyền kỳ đối với người chơi hiện tại mà nói căn bản chính là tồn tại cao không thể với, tương đương với nghề nghiệp bậc 4 trong người chơi, mà quái vật mạnh nhất bọn họ bình thường có thể đối phó cũng chỉ là đại lĩnh chủ cao cấp, cho dù có phương pháp công đánh, bọn họ cũng phải trả cái giá thảm trọng mới có khả năng giải quyết được, càng đừng nói hiện tại có ba con quái vật truyền kỳ. Lúc trước ở ô lĩnh tiểu trấn xuất hiện quái vật truyền kỳ cấp 60 đã được mọi người biết đến, cái gì gọi là lực lượng có tính áp đảo, hơn vạn người chơi ở trước mặt quái vật truyền kỳ căn bản là không chịu nổi một kích. Hiện tại ba con quái vật truyền kỳ đều đã là cấp 65, còn cường đại hơn hơn lúc ở Ô Lĩnh tiểu trấn, sao có thể, không phải nói chỉ có một con thôi à? Thủy Sắc Sắc vì vừa nghe vậy, Mành Nguyệt cũng nhíu chặt, lúc trước vì đối phó quái vật truyền kỳ, nàng đã sử dụng tất cả lực lượng, vất vả lắm mới có được năm quyển trục kêu gọi bậc 3, sau đó lại đàm phán với Thiên Cơ Các, nguyện ý dùng rất nhiều bảo thạch bậc 3 để trao đổi quyển trục kêu gọi bậc 3, lại có được 3 tấm, như vậy có 8 tấm quyển trục kêu gọi bậc 3, chắc có thể cầm chân được một con quái vật truyền kỳ. Nhưng hiện tại lại có ba con, thủy sắc tỷ, quân tiên phong của Hắc thủy xuất hiện rồi, Bắc Phong Đê điều nói, nhân số hình như có 50 người, dẫn đội hình như là hội trưởng khí nhất đào của Hắc thủy công hội, ngoài ra còn có người của Vạn Thần Điện, người chơi bình thường chạy đến Thạch Lâm tiểu trấn là phải mất 10 tiếng trở lên, nhưng cưỡi tọa kỵ thì nhanh hơn, tối đa 4 tiếng là tới, sau khi Bắc Phong Đê điều báo cáo xong, mọi người nhìn thấy trên bầu trời cách đó không xa xuất hiện hơn 10 ma phát trận to lớn, theo những ma phát trận to lớn này ngưng tụ ra ma lực kinh người từng con quái vật hình thể chừng hai ba mươi mét cũng xuất hiện sao bọn họ lại có nhiều quyền trục kêu gọi bậc ba như vậy hắc tử ở bên cạnh không khỏi hoảng hốt linh dược công hội cũng vất vả lắm mới chuẩn bị được 8 tấm nhưng lần này hắc thủy công hội lại chuẩn bị tới 17 tấm hơn nữa những triệu hoán thú này cũng khác với những quái vật đó hoàn toàn chịu sự khống chế của người chơi uy hấp đối với chấn nhỏ là lớn hơn cả đại lĩnh chủ bình thường khí nhất đào và vạn thế vô song dẫn đội của vạn thần điện đứng trên đồi cao cách thạch lâm tiểu trấn xa xa đều mỉm cười nhiều quái vật như vậy cho dù một tòa thành thị NPC cũng có thể đánh hạ, ta cũng muốn nhìn xem lần này linh dược công hội còn có năng lực gì, khí nhất đào không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Nhất đào huynh, ngươi cũng quá kích động rồi, thành thị NPC đâu phải là dễ công hãm như vậy, chỉ là NPC bậc 4 cấp 200 đóng giữ cũng có thể thoải mái tiêu diệt chúng ta mấy lần rồi, vạn thế vô song lườm khí nhất đào. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, quái vật khí nhất đào đưa tới đích xác quá mạnh, dựa vào lực lượng của người chơi hiện tại căn bản là không thể phòng thủ, ta chỉ nói đùa thôi, khí nhất đào cười cười. Có điều đến bây giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của Hắc Viêm, chắc linh dược công hội cũng muốn từ bỏ Thạch Lâm Tiểu Trấn rồi. Chắc là không đâu, Thạch Lâm Tiểu Trấn chính là núi vàng của linh dược công hội, không đến mức vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ. Vạn thế vô song nghiêm túc nói, hy vọng là vậy, thế cũng không uổng công ta vất vả chuẩn bị một số át chủ bài. Khí nhất đào hoàn toàn thờ ơ nói, quả thật để chiếm được Thạch Lâm Tiểu Trấn, hắn đã chuẩn bị kế hoạch chu mật, bất kể linh dược công hội phản kháng thế nào. Thạch Lâm Tiểu Trấn cuối cùng cũng sẽ thành đồ trong túi hắc thủy công hội bọn họ tinh nguyệt vương thành trấn nhỏ nào đó trong ghế lô ở tầng 2 của một quán rượu cao cấp lúc này trong ghế lô đã tụ tập khoảng 20 người cấp bậc của những người này đều là cấp 40 trở lên hơn nữa đều là nghề nghiệp thích khách tâm đầu lại là hỏa vũ cấp bậc cao tới cấp 44. hội trưởng thật sự không cần chúng ta tới hỗ trợ à hỏa vũ nhìn thạch phong thân mặc áo choàng đen đi vào lo lắng hỏi nàng đã từ chỗ thủy sắc sắc vì biết được tình huống tình cảnh của thạch lâm tiểu trấn không được tốt lắm chỉ là số lượng quái vật bao vây thạch lâm tiểu trấn đã vượt quá 20 vạn trong đó thấp nhất cũng là cấp 60. Trong đó còn kèm theo không ít quái đầu lĩnh và quái lĩnh chủ, thậm chí là đại lĩnh chủ, dựa vào hơn hai vạn thành viên tinh anh và NPC vệ binh cùng hộ vệ đóng quân ở Thạch Lâm tiểu trấn căn bản là không đủ để ngăn cản. Những quái vật này là chịu sự khống chế của người chơi, nếu muốn công chiếm Thạch Lâm tiểu trấn tốt hơn, người chơi khống chế những quái vật này khẳng định cũng ở cách hiện trường không xa. Nếu đoàn thích khách này của bọn họ có thể giết những người khống chế quái vật này, quái vật cũng sẽ loạn thành một đống, giúp thành viên đóng tại Thạch Lâm tiểu trấn đối phó thoải mái hơn. Không ta còn có nhiệm vụ khác muốn giao cho các ngươi đi làm. Thạch Phong lắc đầu, lập tức từ trong ba lô lấy ra 10 tấm quyển trục ma pháp màu xám bạc và mấy chục tấm quyển trục ma pháp bậc hai, trực tiếp giao cho Hỏa Vũ. Quyền trục ma pháp màu xám bạc là quyền trục thăm dò, có thể cảm chi tất cả quái vật trong phạm vi bán kính 3000 m. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm ra trang bị ma pháp phong tỏa bản đồ Thạch Trảo Sơn mạch, những trang bị này rất dễ tìm. Các ngươi chỉ cần nhìn thấy nơi nào có rất nhiều người chơi hội tụ thì chỗ đó 89 phần 10 có thể chính là nơi kiến tạo trang bị ma pháp có điều người của hắc thủy cũng không phải kẻ ngốc khẳng định sẽ phái trọng binh đóng giữ hơn nữa muốn phá hoại những trang bị đó là rất phiền khi phá hoại trực tiếp sử dụng quyển trục ma pháp bậc 2, chỉ cần phong tỏa được giải trừ người của chúng ta cũng có thể truyền tống tới sau khi phân phó xong thạch phong trực tiếp sử dụng thất diệu chi giới mở không gian di động đến thạch lâm tiểu trấn thạch phong đột nhiên xuất hiện dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người trong thạch lâm tiểu trấn bởi vì thạch phong lúc này đã dùng ác ma giả diện ngụy trang thành bộ dạng của hắc viêm uy thế khủng bố tỏa ra cho dù mọi người muốn không chú ý cũng khó người đó chính là hội trưởng hắc viêm mà bán hạ khuynh thành không khỏi kinh ngạc quan sát thạch phong cấp bậc cao tới cấp 44 thì không nói đứng đó mà giống như một con mãnh thú hồng hoang rõ ràng là cách xa như vậy nhưng đại não vẫn không ngừng truyền ra tín hiệu tử vong tới rồi à rất nhanh khí nhất đào cũng nhận được tin tức khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười khinh thường có điều có thể làm được gì đúng vào lúc này thạch phong đi tới đỉnh ma pháp tri tháp một tay đặt lên trên ma pháp thủy tinh cầu to lớn mở ra mô thức chiến đấu trong nháy mắt thạch phong mở ra ma phát chi tháp trên vùng trời ma phát chi tháp xuất hiện một ma phát trận màu xanh nước biển ngay sau đó xung quanh thạch lâm tiểu chấn xuất hiện một lồng phòng hộ bán trong suốt bao bọc toàn bộ thạch lâm tiểu chấn lại thế này là sao đó là cái gì vậy khí nhất đào và vạn thế vô song ở xa xa có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của toàn bộ thạch lâm tiểu chấn giống như một con sơn dương lúc trước đang ngủ say vô cùng ôn hòa nhưng hiện tại lại mang tới cho người ta cảm giác giống như mạnh thú thức tỉnh lộ ra sát khí sắc bén khiến người ta không dám tùy ý tiếp cận Hội trường, nội ứng của chúng ta vừa gửi tin về, nói là thuộc tính của tất cả thành viên linh dực trong trấn nhỏ đều đề thăng 15%, thương tổn tạo thành đề thăng 20%, tốc độ di chuyển đề thăng 15%. Túy tiếu khách ở bên cạnh gấp giọng báo cáo, sao thuộc tính lại đề thăng nhiều như vậy, vạn thế vô song khẽ như mày, xem ra muốn đối phó bọn họ cần tốn một chút thời gian rồi. Đến cấp bậc này của bọn họ, cho dù thuộc tính đề thăng 5%, đề thăng đối với thực lực cũng là tương đối lớn, càng đừng nói là 15%, thương tổn tạo thành đề thăng 20% tốc độ di chuyển đề thăng 15%. Đề thăng như vậy, đủ để khiến trình độ của người chơi tinh anh đề thăng mấy trình độ, cộng thêm sự phối hợp giữa người chơi với nhau, chiến lược đề thăng càng khoa trương hơn. Điều này khiến độ khó công đánh thạch lâm tiểu trấn của bọn họ trực tiếp tăng gấp đôi. Chẳng trách linh dược công hội đến bây giờ vẫn không phải người cứu viện thạch lâm tiểu trấn, thì ra còn có chiêu ẩn này, có điều chút thuộc tính đề thăng này, cũng chỉ có hiệu quả với người chơi đối chiến. Đáng tiếc bọn họ lại phải đối phó với quái vật, không phải người chơi, khí nhất đào cười cười, đối với biến hóa đột nhiên như vậy tuy cảm thấy rất kinh ngạc nhưng tình huống không vượt ra khỏi sự nắm giữ của hắn vừa hay hiện tại để cho hắc viêm biết một chút sự phản kháng của bọn họ chỉ là phí công cũng đúng bọn họ chỉ có thêm một trạng thái tăng cường mà thôi đối mặt với nhiều quái vật cường đại như vậy không có bất kỳ thay đổi gì đối với thế cục cả vạn thế vô song cũng gật đầu cười nói tiếp theo phải xem nhất đào huynh sao cho ta vô song huynh cứ xem kịch vui là được khí nhất đào lập tức hạ mệnh lệnh bắt đầu toàn lực tấn công hơn nữa là tấn công từ bốn phương tám hướng nếu là người chơi công thành để giảm bớt tổn thất bình thường đều sẽ cường công từ một mặt nhưng những quái vật này chết thì chết đối với bọn họ mà nói căn bản không có tổn thất gì ngược lại muốn là thủ thành sẽ tương đối phiền theo rất nhiều quái vật triển khai lưới bao vây đối với thạch lâm tiểu trấn thành viên của linh dược công hội trong trấn nhỏ cũng trở nên khẩn trương những quái vật công thành này là không giống quái vật bọn họ bình thường kích sát ở dã hoại, trình độ trí năng tương đối cao thành viên tinh anh cùng cấp bậc đối phó quái vật tinh anh có thể không đánh lại càng đừng nói hiện tại cấp bậc của những quái vật này phổ biến vượt qua bọn họ trên số lượng lại nhiều hơn gấp 10 lần, ưu thế duy nhất chính là thuộc tính đề thăng không ít, nhưng thuộc tính đề thăng này so sánh với quái vật căn bản là không đáng nhắc tới. Hội trưởng, chúng ta có thể thắng được không? Lúc này Thủy Sắc Sắc Vi cũng có chút không đủ tự tin, nếu là đối chiến với người chơi thì cũng thôi, hiện tại tận mắt thấy một mảng quái vật đông nghìn nghị từ bốn phương tám hướng ùa tới, nàng cũng có chút hoảng rồi. Đối với linh dược công hội hiện tại mà nói, rõ ràng là nhân thủ không đủ, tổng cộng chỉ có hai vạn tinh anh, chia ra xung quanh, mỗi mặt cũng chỉ 5.000 người, vừa phải đối mặt với các loại quái lĩnh chủ và đại lĩnh chủ cấp 60, đoàn chủ lực lại không có mặt, chúng ta chỉ có thể thử một lần. Thạch Phong thấp giọng hỏi, thành lập ma pháp chi tháp thế nào rồi? Cơ bản đã hoàn thành rồi, chỉ thiếu ma văn hạch tâm cuối cùng chưa vẽ xong. Thủy sắc sắc vi nói, được, người trước tiên dẫn người đối phó quái vật đại lĩnh chủ trở lên, dùng hết tất cả quyền trục kêu gọi bậc 3 và quyền trục kêu gọi bậc 2 để cầm chân quái vật truyền kỳ. Hỏa lực của chấn nhỏ ưu tiên kích sát quái vật từ đại lĩnh chủ trở xuống. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là kiên trì chỉ cần nhiệm vụ bên hỏa vũ hoàn thành tình thế sẽ phát triển về bên chúng ta thạch phong lập tức phân phó sau đó chạy tới ma pháp trì tháp đang kiến tạo vị trí chỗ ma pháp trì tháp có thể làm kiến trúc thủ hộ thành trấn chủ lưu chính bởi vì hiệu quả thủ thành chắc tuyệt không chỉ có thể sử dụng có thể sử dụng ra ma đạo mạch sung pháo có sức phá hoại to lớn còn có thể tăng cường thuộc tính của người chơi bản thổ mà thuộc tính này sẽ căn cứ vào số lượng của ma pháp trì tháp và đề thăng đương nhiên hiệu quả lớn nhất chính là ba tòa ma pháp trì tháp có thể khiến thuộc tính cơ bản của người chơi tối đa đề thăng ba cho nên ở đời trước các công hội lớn mới tích cực kiến tạo ma pháp chi tháp đối với thành thị quan trọng thì xây ba tòa thạch phong để ngờ vạn nhất bảo thủy sắc sắc vì dùng hết tất cả tiền bán đất để mua tài liệu kiến tạo ma pháp chi tháp lại kiến tạo hai tòa trong thạch lâm tiểu trấn ba tòa cộng lại cho dù đối mặt với những quái vật trí năng không thấp này chưa chắc đã không thể đánh một trận về phần ma pháp chi tháp hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫu sao thạch lâm tiểu trấn cũng không được bảo đảm muốn giữ được một tòa thành thị lại càng khó đều xông lên cho ta theo mệnh lệnh của khí nhất đào tất cả quái vật vây quanh và điên cuồng lao về phía thạch lâm tiểu trấn phát ra tiếng gầm vang trời đây là thực lực của hắc thủy công hội à lần này thạch lâm tiểu trấn xong rồi nhiều quái vật cường đại chung, cho dù là npc vệ binh cũng không cản được các người chơi quan chiến ở xa xa lúc này đều bị sóng chiều quái vật giống như nước biển chấn nhiếp đối với chuyện thạch lâm tiểu trấn có thể ngăn cản được hay không đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì tranh lệch thực lực của hai bên căn bản chính là nhìn cái rõ ngay mà tất cả các công hội lớn thông qua video tiếp sóng nhìn thấy cảnh này cũng đều ngây đơ 20 vạn đại quân quái vật, toàn bộ tinh nguyệt vương quốc ai dám tranh phong, đối kháng với những quái vật này, căn bản chính là tự tìm chết, thủy sắc tỷ, chúng tới rồi, hắc tử nhìn thấy tình cảnh này cũng nớt nớt nước miếng, có chất khẩn trương nói, được, ưu tiên công kích quái vật đại lĩnh chủ trở xuống, tất cả pháo tháp và ma pháp chi tháp cùng công kích, thủy sắc sắc vi đứng trên tường thành nhìn chằm chằm quái vật sông tới, tay ngọc đột nhiên vung lên, lập tức bốn tòa pháo tháp vang lên tiếng nổ, đạn pháo trực tiếp bay về phía đống quái vật, lập tức nổ tung. Quái vật cấp bậc tinh anh trong phạm vi đạn pháo đều chết sạch, số lượng vượt quá hơn trăm, còn lại đều là quái vật thực lực rất mạnh. Đạn pháo đối với những quái vật này mà nói cũng chỉ tạo thành một chút thương tổn, nhưng không đến mức trực tiếp tử vong. Ha ha ha! Tuy uy lực của pháo tháp này không tồi, đáng tiếc phạm vi quá nhỏ. Khí nhất đào nhìn thấy mấy trăm quái vật bị nổ thành cho tàn, không khỏi cười to nói: Lúc trước hắn còn cảm thấy pháo tháp ít nhiều cũng là uy hiếp, nhưng hiện tại xem ra là hắn đa tâm rồi. Nhưng theo một đạo quang hoa bảy màu từ đỉnh mà pháp chỉ tháp bắn về phía bầu trời tiếp theo lại từ trong đám mây chết xạ xuống đống quái vật tất cả mọi người đều đờ đẫn chỉ thấy một đạo ánh sáng bảy màu đánh trúng đống quát vật tiếp theo quét ra lập tức hỏa quang bốc lên phàm là nơi bị bảy màu bảy màu quét qua quái vật cấp lĩnh chủ đều chết chỉ có quái lĩnh chủ là sống sót điểm sinh mệnh cũng chỉ còn lại gần một nửa bởi vì hình thể của quái vật to lớn số lượng quái vật chết đi không tới năm ngàn thì cũng phải hơn hai ba ngàn trực tiếp khiến trên lục địa đông nghìn nghịt có thêm một mảng đất trống rộng lớn theo hỏa quang của ma pháp chi tháp tiêu tán người chơi trong cả thạch lâm tiểu trấn đều sững sờ chỉ là uy thế của một kích đã tiêu diệt hai ba ngàn quái vật cấp 60 trở lên cái này là còn lợi hại hơn cả ma pháp hủy diệt cỡ lớn mà bọn họ từng thấy không chỉ là thành viên của linh dược công hội choáng váng ngay cả khí nhất đào và vạn thế vô song đang xem kịch ở xa xa cũng nhìn vào vẻ mặt run rẩy sắc mặt vô cùng ngưng trọng sao ma pháp chi tháp lại còn có công năng như vậy nhìn một mảng lớn chiến trường trống không khí nhất đào nhíu mày nói chỉ một kích mà thôi ngay cả quái vật cấp bậc lĩnh chủ cũng bị đánh cho trọng thương linh dược công hội ẩn tàng sâu thật trong 20 vạn quái vật tuyệt đại đa số đều là quái vật trở xuống chỉ có một số rất ít lĩnh chủ trở lên chỉ là công kích của một tòa ma pháp tri tháp quả thực là mạnh hơn cả 10 pháo tháp cộng lại sự phá hoại ma pháp này sợ rằng không thua gì ma pháp hủy diệt cỡ lớn bậc 4. với sự hiểu biết của ta về thần vực loại công kích này chắc sẽ cách nhau thời gian dài có điều chúng ta muốn công phá thạch lâm tiểu trấn chắc trong thời gian ngắn cũng là không thể nếu không sớm nghĩ biện pháp giải quyết ma pháp tri tháp bên chúng ta sẽ tử thương thảm trọng vạn thế vô song không khỏi nhìn về phía ma pháp chi tháp cao ngất chậm rãi nói có điều công kích của ma pháp chi tháp này tương đối vụng về nếu đổi thành người chơi hoặc là quái vật linh hoạt sông lên hiệu quả này sẽ không lớn như vậy trực tiếp phái những quái vật linh hoạt tới chắc có thể hủy được tòa ma pháp chi tháp đó tuy có trực tiếc cho tòa ma pháp chi tháp này có điều để giảm bớt tổn thất cũng chỉ trừ bỏ trước khí nhất đào gật đầu lập tức phân phó trong trò chuyện đoàn đội tùy tiểu khách các ngươi khống chế triệu hoàn thú bậc ba công vào trước nghĩ hết biện pháp hủy ma pháp chi tháp cho ta hội trưởng. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ hủy diệt được những ma pháp chi tháp đó." Túy Tiếu khách rất tự tin nói, "Chỗ bọn họ tổng cộng có 17 triệu hoàn thú bậc 3, cấp bậc có lẽ chỉ hơn cấp 50, hoàn toàn không bằng những đại lĩnh chủ hơn cấp 60 đó, nhưng những triệu hoàn thú này hoàn toàn chịu sự khống chế của bọn họ, dựa vào tốc độ của triệu hoàn thú bậc 3, muốn né tránh công kích đơn nhất của ma pháp chi tháp quả thực là dễ dàng, chỉ cần chờ bọn họ xông vào nội bộ Thạch Lâm tiểu trấn, hủy diệt ma pháp chi tháp chính là chuyện vặt." Rất nhanh túy tiếu khách dẫn người khống chế 17 con triệu hoán thú bậc 3 cấp 55, điểm sinh mệnh của mỗi một con triệu hoán thú thấp nhất cũng là 5.000 vạn, cộng thêm tốc độ khôi phục điểm sinh mệnh chiến đấu, cho dù là đứng yên đó cho người chơi đánh, cũng phải đánh rất lâu, huống chi là 17 con, bình thường hủy diệt một chấn nhỏ là dư sức, mà triệu hoán thú bậc 3 xuất động, cũng dẫn tới người chơi đang quan chiến trên điểm cao chú ý, hắc thủy công hội quá trâu rồi, 17 con triệu hoán thú bậc 3, mẹ kiếp, ta nhớ rõ lần trước khi đại chiến ở Thạch Trảo Sơn Mạch Tình Hà Liên Minh cũng chỉ có được hai con. Thời không hồ là tập đoàn tài chính hắc thủy, quả nhiên là tài đại khí thô. Hiện tại ở trên thị trường giá của một tấm quyển trục kêu gọi bậc ba là đắt hơn cả vật phẩm cấp sử thi. Hơn nữa còn không mua được. Ngay cả những công hội siêu cấp đó sợ rằng cũng không có được mấy tấm. Có thể tận mắt thấy chiến đấu hoành tráng như vậy, quả thực là quá sướng. Các cao thủ hàng đầu thần vực cao cao tại thượng đó chỉ sợ cũng không thể nhúng tay vào chiến đấu như vậy được. Đích xác, lần này đúng là không đến Thạch Lâm Tiểu Trấn một chuyến không công. Những công hội chiến mà trước kia ta thấy trong video quả thực là kém xa, đây mới là chiến tranh mà ta muốn thấy. Lần này thời đại của linh dược thực sự phải kết thúc rồi. Người chơi đang quan chiến nhìn thấy từng con triệu hoán thú hình thể cao hơn 20 mét chạy như điên về phía thạch lâm tiểu chấn, lông tơ toàn thân đều không khỏi dựng đứng lên. Tốc độ di chuyển của 17 con triệu hoán thú là rất nhanh, hoàn toàn không giống quái vật phổ thông, di động đều có dấu vết để lần theo, công kích của pháo tháp hay công kích của ma pháp trì tháp đều bị né tránh dễ dàng. Mắt thấy trong đám người sắp xông tới dưới tường thành của thạch lâm tiểu chấn, đột nhiên toàn bộ thạch lâm tiểu trấn bắn ra một đạo kết giới ma pháp bán trong suốt 17 con triệu hoán thú đang xông tới nhau nhau va vào kết giới ma pháp căn bản không thể tiến thêm nửa phân kết giới thủ hộ hội trưởng đưa mạnh thật hắc tử líu lưỡi nói 17 con quái vật cấp bậc đại lĩnh chủ trùng kích đó kết giới ma pháp bình thường đã sớm vỡ nát rồi nhưng song trọng thủ hộ kết giới lại không chút tổn hại thủy sắc sắc vì ở trên ma pháp trì tháp cũng cảm thấy vô cùng vui sướng lúc trước nàng còn lo lắng không chống đỡ được những triệu hoán thú này cho rằng thạch phong là đang nói đùa không ngờ lại lợi hại như vậy. Kết giới ma pháp không chỉ không có một chút vết nứt cần sửa chữa phục hồi, ngay cả người chơi chủ trì ma pháp trận cũng không tiêu hao ma lực gì, hoàn toàn dựa vào khôi phục ma lực của bản thân cũng có thể chống đỡ. Kết giới ma pháp à, túy tiêu khách cười khinh thường, các ngươi cho rằng chống đỡ được sao? Lập tức túy tiêu khách dẫn theo 17 con triệu hoán thú bậc ba mãnh công kết giới ma pháp, căn bản mặc kệ công kích của thành viên tinh anh linh dược trong kết giới. Tuy trang bị của những thành viên tinh anh này rất tốt, nhưng đối mặt với triệu hoán thú bậc ba cấp 55, thương tổn do áp chế cấp bậc tạo thành phổ biến cũng chỉ hơn một ngàn đây còn là nhờ hiệu quả tăng cường của ma pháp chi tháp bằng không chỉ có thể tạo thành năm sáu điểm hơn một ngàn điểm thương tổn cho dù trong tầm bắn của người chơi có ba bốn người đồng thời công kích cũng chỉ tạo thành ba bốn vạn điểm thương tổn năm nghìn vạn điểm sinh mệnh khôi phục chiến đấu mỗi năm giây một phần trăm cũng chính là mỗi năm giây có thể khôi phục 50 vạn điểm sinh mệnh cho dù là để người chơi phóng tay công kích cũng có thể chống đỡ rất lâu nhưng kết giới ma pháp thì lại khác kết giới ma pháp là dùng ma lực của người chơi làm hạch tâm nếu ma lực của người chơi đã dùng hết kết giới ma pháp lập tức sụp đổ với lực lượng của 17 triệu hoán thú bậc 3, căn bản không tới hơn 10 giây là có thể hoàn toàn thu phục oanh kích liên tục đinh tai nhức óc cho dù là cách ngoài mấy ngàn mét cũng nghe rất rõ mà trên người những triệu hoán thú này cũng không ngừng bắn ra hỏa quăng điểm sinh mệnh giảm điên cuồng 5 giây 10 giây 20 giây qua 30 giây kết giới ma pháp vẫn không hề vỡ vụn Ngược lại là điểm sinh mệnh của 17 triệu hoán thú giảm xuống hơn 1 ngàn vạn. Không được, dùng ra tuyệt chiêu đi, túy tiểu khách cắn răng nói. Triệu hoán thú bậc ba cũng có kỹ năng của mình, có điều thời gian hồi chiêu quá dài, cho nên hắn mới không muốn sử dụng. Hoàn toàn là chuẩn bị chờ lát nữa đánh tới dưới ma pháp chi tháp mới dùng để đối phó ma pháp chi tháp. Nhưng hiện tại thì không cần, kéo dài thêm là điểm sinh mệnh của 17 triệu hoán thú sẽ không chống đỡ được. Lập tức 17 triệu hoán thú đều phát ra một tiếng giống to, bắt đầu ngưng tụ lực lượng ma lực biên cuồng chen trúc tụ vào song chảo của triệu hoán thú nhưng khi song trảo vừa muốn công kích kết giới ma pháp lại bắn ra năm kết giới ma pháp màu vàng tím lập tức bao phủ lên 17 triệu hoán thú trong nháy mắt kết giới ma pháp hình thành thuộc tính của 17 triệu hoán thú lập tức bị áp chế bốn thành điểm sinh mệnh lập tức giảm mạnh đến ba nghìn vạn mà công kích của kỹ năng đánh vào trên kết giới ma pháp màu vàng tím chỉ thấy kết giới ma pháp rung rung nhưng không vỡ sao có thể như vậy được miệng túy tiếu khách không khỏi há to trong hai mắt đầy vẻ khép sợ và khó hiểu mà trên tường thành không biết lúc nào có thêm năm nỗ cung xa loại nhỏ đã nhắm ngay vào triệu hoán thú làm thì bọn họ thủy sắc sắc vi đột nhiên vung tay lên theo tiếng ra lệnh của thủy sắc sắc vi năm chiếc nỗ cung xa loại nhỏ trên tường thành bắn ra năm mũi tên tốc độ của năm mũi tên cực nhanh còn nhanh hơn cả ma đạo mạch xung pháo của ma pháp tri tháp từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy năm đạo lưu quang màu lam trực tiếp xuyên qua kết giới ma pháp bay về phía triệu hoán thú bậc ba nhanh quá túy tiếu khách khống chế triệu hoán thú cả kinh thân là cao thủ ý thức và bản năng trực tiếp điều khiển triệu hoán thú nghiêng người sang bên vào lúc chỉ mảnh treo chuông né tránh được mũi tên bay sượt qua bên người âm um, quy uy lực của mũi tên rất lớn trực tiếp cắm xuống mặt đất trong bán kính 10 mét đều bị vỡ ra một cái hố to mũi tên lại cắm thẳng vào sâu trong mặt đất tuy túy tiếu khách né được công kích có điều bốn mũi tên còn lại đều bắn trúng triệu hoán thú khác chỉ thấy bốn con triệu hoán thú cứ như vậy bị kim trên mặt đất điểm sinh mệnh tổn thất hơn 100 vạn trước thương tổn này có lẽ đối với đại lĩnh chủ cấp 55 thì không tính là gì nhưng sau khi bị mũi tên bắn chúng còn có thể bị cố định thân thể mấy giây khiến quái đại lĩnh chủ có ưu thế tốc độ trực tiếp lâm vào thế yếu lại đánh cho ta thủy sắc sắc vì lại hạ lệnh lập tức nỗ cung xa vừa phóng ra mũi tên không biết từ lúc nào đã được lắp lại lại bắn ra mũi tên về phía triệu hoán thú nhìn thấy mũi tên bay tới sắc mặt túy tiếu khách xanh mét không ngờ tần suất công kích của nỗ cung xa loại nhỏ lại nhanh như vậy mau tránh ra toàn lực công kích ma pháp trận túy tiếu khách vội vàng chỉ huy bọn họ ở trong ma pháp trận không chỉ không ra né tránh có hạn thực lực cũng bị áp chế trên diện rộng nếu không đột phá được phong tỏa của ma pháp trận căn bản chính là bị ngắm sống tuy túy tiểu khách cân nhắc không sai nhưng túy tiểu khách không biết ma pháp trận đang với khốn bọn họ là ma pháp trận trung cấp cực phẩm cửu tinh cực vực ngay cả quái vật truyền kỳ cũng có thể áp chế căn bản không phải là đại lĩnh chủ môn phá là phá tất cả kỹ năng từ bên trong đánh lên trên kết giới ma pháp thương tổn truyền tới người chủ trì đều sẽ bị làm yếu đi trên diện rộng mà tiêu hào ma lực của người chủ trì căn bản là không đáng nhắc tới quái vật truyền kỳ mạnh thế nào đó chính là có thể so với NBC chấn thủ thành phố lớn, chỉ là trên cấp bậc không bằng mà thôi, trình độ thì là giống nhau, là quái vật bậc 4, kỹ năng dùng ra đều là kỹ năng bậc 4, uy lực không biết mạnh hơn kỹ năng bậc 3 bao nhiêu lần. Cho dù cửu tinh cực vực đối mặt với công kích của quái vật truyền kỳ cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, càng đừng nói là triệu hoán thú bậc 3, trong nhất thời 17 triệu hoán thú biến thành bia ngắm sống, bị năm chức nỗ cung gia loại nhỏ lần lượt cam trên mặt đất, còn bị rất nhiều tinh anh của linh dược công hội công kích, điểm sinh mệnh không ngừng giảm xuống chỉ một thoáng đã chết mất hai con, một màn này khiến các người chơi đang quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Đường đường là quái vật cấp bậc đại lĩnh chủ bậc ba, lại bị đánh cho như vậy, thậm chí căn bản là không có sức hoàn thủ. Phải biết rằng quái vật cấp bậc đại lĩnh chủ bình thường đều phải là đoàn tinh anh trăm người do cao thủ dẫn đội mới có khả năng giết được. Nếu gặp phải đại lĩnh chủ có năng lực quần công, đừng nói là đoàn tinh anh trăm người, cho dù là quân đoàn ngàn người cũng không đáng là gì. Nhưng lúc này lại bị đối xử như vậy, nhất đào huynh, xem ra linh rừng này chuẩn bị không ít có cần vạn thần điện chúng ta xuất mã không vạn thế vô song nhìn về phía khí nhất đào cười hỏi vô song huynh lo lắng quá rồi chút biến số này vẫn chưa đủ để thay đổi kế hoạch ban đầu của ta bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim khí nhất đào trực tiếp cự tuyệt đề nghị của vạn thế vô song lập tức liên hệ với người khống chế quái vật chân chính nhỏ giọng hỏi hiện tại có thể để ba quái vật truyền kỳ xuất thủ chưa dựa theo ban đầu kế hoạch sử dụng đại quân quái vật dọn dẹp tất cả phòng ngự của trấn nhỏ nhân tiện xem thử tất cả át chủ bài của linh dược công hội kích sát tất cả mọi người ở ngoài thành của linh dược công hội cuối cùng sẽ do bọn họ dẫn người công chiếm thạch lâm tiểu trấn những quái vật này vô địch thì không sai nhưng nếu thật sự đánh vào nội bộ thạch lâm tiểu trấn bọn họ không thể chiếm cứ được bởi vì toàn bộ trấn nhỏ đều sẽ lây dính khí tức tả ác người chơi căn bản không thể ở trong hoàn cảnh như vậy và thời gian dài bọn họ lấy được tới tay cũng thành phế trừ khi biến thành giống như người khống chế vậy dùng bỏ cả nhân tộc hoặc là tiêu diệt độc thủ phía sau màn chế tạo những quái vật này nhưng hai cách này rõ ràng đều không thể mà bọn họ cũng đã sớm bàn với vạn thần điện trước khi chưa giải quyết hết biện pháp phòng ngự của thạch lâm tiểu trấn sẽ không cần vạn thần điện động thủ nếu để vạn thần điện động thủ hắc thủy sẽ phải bỏ ra một bộ phận cổ phần của thạch lâm tiểu trấn cho vạn thần điện hiện tại chỉ có thể dựa vào quái vật truyền kỳ để giải vây nếu có thể khí nhất đảo không muốn sử dụng ba quái vật truyền kỳ này quái vật truyền kỳ vô cùng cường đại muốn khống chế cũng vô cùng khó chỉ có thể làm một số dẫn dắt đại khái nếu làm không tốt rất có thể xông vào nội bộ thạch lâm tiểu trấn sẽ tiến hành phá hoại cho nên hắn mới không muốn dùng, muốn dựa vào những quái vật cấp đại lĩnh chủ đó để giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại thì không được rồi. Kết giới Thạch Lâm tiểu trấn có kết giới thủ hộ đó, tất cả quái vật đều bị cản ở ngoài kết giới, ngay cả đại lĩnh chủ cao cấp cũng không ngoại lệ, cộng thêm pháo tháp và ma pháp trì tháp điên cuồng công kích, những quái vật này sẽ có tổn thất cực lớn, còn không phá được cục diện bế tắc này, triệu hoán thú bậc ba của hắn sẽ bị làm thịt toàn bộ, đến lúc đó hắn sẽ càng bị động hơn, chỉ có thể cường hành phái người trả cái giá lớn hơn để phá hủy ma pháp chi tháp, chỗ ta không thành vấn đề có điều để tăng cường lực khống chế thực lực của ba quái vật truyền kỳ sẽ giảm xuống không ít thanh niên thần bí quấn băng vải giải thích không thành vấn đề dựa vào lực lượng của quái vật truyền kỳ cho dù thực lực giảm mạnh cũng vẫn lợi hại hơn đại lĩnh chủ cao cấp ta cũng không tin không phá được một cách giới ma pháp khí nhất đào đã hận kết giới thủ hộ linh dực mở ra tới ngứa răng kết giới thủ hộ này vừa mở trực tiếp khiến thạch lâm tiểu trấn biến thành một tòa thành lũy bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn phòng ngự có kết giới thủ hộ tấn công có ma pháp tri tháp thực lực linh dược công hội thể hiện ra đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn sau đó hàng sau chiến trường truyền ra tiếng gầm vang trời liên tục không ngừng khiến cho cả chiến trường đều bắt đầu chấn động mọi người đều không khỏi nhìn về phía chỗ tiếng động truyền ra chỉ thấy ba quái vật lớn cao chừng trăm mét dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người đại lĩnh chủ cao cấp vốn cao hơn 30 mươi mét ở trước mặt ba quái vật khổng lồ này căn bản giống như trẻ con tà huyết địa long sinh vật hắc ám cấp truyền kỳ cấp bậc 65, điểm sinh mệnh 15.000 vạn sau khi tất cả mọi người nhìn thấy số liệu của tà huyết địa long đều hít một hơi lạnh giống như quỷ vậy mắt thiếu chút nữa thì lồi ra chỉ là từ xa xa đã khiến người ta toát mồ hôi lạnh trong lòng tràn ngập sợ hãi hội trường hắc thủy đã phái ra ba quái vật truyền kỳ rồi hiện tại chúng ta làm gì thủy sắc sắc vi nhìn tà huyết địa long đang tiếp cận rất khẩn trương hỏi quái vật truyền kỳ đối với cho người chơi trước mắt mà nói căn bản chính là tồn tại không thể chống lại đừng nhìn điểm sinh mệnh của quái vật truyền kỳ không cao hơn đại lĩnh chủ cao cấp là bao nhiêu nhưng tranh lệch thực lực trong đó chính là một trời một vực bởi vì sau khi quái vật đạt tới truyền kỳ có thể triển khai lĩnh vực đây cũng là khác biệt căn bản giữa quái vật truyền kỳ và đại lĩnh chủ cao cấp ở dưới lĩnh vực thuộc tính các phương diện của người chơi đều sẽ bị áp chế ngoài ra còn có áp bức tinh thần mười thành chiến lực có thể phát huy ra ba bốn thành đã là tốt lắm rồi hơn nữa tiêu hao đối với thể lực của người chơi cũng vô cùng kinh người cho nên dẫn tới sự cường đại của quái vật truyền kỳ ở ô lĩnh tiểu trấn chính là chứng minh tốt nhất lúc trước cũng chính bởi vì nguyên do ô lĩnh tiểu trấn mọi người mới biết tới sự khủng bố của quái vật truyền kỳ cho dù là đại quân mấy vạn người chơi đối phó với quái vật truyền kỳ cuối cùng cũng chỉ có nước bỏ chạy quái vật truyền kỳ thạch phong đang vẽ ma văn nghe được khẽ nhíu mày tuy sớm biết lần này hắc thủy công hội phái ra ba quái vật truyền kỳ có điều khi thực sự phải đối mặt áp lực vẫn sộc lên trước mắt người chơi trong thần vực không có nhận thức quá rõ ràng đối với quái vật truyền kỳ chẳng qua là từ trong ô lĩnh tiểu trấn lần trước kiến thức được một chút sự đáng sợ của quái vật truyền kỳ có điều hắn đã giao thủ với quái vật truyền kỳ rất nhiều lần rồi biết rõ quái vật truyền kỳ không chỉ là có lĩnh vực áp chế người chơi rất mạnh, chỗ lợi hại thực sự vẫn là trí năng cao và trình độ chiến đấu. Trong thần vực trừ quái vật đặc thù ra, quái vật bình thường đạt tới bậc 3 cũng chính là cấp đại lĩnh chủ, đã có trí năng không thấp, muốn đối phó là rất phiền, rất nhiều lúc luôn ra bài không theo lẽ thường, trực tiếp điên cuồng công kích trị liệu ở hàng sau chỉ là chuyện rất bình thường, cho nên khi đối với với quái vật cấp bậc này, khảo nghiệm đối với MT là vô cùng cao, đây không chỉ là phải hấp dẫn boss trên cửu hận còn phải khiến sự chú ý boss thủy chung đạt trên người mình. Về phần DPS thì ngược lại, khi công kích phải tận hết khả năng làm yếu đi độ chú ý của boss đối với mình. Đây cũng là vì sao hắn lại để thành viên hạch tâm của công hội đi học tập kỹ xảo hư vô chi bộ. Quái vật truyền kỳ cho dù là trí năng kém nhất cũng có trình độ của người thường. Cộng thêm trình độ chiến đấu không kém hơn cao thủ bình thường là bao nhiêu. Dùng tháp thí luyện để đánh giá thì là khoảng trình độ tầng 4, cho nên dẫn tới quái vật truyền kỳ vô cùng khó đối phó muốn đối phó một con quái vật truyền kỳ cùng cấp bậc bình thường ít nhất cần đoàn đội tinh anh bậc hai một trăm người mới có khả năng làm được hiện tại ba con quái vật truyền kỳ cấp sáu mươi lăm hai vạn người chơi ở thạch lâm tiểu trấn căn bản không đủ nhét kẽ răng cũng may có không ít nbc vệ binh bậc hai được thuê tới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút nhưng cũng chỉ không chống đỡ được thời gian một lúc bán hạ bên ngươi chuẩn bị thế nào rồi thạch phong lập tức liên hệ với bán hạ khuynh thành khi hắn xây dựng ma pháp trì tháp bởi vì giao tất cả quyển trục ma pháp đã chế tác cho thủy sắc sắc vi và bán hạ khuynh thành trong đó thủy sắc sắc vì là trưởng quản cửu tinh cực vực và song trọng thủ hộ kết giới, mà thánh thú Hàng Lâm thì giao cho Bán Hạ huynh Thành, thánh thú Hàng Lâm khác với quyển trục mà pháp phổ thông, muốn kêu gọi thánh thú, cần phải có 88 triệu hoán sư gần như là đồng bộ ngâm sướng chú ngữ mới có thể kêu gọi thành công, mệt hơn quyển trục kêu gọi phổ thông rất nhiều, bình thường đều cần huấn luyện một đoạn thời gian, ngoài ra thánh thú triệu hồi ra là không có trí năng, cần người chơi tự mình điều khiển mới được, mà bởi vì thời gian quá gấp, Thạch Phong cũng chỉ là chế tác một bộ thánh thú Hàng Lâm một bộ song trọng thủ hộ kết giới trong thạch lâm tiểu trấn trước mắt thủy sắc sắc vì phải chỉ huy đại cục từ yên lưu vân là trị liệu trình độ chiến đấu của người khác đều không bằng bán hạ khuynh thành cho nên thạch phong quyết định để bán hạ khuynh thành khống chế bọn họ đều đã quen thuộc rồi chỗ ta chắc không có vấn đề gì bán hạ khuynh thành có chút khẩn trương đáp lại nàng mới gia nhập linh dược công hội không lâu không ngờ lại gặp đại chiến như vậy đơn đà độc đấu đối với nàng mà nói là chuyện cơm bữa cho dù một mình đấu với cả đám cũng từng làm không ít lần nhưng một người khiêu chiến ba quái vật truyền kỳ Tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất mà nàng từng làm. Tuy trong lòng nàng cũng rất chờ mong, có điều Thạch Phong đột nhiên giao gánh nặng như vậy cho một người mới vừa nhập hội như nàng, có thể thấy được Thạch Phong là coi trọng nàng cỡ nào. Hơn nữa nàng lại do Thủy Sắc Sắc vi giới thiệu, về tình về lý, nàng đều phải biểu hiện thật tốt. "Được, tiếp theo giao cho người, ta sẽ lên bên Thủy Sắc Sắc vi kêu gọi triệu hoán thú bậc 3 đến phụ trợ người. Thạch Phong nhìn Bán Hạ Khuynh Thành đang khẩn trương, trấn an nói, "Bán Hạ Khuynh Thành có lẽ không bằng Từ Yên Lưu Vân và Hòa Vũ." nhưng trình độ hiện tại khống chế một con thánh thú chắc là không có vấn đề hơn nữa ở phụ cận thạch lâm tiểu trấn có ma pháp trì tháp gia trì thuộc tính cơ bản cũng sẽ có tương ứng theo ba con tà huyết địa long càng lúc càng gần người chơi trong thạch lâm tiểu trấn cũng càng lúc càng khẩn trương thủy sắc sắc vì trực tiếp bảo cao thủ công hội triệu hồi ra tám con triệu hoán thú bậc ba có điều so với ba con tà huyết địa long hoàn toàn là gặp sư phụ triệu hoán thú bậc ba to lớn thậm chí cao không đến đầu gối của tà huyết địa long cảm giác triệu hoán thú bậc ba đều có thể bị tà huyết địa long một cước dẫm chết tám con triệu hoàn thú bậc ba khí nhất đảo quan vọng ở xa xa cười khinh thường thì ra đây là át chủ bài của linh dực thế là không tồi rồi triệu hoàn thú bậc ba là cho công hội nhất lưu cũng không kiếm được hai ba tấm hiện tại thực lực chỉnh thể của linh dực cùng lắm cũng chỉ đạt tới trình độ nhất lưu mà thôi có thể lấy ra tám tấm đã là vượt xa tưởng tượng rồi vạn thế vô song vẫn cảm thấy rất giật mình với nội tình của linh dực phải biết rằng vạn thần điện bọn họ cũng mới có được không đến hai mươi tấm quyền trục kêu gọi bậc ba linh dực chỉ nắm giữ một bạch hà thành và thạch lâm tiểu trấn có thể kiếm được tài nguyên như vậy quả thực không dám tưởng tượng nội tình của linh dược đích xác khiến người ta giật mình đáng tiếc tranh lệch thực lực đã định trước là bọn họ không thủ được thạch lâm tiểu trấn khí nhất đào cười cười cũng không phản đối quan điểm của vạn thế vô song đáng tiếc 8 triệu hoàn thú bậc ba cũng chỉ miễn cưỡng có thể cầm chân một con tà huyết địa long mà thôi hai con tà huyết địa long còn lại linh dực công hội sẽ đối phó thế nào lập tức tà huyết địa long xông tới trước ma pháp trận của cửu tinh cực vực công kích của ma pháp chi tháp và pháo đài căn bản không chạm được tới tà huyết địa long phản ứng linh hoạt chỉ thấy tà huyết địa long vươn cựu chảo rạch về phía ma pháp trận màu vàng tím âm um, trong nháy mắt móng sắc chạm vào ma pháp trận, ma pháp trận vô cùng kiên cố lập tức vỡ ra một lỗ hồng mà chính người chủ trì ma pháp trận lập tức tiêu hao một phần năm ma lực. điều này khiến thành viên linh dực thấy mà chấn động, ngay cả thủy sắc sắc vi cũng giật mình. nhiều triệu hoàn thú bậc ba như vậy cũng không đả thương được đến ma pháp trận nửa phần, nhưng tà huyết địa long chỉ vung móng vuốt một cái mà suýt chút nữa khiến ma pháp trận sụp đổ, lực lượng mạnh tới hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn họ, vẫn rất cứng rắn nam tử quấn băng vải khống chế tà huyết địa long hơi kinh ngạc tuy để tăng cường sức nắm giữ khiến chiến lược của tà huyết địa long giảm xuống nhưng cũng là lực lượng của cấp bậc truyền kỳ đối phó với bất kỳ một ma pháp trận sơ cấp nào cơ hồ đều có thể một kích là phá nhưng hiện tại lại chỉ rạch ra được một lỗ hồng lớn hơn nữa lỗ hồng này vẫn đang được sửa chữa phục hồi cấp tốc ta cũng muốn nhìn xem ma pháp trận này có thể kiên trì được bao lâu nam tử quấn băng vải nói xong lại khống chế tà huyết địa long vùng móng xác bùm 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 sau khi móng xác công kích liên tục Cử tinh cực vực vỡ vụn ngay tại chỗ, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán, mà bốn con triệu hoán thú bị nhốt bên trong cũng được thả ra. Đột nhiên, trong Thạch Lâm tiểu trấn đều bị lực lượng của Tà Huyết Địa Long chấn nhiếp. Ba con Tà Huyết Địa Long cộng thêm nhiều triệu hoán thú bậc ba như vậy, giờ biết đánh thế nào? Mắt thấy một con Tà Huyết Địa Long bắt đầu công kích cử tinh cực vực khác. Trên vùng trời của Thạch Lâm tiểu trấn đột nhiên xuất hiện một đạo ma pháp trận to lớn màu vàng, trực tiếp bao phủ non nửa Thạch Lâm tiểu trấn. Đó là gì thế? Kêu gọi quái vật à? tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía không trung phát hiện trong không trung không biết từ lúc nào có thêm một con cự long màu vàng hình thể chừng hơn 100 trăm mét cánh dài chừng ba bốn trăm mét rõ ràng chỉ vỗ nhẹ một cái mà toàn bộ thạch lâm tiểu trấn đều giống như nổi lên một trận cuồng phong thiếu chút nữa thì thổi bay một số người chơi cự long sao có thể như vậy được đó không phải là sinh vật trong truyền thuyết sao sao cự long lại đột nhiên xuất hiện ở thạch lâm tiểu trấn mọi người nhìn cự long màu vàng ai nấy miệng há to cự long ở trong thần vực là sinh vật tương đối nổi danh bản thân tượng trưng cho hủy diệt và lực lượng, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi, mỗi lần xuất hiện đều có nghĩa là một hồi tai nạn. Vì sao cự long lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đám người vạn thế vô song và khí nhất đào ở xa xa nhìn thấy cự long màu vàng tỏa ra quang hoa chói mắt trong không trung, ai nấy đều lộ ra vẻ kiếp sợ. Cự long chính là sinh vật trong truyền thuyết, bình thường muốn thấy cũng khó, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở một thạch lâm tiểu trấn nho nhỏ, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là linh dực triệu hồi ra? Vạn thế vô song trong mày, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng tuy có chút không xác định cự long là ít ỏi cỡ nào căn bản không thể để bọn họ đụng phải trùng hợp như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có linh dực mọi người nghe thấy vạn thế vô song nói như vậy sắc mặt đều trở nên khó coi từ tư liệu bên trong đồ thư quán cự long yếu nhất cũng là quái vật bậc năm hơn nữa lại bởi vì cấp bậc sinh mệnh vô cùng cao cơ hồ là tồn tại vô địch trong cung cấp muốn đối phó 20 vạn quái vật ở đây căn bản chính là chuyện vật cho dù quái vật truyền kỳ cũng không ngoại lệ lo lắng cái gì cự long cường đại cờ nào các ngươi cho rằng linh dược công hội thật sự có thể khống chế một con cự long à khí nhất đào liếc mọi người đang lo lắng lạnh giọng nói các ngươi nhìn kỹ đi đó chỉ là một sinh vật triệu hoán không phải cự long chân chính chỉ là ngoại hình rất giống mà thôi lúc này mọi người mới vội vàng sử dụng kỹ năng quan sát để kiểm tra thánh long thú sinh vật nguyên tố cấp chuyển kỳ cấp bậc 60, điểm sinh mệnh 20.000 vạn sinh vật nguyên tố vạn thế vô song kinh ngạc nói tuy trong tên có chữ long nhưng loại chủng tộc thì là sinh vật nguyên tố hàng thật giá thật không phải cự long nhất tộc vậy cũng có nghĩa là thánh long thú trước mắt chỉ là hào nhoáng bên ngoài không có lực lượng của cự long điểm này cũng giống như tà huyết địa long tuy có chữ long nhưng là sinh vật hắc ám cũng không có lực lượng của cự long nhất tộc trình độ sinh mệnh không khác gì quái vật phổ thông tuy không biết linh dược công hội là làm thế nào mà triệu hồi ra được con quái vật truyền kỳ này có điều cho rằng dựa vào một con quái vật truyền kỳ thì có thể ổn định thạch lâm tiểu trấn à vậy thì sai hoàn toàn rồi khí nhất đào ra vẻ kinh thường lập tức phân phó cho thuộc hạ ở bên cạnh lấy cái đó ra cũng để linh dược công hội mở rộng tầm mắt đạo cụ công thành không phải chỉ linh dược bọn họ mới có sau khi mấy tên thủ hạ khí nhất đào nghe thấy vậy lập tức liền hành động chỉ thấy trên bãi cỏ bằng phẳng trực tiếp có thêm ba địa tinh hỏa pháo sau khi vạn thế vô song ở bên cạnh nhìn thấy địa tinh hỏa pháo cũng sửng sốt hắc thủy công hội còn có thứ này à địa tinh hỏa pháo thì vạn thần điện cũng có nhưng chế tác địa tinh hỏa pháo là vô cùng khó khăn cho dù để công trình sư thủ tịch trong công hội yến chế tác xác suất thành công cũng chỉ có một thành cộng thêm tài liệu chế tác rất hiếm có vì chuyện này mà vạn thần điện bọn họ phí không ít tâm lực nhưng cuối cùng cũng chỉ chế tạo ra được 6 cái mà thôi giá trị này là vượt xa một hai kiện vật phẩm cấp sử thi 6 khẩu địa tinh hỏa pháo này đã thành bảo bối của vạn thần điện bình thường công đánh chấn nhỏ căn bản không dám sử dụng rất sợ địa tinh hỏa pháo không cẩn thận bị phá hoại hoặc là bị hao tổn không ngờ hắc thủy công hội có thể kiếm được ba khẩu địa tinh hỏa pháo trên uy lực có lẽ không bằng ma pháp chi tháp nhưng cũng tương đương với pháo tháp chỉ là tần suất công kích không thường xuyên bằng pháo tháp, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng, đó chính là địa tinh hỏa pháo có thể di động, không giống pháo tháp chỉ là một bia ngắm sống, cho nên ở trong công thành chiến có thể mang tới hiệu quả tương đối tốt, nhất là kỹ năng bị động kèm theo của địa tinh hỏa pháo, có thể tạo thành hiệu quả gấp đôi đối với kiến trúc hoặc là kết giới ma pháp, tuyệt đối là tiểu thần khí của công thành chiến, đánh cho ta, ta cũng muốn xem ma pháp trận của bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, khí nhất đảo hạ lệnh, vốn hắn là không muốn bại lộ, nhưng Thánh Long thú trung quy cũng là quái vật truyền kỳ nếu tà huyết địa long là ở thời kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh một trận một trọi một nhưng hiện tại để gia tăng sức nắm giữ chiến lược bị suy yếu nếu để một con tà huyết địa long đối phó thánh long thú khẳng định sẽ bị áp chế đến lúc đó nếu để thánh long thú xông vào trong đống quái vật tổn thất sẽ rất lớn nói như thế nào thì hắn cũng sớm đã có ước định với năm tử quấn băng vải quái vật tổn thất sẽ do hắn đến bồi thường nếu chỉ là những quái vật cấp lĩnh chủ trở xuống thì cũng dễ nói nhưng quái vật lĩnh chủ trở lên bị làm thịt hắn cũng sẽ đau lòng càng đừng nói là đại lĩnh chủ cao cấp không có sức chống cự trước mặt quái vật truyền kỳ cộng thêm những quái vật tà huyết địa long này là không thể vào trong trấn chỉ có thể làm mồi không thể phát huy ra lực lượng chân chính để bảo đảm phải cho hai tà huyết địa long đến cầm chân thánh long thú lại dùng một con tà huyết địa long bên cạnh hấp dẫn triệu hoán thú của linh dực như vậy linh dực công hội sẽ không còn át chủ bài để ngăn cản đại quân triệu hoán thú của hắc thủy bọn họ đánh vào trong trấn nhỏ rồi tùy ý phá hoại nhưng địa tinh hỏa pháo còn chưa kịp lắp đạn đã nghe thấy trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ vang chỉ thấy theo hai cánh của thánh long thú vừa vung lên, đột nhiên xuất hiện ở trước người tà huyết địa long đang muốn công kích mà pháp trận cửu tinh cực vực, đuổi quất lên lân giáp đen xì của tà huyết địa long. ầm, uhm, tà huyết địa long cao cả trăm mét bị quất bay, trực tiếp rời xa mà pháp trận cửu tinh cực vực, điểm sinh mệnh cũng giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lực lượng mạnh hơn xa tưởng tượng của tất cả mọi người, người chơi tự do đang quan chiến lại mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, cũng là quái vật truyền kỳ bậc 4 rõ ràng cấp của tà huyết địa long còn cao hơn thánh long thú năm cấp. Nhưng tà huyết địa long hình thể to lớn như vậy lại bị đánh bay, có điều giật mình nhất vẫn là Bán Hạ Khuynh Thành khống chế Thánh Long thú, đây là lực lượng của quái vật truyền kỳ à? Lúc này Bán Hạ Khuynh Thành đang phụ thể trong Thánh Long thú, có thể nói Thánh Long thú chính là Bán Hạ Khuynh Thành, thân thể của Thánh Long thú chính là thân thể của Bán Hạ Khuynh Thành, mà lực lượng Thánh Long thú có, quả thực khiến người ta mê say, Bán Hạ Khuynh Thành lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng hủy thiên diệt địa, đại lĩnh chủ cao cấp vốn cao cao tại thượng lúc này ở trước mặt nàng căn bản là không đáng nhắc tới thậm chí nàng cảm thấy chỉ cần vung tay một cái có thể diệt sát những đại lĩnh chủ cao cấp đó hai tà huyết địa long còn lại thấy thế cũng vùng móng vuốt sắc đánh cào về phía thánh long thú không thể không nói công kích của tà huyết địa long vô cùng lão luyện nhanh chuẩn độc hoàn toàn công tới góc chết của thánh long thú hơn nữa hai tà huyết địa long phối hợp cũng tốt nếu chặn một công kích đã định trước là không thể ngăn cản được công kích còn lại mắt thấy móng sắc giống như có thể xé rách không gian sắp hạ xuống trên người thánh long thú nhưng thánh long thú lại không né tránh đứng yên đó chẳng lẽ là thánh long thú không nghe chỉ huy thủy sắc sắc vì kinh ngạc nói nếu lúc này không chế thánh long thú xảy ra vấn đề gì trận đại chiến này cũng thật sự kết thúc keng chỉ thấy móng vuốt sắc bén của tà huyết địa long cào lên trên người thánh long thú có điều móng sắc không xuyên qua được lân giáp màu vàng của thánh long thú chỉ lưu lại một vết xước thương tổn phải chịu đối với thánh long thú điểm sinh mệnh cao tới hai mươi nghìn vạn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới nếu không quan sát kỹ thậm chí cũng rất khó phát hiện cột sinh mệnh của thánh long thú có giảm bớt sao có thể như vậy được khí nhất đào không khỏi há to miệng giống như nhìn thấy quỷ hoàn toàn không thể tưởng tượng rõ ràng đều là cấp bậc cấp bậc vì sao chênh lệch lại như vậy như vậy lúc này đừng nói là khí nhất đào khiếp sợ không thôi phàm là người chơi thấy một màn này đều chóng váng ai nấy đều hoài nghi tà huyết địa long này có phải là ác ma từng tiêu diệt mấy vạn đại quân người chơi đó hay không ngay đám người khí nhất đào đang kinh ngạc trước phòng ngự cường đại của thánh long thú bán hạ khuynh thành đã khống chế thánh long thú cũng bắt đầu phát động phản kích đuôi rồng giống như roi sắt đột nhiên vung ra lập tức không gian đều bị xé rách ra một cái khe đen xì trực tiếp lan về phía hai tà huyết địa long ngao trí năng của hai tà huyết địa long không thấp biết một kích này có uy lực bất phàm theo một tiếng gầm to song chảo sắc bén trực tiếp nghênh đón ầm uhm, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thạch lâm tiểu trấn đều có thể nghe thấy tiếng nổ vang lên bão táp trực tiếp đánh bay quái vật và người chơi xung quanh cùng lúc đó hai tà huyết địa long cũng như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay ra hơn trăm mét nặng nề rơi xuống đất đập chết mấy chục quái vật tinh anh thủy sắc sắc vì ở trên ma pháp chi tháp thấy một màn này vẻ mặt lo lắng đột nhiên giãn ra quá mạnh quái vật truyền kỳ bậc bốn đối mặt với công kích của thánh long thú ngay cả sức chống đỡ cũng không có như vậy dựa vào lực lượng của thánh long thú có thể thoải mái áp chế ba con đào huyết địa long lại dựa vào lực lượng ma pháp trận và triệu hoán thú bậc ba bọn họ hoàn toàn có thể phòng thủ thạch lâm tiểu trấn lúc này không chỉ là thủy sắc sắc vì tràn ngập lòng tin đối với trận chiến này tất cả mọi người trong thạch lâm tiểu trấn cũng tràn đầy lòng tin có thánh long thú áp trận cộng thêm công kích của ma pháp trì tháp, muốn đánh hạ thạch lâm tiểu trấn là rất khó, chỉ dựa vào 20 vạn đại quân quái vật đó, chẳng qua là trẻ con tới tạm điểm kinh nghiệm. Sao lại có lực lượng mạnh như vậy được, chẳng lẽ nó là cự long nhất tộc à, khí nhất đào trao mày, chẳng trách linh dược công hội một mực không hề sợ hãi, thì ra là có chỗ dựa như vậy, vạn thế vô song cũng cảm thấy lưu lưỡi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thực sự không biết người chơi không ngờ cũng có thể triệu hồi ra quái vật cường đại như vậy, chỉ dựa vào một con thánh long thú phương hướng phát triển của chiến tranh trực tiếp chuyển sang bên linh dực nhất đào huynh ngươi cân nhắc thế nào rồi vạn thế vô song quay đầu hỏi khí nhất đào nếu để vạn thần điện chúng ta xuất mã giải cứu triệu hoán thú bị nhất muốn xử lý ma pháp trì tháp và pháo tháp chắc là không thành vấn đề nhưng nếu để thời gian kéo dài bên vạn thần điện ta không thể bảo đảm đâu được hiện tại do các người xuất thủ khí nhất đào do dự một lúc vẫn để vạn thần điện đến hỗ trợ tuy ba địa tinh hỏa pháo công kích kết giới của ma pháp trận nhưng bán cả nửa ngày kết giới của ma pháp trận vẫn chỉ dao động chỉ là có chút muốn đánh phá hoàn toàn trong thời gian ngắn căn bản là không thể mà hiện tại cửu tinh cực vực lại được thánh long thú bảo hộ ta huyết địa long căn bản không thể tiếp cận giải cứu triệu hoán thú bậc ba đang bị nhốt thời gian kéo dài triệu hoán thú bậc ba bị nhốt sẽ bị làm thịt chỉ là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó muốn hủy diệt ma pháp chi tháp và pháo tháp sẽ rất khó khăn nếu thạch lâm tiểu trấn không có ma pháp chi tháp và pháo tháp hiệp trợ muốn tiêu hào chết hai vạn thành viên linh dực ở thạch lâm tiểu trấn căn bản chính là chuyện vặt được vậy chúng ta cũng động thủ đi vạn thế vô song cười cười nói có điều nhất đào huynh cũng đừng quên ước định lúc trước đó là đương nhiên chỉ cần ngươi có thể giúp ta hủy diệt ma phát chi tháp và pháo tháp trong thạch lâm tiểu trấn cổ phần lúc trước đã nói một chút cũng không thiếu khí nhất đào gật đầu có điều cũng khiến hắn rất hiếu kỳ vạn thần điện rốt cuộc có thủ đoạn gì không ngờ khiến vạn thế vô song tự tin như vậy hắn để chắc chắn giành được thạch lâm tiểu trấn phải trả cái giá rất lớn hợp tác với năm tử quấn băng vài, lại vất vả lắm mới có được 17 bảy quyền trục kêu gọi bậc ba nhưng cho dù là như vậy vẫn không thể làm gì được thạch lâm tiểu trấn Khí nhất đào vừa nói xong, phía sau vạn thế vô song không biết từ lúc nào bắn ra một đoàn 20 người, khiến khí nhất đảo giật nảy mình. 20 người này anh ấy đều mặc áo choàng đen, mà một cỗ sát khí lãnh liệt cũng theo đó khuếch tán, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng lạnh toát, thực lực mạnh quá. Tuy tiêu khách nhìn 20 người đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng thất kinh, có lẽ người không nhiều lắm, nhưng trong 20 người này lại có mấy người mang tới cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, nếu không phải những người này chủ động hiện thân, tuy tiếu khách cũng hoài nghi mình sẽ có hơn tám thành khả năng sẽ bị mấy người này làm thịt nếu hai người liên thủ hắn tuyệt đối là chắc chắn sẽ phải chết mà sau khi hai mươi vị thích khách này xuất hiện mỗi người cũng đều từ trong ba lô lấy ra một tấm quyền trục ma pháp những quyền trục ma pháp này có màu xám nhạt từ trên phẩm chất thì căn bản là không bằng quyền trục bậc ba nhưng sau khi hai mươi tấm được xếp thành một hàng dao động ma lực bộc phát ra lại khiến một tay ngang cũng cảm thấy khép đảm đây là gì khí nhất đào tò mò hỏi ma pháp trận có thể so với cấm chú bậc bốn vạn thế vô song cười cười giới thiệu thứ này chính là vạn thần điện chúng ta đã phải trả giá sinh mệnh của hơn 10 vạn người chơi vất vả lắm mới công đánh một di tích thần điện mà có được toàn bộ thần vực sợ rằng cũng chỉ có một bộ như vậy các ngươi công đánh di tích thần điện khí nhất đảo không khỏi khiếp sợ di tích thần điện ở trong thần vực là có rất nhiều là do thần linh kiến tạo trước kia dùng để cung phụng thần linh đều cất dấu bảo tàng có giá trị cực cao có điều theo thời gian trôi qua thần điện đã bị hủy rất nhiều chỉ là bên trong mỗi một tòa di tích thần điện đều vô cùng nguy hiểm nhất là khu hạch tâm được xưng là cấm địa của người chơi căn bản không thể công đánh vào là chết chắc bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube di các phim có điều ở trong thần vực vẫn có rất nhiều công hội nguyện ý đi công đánh bởi vì di tích thần điện khác với phó bản phó bản đều có yêu cầu nhân số yêu cầu đối với thực lực cá nhân của người chơi là rất cao mà di tích thần điện thì không có yêu cầu nhân số bao nhiêu người vào cũng được hơn nữa bảo vật có được cũng tốt hơn phó bản vật phẩm cấp sử thi mà công hội siêu cấp có được gần như có hơn 7 thành đều tới từ di tích thần điện có thể thấy được lợi ích của di tích thần điện là bao lớn. Lúc trước Hắc Thủy Công hội bọn họ cũng tìm một di tích thần điện tổn hại tương đối nghiêm trọng để công đánh, nhưng mất tính mạng của mấy vạn người chơi, kết quả vẫn bất đắc dĩ với khu hạch tâm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Không ngờ vạn thần điện lại làm được, hơn nữa còn là thông qua khu hạch tâm. Đều động thủ đi, vạn thế vô song phân phó. Vâng, 20 thích khách đều lập tức mở ra quyển trục ma pháp, bắt đầu ngâm sướng cùng nhau. Theo ma pháp được ngâm sướng, 20 tấm quyển trục ma pháp cũng hợp thành một ma pháp trận mới trực tiếp hình thành một ma pháp trận tam trọng màu xám bạc to lớn trên vùng trời của cửu tinh cực vực mà thạch phong đang kiến tạo ma pháp tri tháp cũng bị dao động ma lực khủng bố quấy nhiễu không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ ma lực hội tụ không gian toái phá thạch phong cả kinh sao bọn họ lại có không gian toái phá là cấm chú bậc 4, cũng là cấm chú mà ma pháp trận cao cấp mới có thể dùng ra khác với cấm chú phổ thông tuy thời gian ngâm sướng lâu hơn nhưng phạm vi bao phủ cũng to hơn có thể trực tiếp bao phủ phạm vi bán kính 300 trăm tạo thành một kích hủy trên diệt địa Loại cấm chú này người chơi bậc ba có thể thoải mái né tránh, nhưng dùng để công kích bia cố định, hiệu quả đó lại là nhất đẳng. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi phạm vi bao phủ của ma pháp trận. Thạch Phong rất nhanh liền có phản ứng, lập tức hô lớn trong kênh công hội. Nhưng sự nhắc nhở của Thạch Phong, Trung Quy không có tác dụng. Phạm vi bao phủ của không gian toái phá quá lớn, trừ người chơi đứng ở bên rìa có thể né tránh ra, người chơi khác căn bản là không thể. ầm, uhm. lập tức toàn bộ phạm vi không gian bị ma pháp bao phủ trực tiếp vỡ vụn, các loại khe hở không gian màu đen đi qua trong ma pháp trận những khe nứt không gian này sau khi chạm đến cửu tinh cực vực mà phát trận cửu tinh cực vực vỡ vụn ngay tại chỗ mà song trọng thủ hộ kết giới trong phạm vi cũng lập tức tiêu tán tất cả người chơi ở bên trong đều bị khe nứt không gian kích sát không có một ai may mắn thoát khỏi có thể sống sót cũng chỉ có lĩnh chủ cao cấp nhưng điểm sinh mệnh đã còn không đến một nửa mà tuy triệu hoán thú bậc ba trong ma pháp trận bị thương một chút nhưng đều được giải phóng đã không có người chơi và npc vệ binh cùng hộ vệ cản trở lại không có ma pháp trận ngăn cản những triệu hoán thú bậc ba này có thể thoải mái ra vào thạch lâm tiểu trấn tốt khí nhất đào mừng rỡ hiện tại hủy tất cả công sự phòng ngự của thạch lâm tiểu trấn cho ta người của thạch lâm tiểu trấn nhìn thấy 13 con triệu hoán thú bậc ba được giải phóng tâm tình có chuyển biến tốt lúc trước lập tức thay đổi 180 độ nếu chỉ là đối mặt với triệu hoán thú bậc ba mọi người còn nắm chắc dẫu sao quái vật cấp bậc đại lĩnh chủ cũng không phải chưa từng kích sát khoảng hai vạn tinh anh công hội vẫn chỉ là chính là chuyện vặt nhưng vấn đề thực sự là kết giới ma pháp đã không còn Bọn họ không thể không trực tiếp đối mặt với đại quân quái vật vô tận đó, tất cả MT tiến lên, phụ trợ NPC vệ binh ngăn cản quái vật, tuyệt đối không thể đê chúng tiến vào trấn nhỏ, thủy sắc sắc vi vội vàng chỉ huy, lúc trước có kết giới thủ hộ, có thể ngăn cản tất cả thương tổn từ ngoại giới, tiêu hao cũng chỉ là ma lực, chỉ cần để người chơi không ngừng thay nhau nghỉ ngơi, không tốn khí lực gì cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng hiện tại thì không được, chỉ thấy MT cấp 40 xếp hàng đầu lập tức đã bị một con đại lĩnh chủ cấp 60 đập chết, ngay cả trị liệu cũng không cứu kịp nếu không phải có NPC vệ binh bậc hai cấp hơn 60 ngăn cản đúng lúc, sớm đã khiến quái đại lĩnh chủ xông vào, có điều đây cũng không phải kế lâu dài. Tuy Thạch Lâm Tiểu Trấn bọn họ tuyển nhận rất nhiều NPC, nhưng là vì nguyên do Thạch Lâm Tiểu Trấn quá nổi tiếng, không chiêu mộ được bao nhiêu cường đại thực lực cường đại, ngoài ra bởi vì là trấn nhỏ sơ cấp, NPC vệ binh có thể tự chủ tuyển nhận tương đối có hạn, không giống lúc ở trong thời kỳ bảo hộ, chỉ cần có kim tệ, muốn chiêu mộ bao nhiêu cũng được, tính toán danh ngạch cũng chỉ một ngàn trong đó phổ biến đều là một số NPC bậc 1 cấp 60, 70, NPC bậc 2 chỉ có không đến 100. Thực lực của NPC bậc 2 là tương đương quái vật cấp lĩnh chủ, có điều bởi vì giữa NPC là biết phối hợp, mà quái vật thì không biết, cho nên chiến lược phát huy ra phổ biến cao, có thể ngăn cản nhiều quái vật hơn. Nhưng trước mắt chỉ là quái vật cấp lĩnh chủ đã gấp hơn 10 lần NPC bậc 2, mà số lượng đại lĩnh chủ được phát hiện là tương đương với NPC bậc 2, cho dù để NPC bậc hai ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực chỉ là giao phong bước đầu mà thôi nhân số tử vong của thành viên linh dược đã đạt tới hơn 600 người mà con số này lại đang gia tăng với tốc độ rất nhanh cho dù ma pháp chi tháp và pháo đài đang không ngừng dọn dẹp quái vật cũng không thể cầm chân được tốc độ tăng lên của con số này tùy tiêu khách các ngươi đừng quan tâm tới triệu hoán thú và vệ binh ngăn cản cho dù tổn thất có lớn tới mấy cũng phải hủy được ma pháp chi tháp và pháo tháp đó cho ta khí nhất đào lớn tiếng ra lệnh sở dĩ hắn liên thủ với năm tử quấn băng vải chính là muốn thông qua quái vật để làm tiêu hao sinh lực của thạch lâm tiểu trấn nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là công sự phòng ngự. Nếu Thạch Lâm Tiểu Trấn đã không còn công sự phòng ngự, đợi cho đại quân của hắn vừa đến, thắng bại của hai bên hoàn toàn sẽ được quyết định bởi số lượng và chất lượng, dựa vào chút nhân thủ này của Thạch Lâm Tiểu Trấn, vẫn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng, cho nên phải hủy diệt ma pháp tri tháp. Hội trường, người yên tâm đi, tùy tiêu khách liếm liếm khóe miệng, trực tiếp khống chế triệu hoán thú bậc ba vòng qua triệu hoán thú và vệ binh của linh dư chạy như điên tới ma pháp tri tháp ở trung tâm trấn nhỏ triệu hoán thú của bọn họ trung quy có ưu thế trên số lượng căn bản không thể đề phòng toàn bộ lúc này thánh long thú bị ba con tà huyết địa long cầm chân linh dược công hội căn bản không dám dẫn chiến trường vào trong trấn điểm này cũng chính là cái bọn họ kỳ vọng tính ra như vậy kẻ địch hắn không chế triệu hoán thú phải đối mặt chỉ có thành viên của linh dược công hội dựa vào thân thủ của hắn cộng thêm thuộc tính của triệu hoán thú bậc ba chỉ dựa vào người chơi bậc một là muốn ngăn cản hắn đó căn bản chính là nằm mơ ngăn cản nó thủy sắc sắc vì lo lắng hô tuy thủy sắc sắc vì nói như vậy nhưng một quái vật cấp lĩnh chủ muốn chạy đúng là không phải người chơi bậc một có thể cản được hơn nữa quái vật này còn có ý thức của cao thủ đối mặt với công kích của bọn họ tuyệt đại bộ phận đều bị dễ dàng né tránh cho dù có đánh chúng đối với triệu hoán thú bậc ba mà nói cũng là không đau không ngứa tốc độ của ba triệu hoán thú cực nhanh chỉ một thoáng đã xông tới dưới ma phát chi tháp linh dược các ngươi xong rồi tuy tiêu khách nhìn ma phát chi tháp cao ngất trong hai mắt lóe ra một tiêu huyết quang và hưng phấn linh dược không có ma phát chi tháp thủ hộ trận chiến này cũng chính là kết thúc triệt đề ầm chỉ một kích trên vách tường của ma pháp chi tháp rắn chắc đã xuất hiện một vết nứt. Nếu không phải có ma văn bảo hộ, tùy tiểu khách đã đạt được mục đích rồi, vẫn rất rắn chắc. Ta cũng muốn nhìn xem có thể chống đỡ được mấy đòn. Tùy tiểu khách căn bản không quan tâm tới công kích của người chơi xung quanh, bắt đầu toàn lực công kích ma pháp chi tháp, công kích điên cuồng liên tục, vết nứt trên vách tường cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí toàn bộ ma pháp chi tháp đã bắt đầu chấn động. Mà trong một ghế lô của quán rượu cao cấp ở tắc mỗ tiểu trấn, một nam một nữ đang thông qua video trực tiếp xem đại chiến ở thạch lâm tiểu trấn xem ra lần này là kết thúc thật rồi viên thiết tâm không khỏi thở dài cảm khái nói có điều ta đúng là coi thường nội tình của linh dực công hội hắc thủy liên thủ với vạn thần điện cho dù là công hội siêu nhất lưu và công hội siêu cấp cũng phải đối đãi thận trọng có thể khiến vạn thần điện phải lấy ra cấm chú bậc bốn duy nhất linh dực mặc dù bại vẫn vinh đúng là đáng tiếc vốn ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hắc viêm xuất thủ đối phó cao thủ của vạn thần điện hiện tại xem ra trận công thành chiến này là sẽ kết thúc trước rồi vẻ mặt tử quỳnh có chút mất mát nói tình huống lúc này của thạch lâm tiểu trấn có thể nói là nhìn cái rõ ngay bất kể có ra tay hay không kết quả vẫn không thay đổi mà pháp trì tháp vừa đổ linh dược công hội sẽ không còn sức chống cự nếu liều chết chống cự chỉ khiến tổn thất của linh dược gia tăng tức là một hội trưởng khẳng định sẽ dừng lại đúng lúc được rồi chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi viên thiết tâm thu liễm tâm thần nhìn từ quỳnh nói lần này may mà có hắc thủy cũng coi như giúp chúng ta biết được sự lợi hại của ma pháp trì tháp chỉ cần thiên cơ các chúng ta có được ma pháp trì tháp tương lai quy hoạch phạm vi thế lực ở thần vực sẽ phải tẩy bài lại công hiệu của ma phát chi tháp là mạnh hơn xa dự đoán của viên thiết tâm không chỉ có thể làm đạo cụ tụ tập người chơi lại là kiến trúc phòng ngự tốt nhất chỉ cần có ma pháp chi tháp thiên cơ các bọn họ có thể khai thác được nhiều chấn nhỏ hơn chứ không cần phải lo lắng nhân thủ thủ bị chấn nhỏ không đủ ờ viên thúc có chút không đúng người xem bầu trời của thạch lâm tiểu trấn kìa tử quỳnh vừa định tắt video không khỏi vội vàng gọi viên thiết tâm đang muốn rời khỏi ghế lô viên thiết tâm không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn lập tức sửng sốt trong hình ảnh trên vùng trời của thạch lâm tiểu trấn không biết từ lúc nào lại có thêm một ma pháp trận màu lam to lớn bao phủ toàn bộ thạch lâm tiểu trấn lại hơn nữa bởi vì sự tồn tại của ma pháp trận ma lực xung quanh trấn nhỏ cũng điên cuồng ủa vào trong thạch lâm tiểu trấn hình thành bầu trời lấp lánh bảy màu cảnh tượng đó rất giống với cực quang nhưng lại rực rỡ sáng đẹp hơn cả cực quang thế này là sao túy tiểu khách cũng không khỏi ngừng tay nhìn trời tốc độ và phạm vi ngưng tụ ma lực này cho dù hắn là một người chơi cận chiến cũng cảm thấy hết hồn cuối cùng cũng kịp rồi thạch phong không khỏi hít một hơi thật sâu đây là rất nhanh túy tiếu khách liền phát hiện ở hai bên còn lại của thạch lâm tiểu trấn không ngờ có thêm hai tòa ma pháp tri tháp loáng thoáng nối liền với ma pháp tri tháp trước mặt hắn hợp thành một hình tam giác vì sao linh dược công hội lại có thể kiếm được ba tòa ma pháp tri tháp khí nhất đào và vạn thế vô song ở xa xa xem kịch nhìn vô cùng quen mắt lúc này thực sự là rất muốn bóp chết thạch phong cho dù lúc trước triệu hồi ra thánh long thú bọn họ cũng không ghen tị như vậy hiệu quả của ma pháp tri tháp bọn họ đã chính mắt chứng kiến biết rõ sự lợi hại của ma pháp chi tháp nếu đổi thành bất kỳ một công hội siêu nhất lưu hoặc là công hội siêu cấp nào chỉ cần hơi chia ra một chút lực lượng là có thể giữ được thạch lâm tiểu chấn ma pháp chi tháp lợi hại như vậy cho dù không cần dùng đầu để suy nghĩ cũng biết rõ sự quý giá của ma pháp chi tháp tuyệt không phải là có thể dễ dàng kiến tạo ra một tòa như vậy nhưng linh Dược không ngờ lại kiến tạo ba tòa ở một chấn nhỏ xa xỉ linh dực công hội này quả thực quá xa xỉ viên thiết tâm nhìn thấy ma pháp chi tháp được dựng lên cho dù rất có hàm dưỡng lúc này cũng phải bóng to Hiện tại kết giới ma pháp của Thạch Lâm Tiểu Trấn bị công phá, nội bộ đã có triệu hoán thú bậc ba ổ vào, lúc này hoàn thành ma pháp chi tháp, đây rõ ràng là tiết tấu tùy tiện để người ta dỡ. Hai tòa ma pháp chi tháp có nghĩa là hai tòa trấn nhỏ có thể tụ tập trăm vạn nhân khẩu người chơi, hiện tại xây lên hai tòa, chẳng qua chỉ là để dọn dẹp một số tiểu quái, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chiến cuộc, có nhiều ma pháp chi tháp như vậy, còn không bằng bán cho thiên cơ các bọn họ. Hừ, cho dù các ngươi xây lên hai tòa ma pháp chi tháp, cũng chỉ lãng phí khí lực túy tiêu khách khinh thường hừ khẽ một tiếng nếu xây ra khi kết giới ma pháp chưa bị phá hắn đúng là phải kiêng kỵ ba phần lúc trước hắn tránh né công kích của một tòa ma pháp trì tháp cũng coi như là dễ dàng nhưng nếu ba tòa ma pháp trì tháp liên thủ vậy cho dù là trong phạm vi bao phủ muốn trốn cũng không trốn được trừ khi có thể cố gắng chống đỡ mà với uy lực có thể so với ma pháp hủy diệt cỡ lớn bậc 4 của ma pháp trì tháp cho dù cho hoán thú bậc ba cũng không dễ chịu gì số lần bị công kích mà nhiều rồi khẳng định sẽ bị đánh cho trọng thương dẫn tới chiến lược giảm xuống cuối cùng bị ma pháp tri tháp tiêu diệt trước mắt đã không còn kết giới ma pháp bảo hộ hắn không chế triệu hoán thú bậc ba ở trong thạch lâm tiểu trấn hoàn toàn là ra vào như chỗ không người đừng nói là phá hoại ba tòa cho dù phá hoại 10 tòa cũng không có vấn đề vỡ vụn đi túy tiêu khách lập tức không chế triệu hoán thú dùng ra kỹ năng bậc ba liệt phong chỉ thấy trên móng xác của triệu hoán thú bắt đầu ngưng tụ phong chi nguyên tố móng sắc dần dần hình thành bão táp cao hơn 50 mươi mét âm âm đánh lên ma pháp chi tháp Chiêu liệt phong này cũng là một chiêu mạnh nhất của triệu hoán thú bậc ba sau khi sử dụng xong cần khoảng 6-10 phút thời gian hồi chiêu, mà triệu hoán thú chúng chỉ có thể tồn tại 3 tiếng. Nói cách khác chính là kỹ năng tuyệt sát tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Xong rồi, thủy sắc sắc vi nhìn lốc xoáy thổi quét về phía ma pháp chi tháp, trong lòng lạnh toát, âm, uhm. theo lốc xoáy đánh lên trên ma pháp chi tháp, làm cuốn lên bụi đất đầy trời, túy tiếu khách cũng lộ ra một nụ cười lạnh tà dị. Hả, không thể nào, khi túy tiếu khách chuyển hướng ánh mắt sang ma pháp chi tháp, cả người đều đờ đẫn, sau khi bụi đất tiêu tán, ma pháp chi tháp vẫn đứng sừng sững ở trước mắt tuy vết dạn trên ma pháp trì tháp lớn hơn nhưng vết dạn này không ngờ đang chậm rãi khôi phục đây quả thực chính là chuyện bất khả tư nghị nhất mà túy tiếu khách từng thấy lúc này không chỉ là túy tiếu khách trố mắt cứng hỏng ngay cả thủy sắc sắc vì thần là phó hội trưởng của linh dược cũng sững sờ lúc trước còn bị công kích của triệu hoán thú đánh cho lung lai sắp đổ hiện tại một chiêu kỹ năng bậc ba đánh vào không ngờ vẫn không sập ngược lại bắt đầu dần dần khôi phục ta sẽ không cho các ngươi khôi phục đâu túy tiếu khách không khỏi biến thành có chút điên cuồng khống chế triệu hoán thú bậc ba công kích ma pháp chi tháp nhưng bất kể triệu hoán thú bậc ba công kích thế nào vết dạn của ma pháp chi tháp không chỉ không gia tăng ngược lại là giảm bớt từng chút một thạch phong đứng trên ma pháp chi tháp ở xa xa nhìn thấy hành động điên cuồng của túy tiếu khách không khỏi lắc đầu bật cười ngu xuẩn ma pháp chi tháp có thể làm kiến trúc phòng ngự chủ lưu ở thần vực trung hậu kỳ tất nhiên là có chỗ độc đáo bằng không ở trung hậu kỳ có nhiều cao thủ bậc bốn năm như vậy công thành giải quyết ma pháp chi tháp không phải là rất dễ dàng à ai còn đi xây ma pháp chi tháp nữa chỉ cần ma pháp chi tháp ở trong phạm vi nhất định gia tăng thêm một tòa sức phòng ngự sẽ để thăng trên diện rộng một mực đạt tới năm tòa sẽ là trạng thái đỉnh phong hơn nữa bởi vì nguyên do ma văn trên ma pháp tri tháp sẽ tự động hấp thu nguyên tố ma pháp tự do ở xung quanh để khôi phục bản thân năng lực này cũng giống như phòng ngự của bản thân để thăng vậy hiện giờ trong thạch lâm tiểu trấn có ba tòa ma pháp tri tháp có lẽ không cản được quái vật truyền kỳ bậc 4 bao lâu nhưng muốn ngăn cản công kích của quái vật bậc 3 thì vẫn không có vấn đề tại sao lại như vậy khí nhất đào nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng không thể ngồi yên được nữa những người khác đều lên cho ta phải phá được ma pháp trì tháp đó nếu không phá được ma pháp trì tháp để mặc cho ma pháp trì tháp công kích như vậy sợ rằng bọn họ chưa tiêu diệt được hai vạn thành viên tinh anh của linh dực hai mươi vạn đại quân quái vật bên hán đã bị tiêu diệt bảy tám thành rồi sau khi người chơi chết nếu không có nghề nghiệp trị liệu phục sinh bình thường nửa giờ là sẽ tự động phục sinh nhưng quái vật bên bọn họ thì không biết phục sinh chết rồi chính là chết thật khí nhất đào phẫn nộ gầm to cũng khiến hơn 10 người không chế triệu hoán thú bậc ba cảm thấy áp lực cực lớn vội vàng bắt đầu phá vây lúc trước là vì túy tiếu khách đã phá vây một con triệu hoán thú bậc ba muốn hủy diệt ma pháp tri tháp và pháo tháp là chuyện rất dễ dàng nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép hiện tại cho dù bị triệu hoán thú cung cấp đánh chúng cũng phải phá vây lao về phía ma pháp tri tháp chỉ chốc lát lại có hai triệu hoán thú còn nửa máu chạy ra khỏi vòng vây để giúp túy tiếu khách cùng công kích ma pháp chi tháp không thể không nói đích xác có một chút hiệu quả nhưng hiệu quả này chỉ là làm chậm lại tốc độ khôi phục của bản thân ma pháp chi tháp mà thôi ngay khi ba con triệu hoán thú đang điên cuồng công kích ma pháp chi tháp thạch phong đột nhiên xuất hiện ở phía sau triệu hoán thú hắc viêm này điên rồi à không ngờ dám chủ động tới gần triệu hoán thú bậc ba viên thiết tâm nhìn thạch phong trong video trong lòng rất kinh ngạc triệu hoán thú bậc ba do người chơi khống chế không phải là trò đùa cũng chỉ có nghề nghiệp viễn trình mới có thể đối phó một chút cận chiến đi lên chính là tìm chết tử quỳnh ở bên cạnh cũng không hiểu gì tuy trong lòng nàng đột nhiên có một ý tưởng nhưng nàng tuyệt đối cho rằng chuyện này quá điên cuồng với thân phận của một hội trường chắc sẽ không muốn làm như vậy hắc viêm sau khi túy tiếu khách nhìn thấy thạch phong không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nói ta tìm ngươi còn chưa kịp không ngờ ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta chết đi nói xong túy tiếu khách khống chế triệu hoàn thú bậc ba một chảo vỗ về phía thạch phong tuy là khống chế gián tiếp không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực của người khống chế nhưng triệu hoàn thú bậc ba được khống chế cũng có trình độ nửa bước nhập vi có thể trực tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất căn bản không phải là một người chơi bậc một có thể tùy tiện né tránh nhanh quá thủy sắc sắc vì nhìn thấy cũng kinh thán nói Tốc độ của móng sắc đó giống như chính là một luồng sáng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Phong, căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Âm, uhm, móng vuốt hạ xuống đất, trực tiếp đập ra mấy vết nứt trên mặt đất, mà bản thân Thạch Phong cũng bị đánh bay, nhưng không có bất kỳ thương tích gì, bởi vì Thạch Phong vào lúc chỉ mảnh treo chuông, sử dụng kỹ năng chống đỡ, có thể trực tiếp ngăn cản một lần thương tổn. Chặn được rồi, Túy Tiếu Khách hơi kinh ngạc, có điều tâm thái lập tức hồi phục, cười lạnh nói, ta xem ngươi có bao nhiêu kỹ năng để sử dụng, nói đến đây lại vung song chào đánh tiếp triệu hoán thú bậc ba do cao thủ không chế quả nhiên lợi hại ngã xuống đất thạch phong ngã xuống đất cảm thấy hai tay đã tê dại xem ra chỉ có thể kêu gọi bọn họ mắt thấy triệu hoán thú bậc ba xông tới trước mặt thạch phong thạch phong lạnh lùng lấy ra hai quyển trục kêu gọi hộ vệ trong nháy mắt thạch phong dùng ra hộ vệ triệu hoán hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người thạch phong hộ vệ trực thuộc túy tiêu khách nhìn thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện khóe miệng nhếch lên trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường cấp bậc cổ vệ trực thuộc trước mắt cao phải cũng chỉ là cấp 60, cho dù là nghề nghiệp bậc 2, đối mặt với triệu hoán thú bậc 3, muốn diệt sát quả thực rất dễ dàng. Cút cho ta, túy tiếu khách khống chế triệu hoán thú đột nhiên dùng ra kỹ năng bậc 2 ám ảnh chào, muốn trực tiếp đánh bay hai NPC hộ vệ, lấy mạng của Thạch Phong, dẫu sao chấn nhỏ lớn như vậy, nếu Thạch Phong trốn đi, muốn tìm được là rất khó khăn. Hiện tại hắn là không làm gì được ma pháp chi tháp, nhưng nếu có thể kích sát Thạch Phong, đả kích đối với khí thế của linh dược công hội là hơn xa mất đi ma pháp chi tháp. Keng, sau khi móng sắc quét qua giống như đụng phải thần thiết phát ra tiếng kim loại va chạm dừng lại ở nửa đường cái này túy tiểu khách nói với vẻ không thể tin nổi triệu hoán thú bậc 3 dùng kỹ năng bậc 2, lại bị một npc bậc 2 chặn lại chênh lệch bậc 3 và bậc 2 không phải là một chút nhất là npc và quái vật càng tuân theo điểm này npc bậc 2 không thể là đối thủ của quái vật bậc 3, nhưng hiện tại đã hoàn toàn phá đi thưởng thức của túy tiểu khách nhiệm vụ cấp sử thi lần này đúng là đề thăng không nhỏ thực lực của ai nấy đều đề thăng lớn như vậy Thạch Phong nhìn biểu hiện của Kết, cảm thấy rất hài lòng. Nếu là hộ vệ trực thuộc bình thường, đương nhiên không thể thoải mái đỡ lấy kỹ năng bậc hai của triệu hoán thú bậc ba cấp sáu mươi. Nhưng Kết thì khác, là hộ vệ cấp ám kim, bản thân cũng là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Hiện tại Kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp sử thi, chiến lược lại có thể thăng trên diện rộng. Chỉ là vũ khí trong tay Kết đã thay đổi, hiện tại cầm một thanh trưởng kiếm màu trắng bạc, ở chỗ chuôi kiếm hoàn toàn giống, nhưng lại chiếu ra quang huy màu vàng chói mắt, giống như là một mặt trời loại siêu nhỏ tạo hình không dưới thánh kiếm thí lôi phẩm chất cũng là vũ khí cấp sử thi kết hiện tại không chỉ vũ khí trang bị thay đổi không ít ngay cả cấp bậc cũng từ cấp 65 để thăng tới cấp 68, tốc độ thăng cấp cực nhanh khiến người ta líu lưỡi ngăn cản một con triệu hoán thú bậc ba phổ thông căn bản là rất bình thường có điều so sánh với biến hóa của kết biến hóa của anna còn lớn hơn mặc pháp bảo hoa lệ tay cầm quyền trượng màu vàng rồng tóc vàng phiêu tán theo gió tạo cho người ta một loại cảm giác như nữ thần hàng lâm bất kể là khí chất hay là bề ngoài cho dù là đại mỹ nữ như thủy sắc sắc vi nhìn thấy cũng không khỏi mê muội chỉ xuất hiện một thoáng đã khiến cho vô số người chơi nam thất thần về phần cấp bậc lại đạt tới cấp 69. mươi trên thế giới sao lại có nbc mỹ nữ thánh khiết như vậy mẹ kiếp sau này cho dù là bán hết gia tài ta cũng phải tìm được một người chỉ dựa vào người á người cũng không nhìn xem nữ thần đó mặc gì cầm gì à ngay khi mọi người bị vẻ đẹp dáng người khí chất của anna hấp dẫn một số cao thủ cũng chú ý thấy cách ăn của anna bởi vì thạch phong là sau khi kết và anna hoàn thành nhiệm vụ mới triệu hồi ra trước đó không ẩn tàng đặc hiệu của vũ khí trang bị trên người bọn họ cho nên vũ khí trang bị của hai người đều độ hết lúc trước mọi người chỉ bị bề ngoài của anna khiến cho kinh thán nhưng sau khi kiểm tra kỹ không có một ai là không hít một hơi lạnh tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết tất cả mọi người nhìn chằm chằm quyền trượng màu vàng trong tay anna trong ánh mắt đầy vẻ tham lam nếu không phải biết vũ khí trang bị mà npc sử dụng là người chơi không thể sử dụng bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức xông vào thạch lâm tiểu trấn cướp lấy quyền trượng ở thần vực hiện tại vũ khí cấp sử thi tuyệt đối là vũ khí đỉnh phong nhất đối với người chơi bình thường mà nói đã là thần khí căn bản chưa từng nghe qua hoặc là từng thấy vũ khí trang bị cao hơn nếu có thể có được tới tay trở thành người thắng trong nhân sinh ở thần vực chính là chuyện vật đây là hộ vệ trực thuộc của hội trưởng linh dực à quả thực quá trâu mẹ kiếp đây quả thực là không cho người ta sống nữa rồi đến bây giờ ta mới có được một bộ trang bị cấp thanh đồng cho hộ vệ trực thuộc của ta mà thôi cho dù là vũ khí trang bị của hộ vệ trực thuộc của cao tầng những công hội lớn cũng chỉ là cấp bính ngân hoặc là cấp tinh kim có chất thủ đoạn hai người các ngươi tới đây giúp ta cản hai npc hộ vệ này để ta cấp tốc giải quyết hắc viêm túy tiếu khách phản ứng rất nhanh chỉ là giao thủ bước đầu đã hiểu rằng chỉ dựa vào một mình hắn là không làm gì được thạch phong chỉ có để hai triệu hoán thú bậc ba khác đến cầm chân hắn mới có cơ hội được giao cho chúng ta lão đại hai người khống chế triệu hoán thú cũng từ trong thất thần vừa rồi phản ứng lại trực tiếp tấn công về phía kết và anna chỉ là túy tiếu khách suy nghĩ không sai nhưng lại lơ là trước nghề nghiệp của anna một cách nghiêm trọng mắt thấy hai triệu hoán thú sông tới trước người anna anna sớm đã ngâm sướng xong chú ngữ quyền trượng nhẹ nhàng gõ lên mặt đất một gõ này giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ hình thành một gợn sóng lan ra ngay sau đó xuất hiện khoảng 10 nham thạch thủ vệ bậc hai số lượng nhiều hơn xa số lượng mà triệu hoán sư bậc hai bình thường có thể kêu gọi hơn nữa cấp bậc đều cao tới cấp 69. lập tức anna lại đọc chú ngữ cường hóa cho 10 nham thạch thủ vệ này chỉ thấy mười nham thạch thủ vệ phân biệt vây tới hai triệu hoán thú bậc ba đối mặt với công kích của hai triệu hoán thú bậc ba nham thạch thủ vệ đều chủ động nghênh đón bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim có điều khiến người ta kinh ngạc là mỗi một nham thạch thủ vệ đều có lực lượng ngang cấp với đại lĩnh chủ bậc ba lấy cứng trọi cứng với triệu hoán thú bậc ba cấp sáu mươi hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong năm con cùng tiến lên trực tiếp áp chế một con triệu hoán thú bậc ba sao lại có npc hộ vệ bậc hai mạnh như vậy được túy tiếu khách nhìn mà nghiến răng nghiến lợi rõ ràng thạch phong đứng ở trước mặt lại không thể nào tiếp cận được thạch phong hộ vệ kết ở bên hắn chỉ là trên lực lượng đã vượt xa triệu hoán thú bậc ba trên tốc độ lại nhanh tới kinh người ngay cả triệu hoán thú mà hắn không chế cũng không kịp ngăn cản công kích của kết mỗi một kích đều có thể thoải mái lấy đi hơn 10 vạn điểm thương tổn nếu là kỹ năng bậc hai thương tổn trực tiếp tăng tới ba bốn vạn mà trình độ chiến đấu của kết lại khiến khiến túy tiểu khách cảm thấy sợ hãi một npc bậc hai không ngờ có tư chuẩn nhập vi cảnh có lẽ trên điểm sinh mệnh không bằng triệu hoán thú bậc ba nhưng trên tốc độ và lực lượng triệu hoán thú bậc ba lại hoàn toàn không phải là đối thủ cộng thêm hắn không chế triệu hoán thú cũng chỉ là trình độ nửa bước nhập vi chỉ có thể trơ mát nhìn điểm sinh mệnh của triệu hoán thú giảm xuống từng đoạn lại không có biện pháp nào mà lúc này anna cũng đến hỗ trợ dùng ra kỹ năng bậc hai nguyên tố chỉ thứ để công kích triệu hoán thú chỉ một kích mà thôi triệu hoán thú bậc ba ở ngay tại chỗ bị đánh lui hơn 10 mét đánh ra hơn 50 vạn điểm thương tổn thì không nói còn khiến kết dễ tạo thành thương tổn đối với triệu hoán thú hơn triệu hoán thú bậc ba mà túy tiếu khách khống chế đã không có sức hoàn thủ dưới sự liên thủ của hai người chỉ chốc lát triệu hoán thú bậc ba mà túy tiếu khách khống chế đã nằm trên mặt đất không thể động đậy chết rồi sao lại nhanh như vậy thành viên hắc thủy khống chế triệu hoán thú bậc ba trong nhất thời đều ngây ra túy tiếu khách chính là cao thủ nhất đẳng trong hắc thủy công hội hơn nữa thực lực phát huy ra khi khống chế triệu hoán thú bậc ba là hơn xa bọn họ mới qua bao lâu mấy ngàn vạn điểm sinh mệnh đã bị tiêu hao hết hơn nữa còn chỉ là hai npc hộ vệ bậc hai đáng chết khống chế triệu hoán thú bậc ba không ngờ cũng không không cản được hai npc bậc hai một lát khí nhất đào quay đầu nhìn về phía túy tiếu khách ở bên cạnh nổi giận mắng hội trưởng hai npc bậc hai đó thật sự không tầm thường mỗi người đều có tiêu chuẩn nhập phi tất cả chiêu thức kỹ năng đều thu phóng tự nhiên hơn nữa trên một số thuộc tính cơ bản thậm chí còn hơn triệu hoán thú bậc ba ta khống chế túy tiếu khách giải thích cho nên ta mới được rồi đừng tìm cớ ta chỉ nhìn kết quả khí nhất đào lườm túy tiếu khách một cái lập tức túy tiểu khách cũng không dám nói gì nữa có điều vạn thế vô song ở bên cạnh là nhíu chặt mày lúc trước vốn tưởng rằng sử dụng một chiêu cấm chú bậc 4, linh dược công hội đã triệt để xong rồi không ngờ linh dược công hội còn ẩn tàng át chủ bài như vậy triệu hoán thú bậc 3 chiến đấu với hai npc hộ vệ bậc 2, hắn cũng coi như là nhìn thấy rõ ràng không thể không nói túy tiếu khách thua không oan dưới tình huống tranh lệch trên thuộc tính cơ bản không lớn triệu hoán thú bậc ba trung quy vẫn không bằng npc nhập vi cảnh hiện giờ túy tiếu khách khống chế triệu hoán thú cũng đã bại trận 12 triệu hoán thú còn lại bị làm thịt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Vô Song huynh, giờ ngươi nói chúng ta nên làm gì? Lúc này khí nhất đào đã dùng hết át chủ bài, thật sự không nghĩ ra còn có biện pháp nào có thể hủy diệt được ma pháp chi tháp. Bản thân sức phòng ngự của ma pháp chi tháp tăng nhiều, cộng thêm 2 NPC hộ vệ vừa xa cả quái vật bậc 3 phổ thông, muốn đánh phá phòng ngự của Thạch Lâm tiểu trấn, cơ hồ là chuyện không thể, trừ khi chấp nhận từ bỏ Thạch Lâm tiểu trấn để tất cả quái vật tấn công Thạch Lâm tiểu trấn quy mô lớn. Như vậy dựa vào chút số lượng người chơi này của Thạch Lâm Tiểu Trấn căn bản là không thể ngăn cản, có điều sở dĩ hắn muốn chiếm lấy Thạch Lâm Tiểu Trấn. Chính bởi vì Thạch Lâm Tiểu Trấn là một tòa núi vàng, bằng không việc gì phải tiêu tốn khí lực lớn như vậy để đánh chiếm, thậm chí là mời tới cả vạn thần điện chen vào một chân. Hiện tại không chiếm được Thạch Lâm Tiểu Trấn, hắn không cam tâm. Đương nhiên, cường công cũng chưa chắc không phải là một loại biện pháp. Công chiếm trấn nhỏ chẳng qua chỉ là một loại phương thức, chính là hủy diệt công hội chú địa nắm giữ, có được lệnh bài thành trấn giấu trong công hội chú địa chỉ cần sau khi nắm giữ hai tiếng trấn nhỏ đó sẽ không còn thuộc về công hội trước đó hoàn toàn thuộc về sở hữu của người chơi trưởng gọi lệnh bài thành trấn cho nên công chiếm một tòa trấn nhỏ không khó như tưởng tượng hoàn toàn không cần kích sát toàn bộ thành viên công hội của đối phương trong trấn hủy diệt công hội trú địa lấy được lệnh bài thành trấn là được chỉ là cường hành công chiếm thạch lâm tiểu trấn tổn thất thực sự quá lớn thậm chí có thể không công hạ được thạch lâm tiểu trấn chỉ là từ tổn thất của đại quân quái vật đã có thể nhìn ra một hai đổi thành tổn thất của người chơi là không cần nghĩ cũng biết hơn nữa hai NPC hộ vệ thật sự quá lợi hại, nếu đóng giữ trong công hội chú địa, thực sự là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quả thực chính là hai môn thần. Ta cũng có biện pháp, nhưng phải xuống quyết tâm của nhất đào hội trường, vạn thế vô song nghĩ nghĩ một chút, mở miệng nói, mời nói, khí nhất đào cũng không có lựa chọn, trước tiên dừng công kích rút lui, đợi cho đại quân của hắc thủy các ngươi tới, đến lúc đó cùng nhau xông lên, vạn thế vô song cười cười, sau đó ta sẽ phái ra tinh nhuệ của công hội chúng ta lặng lẽ lèn vào linh dực chú địa hủy diệt linh dực chú địa trực tiếp lấy đi lệ bài thành chấn đương nhiên một điểm quan trọng nhất chính là tuyệt đối không thể để hai npc hộ vệ đó tiến vào linh dực chú địa nhất định phải khiến bọn họ rời xa linh dực chú địa bằng không ta cũng không nắm chắc mười phần ám nhận của vạn thần điện ở phương diện lèn và tuyệt đối là trình độ đứng đầu thần vực người chơi căn bản không thể phát hiện nhưng để npc bậc hai cấp hơn 60 đạt tới nhập phi cảnh biết được vạn nhất bị phát hiện thực sự là không có đường sống dẫu sao thành viên ám nhận trên năng lực sinh tồn là quá yếu nếu ta dẫn dụ được hai NPC hộ vệ đó đi, không biết vô song huynh nắm chắc bao phần. Khí nhất đào nhìn kết và Anna đã bắt đầu dọn dẹp triệu hoán thú khác, vội vàng hỏi, nắm chắc chín thành, trừ khi linh dực còn át chủ bài chưa dùng ra. Vạn thế vô song rất tự tin nói, ám nhận lần này lần do phó đoàn trưởng thánh thủ cửu sát dẫn đội, cho đến hiện tại, cửu sát chưa từng thất thủ, càng đừng nói là chỉ đi cướp một khối lệnh bài thành trấn Được, vậy giao cho ngươi, khí nhất đào cán răng, lập tức bắt đầu triệu hồi tất cả nhân mã. Hội trưởng bọn họ rút rồi thủy sắc sắc vì ngay lập tức chú ý thấy đại quân quái vật bắt đầu điên cuồng rời xa không khỏi kích động rút thạch phong hơi kinh ngạc chiến đấu ngay cả một nửa cũng chưa đánh xong hắc thủy công hội lại rút lui nghĩ như thế nào cũng không đúng không chỉ là thạch phong cảm thấy kinh ngạc phàm là tất cả mọi người đang xem trận chiến này đều cảm thấy nghi vấn tuy linh dược có chút ưu thế nhưng đại quân quái vật trung quy vẫn quá cường thế nếu đánh tiếp như vậy chiếm lấy thạch lâm tiểu trấn chưa chắc đã không thể đột nhiên lui lại như vậy không chỉ sẽ tạo thành thương vong không cần thiết còn có thể ảnh hưởng tới khí thế dẫu sao đã đánh tới cửa rồi chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể giành được thạch lâm tiểu trấn chỉ là sau khi đại quân quái vật rời khỏi phạm vi công kích của ma pháp tri tháp thì đóng quân lại mọi người đều nhìn thấy rõ đây căn bản không phải là rút lui mà là muốn liều mạng tốc độ di chuyển của đại quân quái vật nhanh hơn người chơi rất nhiều hiện giờ đại quân người chơi vẫn đang trên đường muốn tới được chiến trường vẫn cần một số thời gian cho nên hắc thủy công hội đang đợi đợi cho hơn 10 vạn đại quân tinh anh tới đến lúc đó một hơi đánh hạ thạch lâm tiểu trấn cuối cùng cũng chơi thật rồi thạch phong đứng trên đỉnh ma phát chi tháp nhìn đại quân tinh anh của hắc thủy đang chậm rãi kéo tới người chơi so với quái vật có lẽ không cường đại bằng nhưng ưu thế lớn nhất của người chơi chính là biết phối hợp phát huy ra chiến lược hơn xa thực lực của bản thân nếu thật sự chém giết sợ rằng là còn khó chơi hơn cả đại quân quái vật hội trưởng ngươi xem phải làm thế nào thủy sắc sắc vì đột nhiên chỉ về phía một đám quái vật một sừng hình người đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam sắc mặt rất không tốt căn cứ vào điều tra quái vật một sừng hình người không chỉ có thực lực kinh người Chí năng cũng cao tới kinh người, trong đó có một số quái vật một sừng hình người là không khác gì người chơi cao thủ, có thực lực cấp đại lĩnh chủ, sợ rằng lợi hại hơn cả triệu hoán thú bậc ba mà tùy tiếu khách khống chế. Mà hiện tại xuất hiện khoảng hơn 100 quái vật một sừng hình người, cấp bậc đều là cấp 60, trong đó cấp đại lĩnh chủ lại có tới 20, còn lại kém nhất cũng là tiêu chuẩn lĩnh chủ cao cấp. Nhất đào hội trường, đây là cực hạn ta có thể làm ra rồi, đừng quên lời hứa của ngươi. Nam tử quấn băng vài liên hệ với khí nhất đào, trầm giọng nói, yên tâm, sau khi chiếm được thạch lâm tiểu trấn ta sẽ gom đủ 30 vạn người chơi tinh anh cho ngươi còn có 300 ca thủ nữa sắc mặt khí nhất đào có chút không tốt nói quái vật một sừng hình người khác với những quái vật dã thú đó cho dù tiến vào trong trấn nhỏ cũng sẽ không dẫn tới tà khí ô nhiễm có điều quái vật một sừng hình người quá quý giá cho nên nam tử quấn băng vải cũng không muốn để quái vật một sừng hình người đi mạo hiểm để chiếm được thạch lâm tiểu trấn hắn cũng thực sự liều mạng rồi ta không tin lần này linh dược các ngươi còn có thể ngăn cản được sau đó khí nhất đào lại ra lệnh tất cả đại quân quái vật và đại quân người chơi từ bốn phương tám hướng tấn công về phía thạch lâm tiểu trấn hơn 10 vạn đại quân quái vật và hơn 10 vạn tinh anh công hội cùng nhau ùa về phía thạch lâm tiểu trấn cảnh tượng đồ sộ trong nhất thời khiến tất cả mọi người trong thạch lâm tiểu trấn không khỏi trở nên khẩn trương đối mặt với kẻ địch có số lượng nhiều hơn 10 lần hơn nữa lần này còn có một nửa là người chơi cho dù thủy sắc sắc vì đã trải qua không ít đại chiến cũng có chút lo lắng không biết có thể ngăn cản được hay không lần công kích này thế công của hắc thủy tương đối có sách lược căn bản không tụ tập Vị trí đứng là tương đối phân tán, cho dù có công kích của ba tòa ma pháp chi tháp, hiệu quả tạo thành cũng không bằng một tòa ma pháp chi tháp lúc trước. Tuy không bằng một tòa ma pháp chi tháp lúc trước, nhưng nhân số tử vong của người chơi và quái vật vẫn khiến mí mắt khí nhất đào giật liên tục. Sau mỗi một đợt công kích, bên Hắc Thủy Công Hội đều sẽ tổn thất hơn trăm tới cả ngàn người chơi và quái vật, sức phá hoại quá lớn, cũng khiến mọi người đang quan chiến trận mắt há hốc mồm. Hắc Thủy đúng là dám chơi, lần này chắc tổn thất khó có thể phòng đoán. Viên Thiết Tâm nhìn người chơi và quái vật ngã xuống đất thành mảng trong lòng cảm khái không nói nên lời nếu đổi thành thiên cơ các bọn họ đến công đánh thạch lâm tiểu trấn đối mặt với phòng ngự như vậy thiên cơ các bọn họ cũng không cản được việc có thể làm được chính là tận lực giảm bớt tổn thất mau chóng lui lại bởi vì căn bản không chống đỡ được tổn thất có điều mà pháp chi tháp nhìn thì rất lợi hại cũng có nhược điểm rất lớn đó chính là sau khi người chơi và quái vật vừa tiếp cận hiệu quả có thể phát huy ra là tương đối có hạn không có uy hiếp công kích của ma pháp chi tháp cái linh dược có thể dựa vào cũng chỉ có nỗ cung xa loại nhỏ và các loại quyền trục ma pháp bằng không chính là ma pháp hủy diệt cỡ lớn người chơi sử dụng nhưng những cái này đối mặt với công kích của mấy chục vạn đại quân lộ ra rất không đủ bởi vì bất kể có dọn dẹp thế nào số lượng cũng hơn linh dực công hội rất nhiều mà ưu thế số lượng đã định trước là nhân tố phân thắng bại của công thành chiến bởi vì công thành chiến chính là tàn khốc như vậy nếu không thể ngăn cản người chơi tập kích đúng lúc bên người chơi nhiều hơn có thể công chiếm công hội chú địa trong trấn hủy diệt công hội chú địa lấy được lệnh bài thành trấn phá hủy công hội chú địa là dễ hơn phá hủy ma pháp chi tháp phàm là người chơi có một chút sức công kích đều có thể làm được chỉ là vấn đề tốc độ thời gian dẫu sao công hội chú địa không giống như ma pháp trì tháp có ma văn gia cố đương nhiên đối mặt với loại công kích khủng bố như ma pháp trì tháp này công hội bình thường cũng sẽ không liều như hắc thủy nguyện ý tiêu tốn nhân khẩu gấp mấy lần để lấp vào lỗ thủng ma pháp trì tháp gây ra thành viên tinh anh chính là cơ sở quan trọng để đánh giá một công hội bởi vì rất nhiều chuyện đều cần dùng đến rất nhiều thành viên tinh anh để hoàn thành dẫu sao người chơi cao thủ đã định trước chỉ là số ít thép tốt đương nhiên phải dùng trên lưỡi đao hạ phó bản đoàn đội cỡ lớn kiếm trang bị cũng vậy nếu do đoàn cao thủ đơn độc đi hạ khai hoang thì còn đỡ bình thường sẽ tạo thành thiếu hút trang bị đối với vũ khí trang bị tốt người chơi hoàn thành một lần công đánh phó bản cỡ lớn là có thời gian hồi chiêu mà vũ khí trang bị một phó bản đoàn đội cỡ lớn có thể rơi ra là tương đối có hạn cho nên sau khi đoàn cao thủ của một công hội nắm giữ được phương pháp công đánh phó bản đều sẽ phân công dẫn theo thành viên tinh anh đi hạ phó bản như vậy có thể trong thời gian có hạn có được nhiều vũ khí trang bị hơn chính bởi vì vậy rất nhiều thành viên tinh anh của công hội mà đi đời lập tức sẽ khiến sự phát triển của công hội rơi vào đình trệ mà hơn 10 vạn đại quân tinh anh chính là cuộc của cải của hắc thủy công hội nếu tổn thất thảm trọng trong một đoạn thời gian tương đối dài vũ khí trang bị của hắc thủy công hội sẽ trở thành vấn đề lớn có điều khí nhất đào cũng liều mạng rồi tất cả người chơi đều dùng hết sức sông vào trong trấn nhỏ chuyện bên ngoài toàn quyền giao cho đại quân quái vật phụ trách khí nhất đào điên cuồng hô to lần này không thành công thì thành nhân dùng hơn 10 vạn đại quân quái vật và hơn 10 vạn tinh anh của công hội làm mồi đánh nghi binh cũng chỉ có khí nhất đào mới dám làm như vậy linh dực chú địa hội trường người của bọn họ quá nhiều hoàn toàn không bận tâm tới tử thương tử thương chỉ lao về phía trước người của chúng ta quá ít muốn ngăn cản cũng không được hiện tại dự đoán đã có hơn một vạn người chơi tiến vào các nơi trong chấn nhỏ ngoài ra còn có không ít quái vật một sừng hình người đều từ bốn phương tám hướng lao về phía công hội chú địa của chúng ta trong đó uy thế của quái vật một sừng hình người là mạnh nhất cho dù xuất động tất cả triệu hoàn thú bậc ba cũng không cản được chúng hơn nữa chúng còn có thể cắn nuốt người chơi để tăng cường thực lực bản thân hiện tại chúng ta căn bản là không dám để người chơi đi tiếp cận bọn chúng chỉ có thể dựa vào npc vệ binh và hộ vệ mới có thể ngăn cản được một chút thủy sắc sắc vì lo lắng nhìn thạch phong báo cáo hiện tại toàn bộ thạch lâm tiểu trấn khắp nơi đều đang chiến đấu nàng đã không bận tâm được hết nếu không có ba tòa ma pháp trì tháp khiến thành viên linh dực trong trấn nhỏ có được đề thăng thuộc tính không nhỏ sợ rằng toàn bộ thạch lâm tiểu trấn đã bị công hãm rồi công thành chiến khác với đại chiến dã ngoại đại chiến giã ngoại là dùng kích sát số lượng của đối phương và chất lượng để suy xét nhưng công thành chiến là lấy chiếm lĩnh thành trấn để suy xét số lượng người chơi càng nhiều tất nhiên ưu thế cũng càng lớn dẫu sao một cao thủ có lợi hại tới mấy cũng có thể cản được bao nhiêu người chơi có thể kích sát được bao nhiêu người chơi chỉ cần một người của đối phương hủy diệt được công hội trú địa lấy được lệnh bài thành trấn cho dù linh dực tiêu diệt chín thành chín người của đối phương cũng vẫn là thua sau khi đối phương nắm giữ được lệnh bài thành trấn trấn nhỏ mới cũng sẽ tiến vào thời kỳ bảo hộ đến lúc đó không cần làm gì trực tiếp trở về thành thuê thủ vệ và xử lý xong toàn bộ. Chỉ là người chơi ngay cả cấp 50 cũng chưa đến thì sao dám thách thức với thủ vệ cấp 150. Anna, người và kết đi đối phó những quái vật một xương hình người đó, tuyệt đối không thể để bọn chúng tới gần công hội chú địa. Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, lập tức nhìn Anna nói, sự xuất hiện quái vật một sừng hình người đích xác là nằm ngoài tưởng tượng của Thạch Phong. Người chơi cao thủ bậc một ở trước mặt quái vật một sừng hình người căn bản chính là đồ ăn để tăng cường thực lực, sai người chơi tới chính là tìm chết, hơn nữa sau khi người chơi bị cắn nuốt, đều sẽ bị hấp thu một bộ phận bất hủ chi hồn. Điều này đối với linh dực công hội mà nói chính là chí mạng vốn không có tiếp viện bị cắn nuốt một chính là mất đi một, còn làm bằng hữu thế nào được? Không có cách khác, cũng chỉ có thể để Anna và kết tới bằng không đợi cho những quái vật một sừng hình người này cắn nuốt toàn bộ người chơi của thạch lâm tiểu trấn. đến lúc đó thật sự là không thể ngăn cản được bọn chúng. Tiết Đào hội trường, xem ra kế hoạch rất thành công, hai npc hộ vệ đã đi ngăn cản hành động cắn nuốt của những quái vật đó rồi. Vạn thế vô song vừa nhận được tin tức thủ hạ truyền đến không khỏi vui mừng. Nói như vậy, hai mắt khí nhất đào lập tức sáng lên, chuyện một mực chờ mong cuối cùng đã xảy ra. Đúng vậy, người của vạn thần điện chúng ta đã lặng lẽ lèn tới nơi đóng quân của linh dược công hội, đến lúc đó người cứ chờ tiếp nhận thạch lâm tiểu trấn đi, khi ấy không chỉ là có thể nhận được thạch lâm tiểu trấn, ngay cả ba tòa ma pháp trì tháp cũng đều có được hết. Vạn thế vô song cười to nói, đã không có NBC hộ vệ bậc hai gây trở ngại, cướp lấy lệnh bài thành trấn đối với ám nhận mà nói căn bản chính là chuyện 10 phần chắc chín. Phó đoàn trường, mấy cao thủ thích khách ẩn tàng đã bị chúng ta xử lý rồi phía trước chính là mật thất cất lệnh bài thành trấn một thích khách áo xám cấp bậc cao tới 41 rất máy móc chỉ chỉ về phía mật thất không xa cho cửu sát nhỏ giọng báo cáo được những người khác đều chuẩn bị một chút ám báo ám tâm ám phong ám vũ bốn người các ngươi theo ta đi lấy lệnh bài thành trấn cửu sát đau cốt cung gật đầu vốn hắn cho rằng nhiệm vụ lần này là ám sát hội trưởng hắc viêm của linh dược công hội hắn mới tự mình nhận không ngờ lại khiến hắn có chút thất vọng đối phó toàn là một số tiểu lâu la chỉ dựa vào mấy đệ tử của hắn cũng thoải mái thu phục có điều khi cửu sát dẫn theo bốn người lặng lẽ mở cửa mật thất đang đóng chặt vẻ mặt lập tức sửng sốt hắc viêm đám người cửu sát đều chấn động không ngờ trong mật thất đặt lệnh bài thành trấn lại có hội trường linh dược xuất hiện cửu sát thạch phong nhìn lướt qua năm từ trung niên đeo cốt cung khẽ cười nói ta đợi các ngươi đã lâu rồi không ngờ ngươi nhận ra ta còn phát hiện hành tung của chúng ta thật không hổ là hội trưởng có thể dẫn dắt linh dược công hội quật khởi sau khi cửu sát hơi bất ngờ lập tức khôi phục tâm thái bình thường không khỏi vỗ tay khen ngợi nói có điều ngươi cũng quá sở ý rồi lúc này cả căn phòng đều chỉ có một mình ngươi mà bên ngoài còn có nhân thủ của ta trong khoảng thời gian ngắn người của ngươi căn bản không thể xông vào ngươi biết điều này có nghĩa là gì không nghĩa là gì thì ta không biết nhưng ta biết các người khẳng định không thể sống sót rời khỏi nơi này thạch phong cười nói đại danh của cửu sát đối với hắn cũng coi như là như sấm bên tai đời trước là cao thủ ám sát sáng tạo rất nhiều truyền kỳ nếu không phải có năng lực dò xét của bà pháp tri tháp cộng thêm toàn chi chi nhãn của hắn đúng là không thể nhận ra đám người cửu sát đã lèn vào nhất là bản thân cửu sát rõ ràng là một vị du hiệp nhưng thân ảnh lại rất mơ hồ di động vô thanh vô tức căn bản không giống một du hiệp mà giống một thích khách hơn có điều thạch phong biết cửu sát không chỉ là một vị du hiệp còn là một nghề nghiệp ẩn tàng âm ảnh vũ giả một nghề nghiệp cường đại còn bí mật hơn cả thích khách hơn nữa là nghề nghiệp vô cùng cực đoan sức bùng nổ trong nháy mắt cho dù là nghề nghiệp kiếm nhận thánh giả cũng không bằng chỉ dựa vào một mình ngươi khóe miệng cửu sát nhếch lên nói với vẻ khinh thường bốn gã thích khách khác cũng đều mỉm cười giống như thạch phong vừa nói ra chuyện buồn cười nhất trên thế giới này vậy đúng vậy chỉ dựa vào một mình ta thạch phong hờ hững lập tức rút ra thánh kiếm thí lôi đúng là tự đại ánh mắt cửu sát lạnh lùng lập tức dung nhập vào trong cái bóng trên mặt đất biến mất trong tầm nhìn của mọi người là một âm ảnh vũ giả khác với tiềm hành của thích khách là hoàn toàn dung nhập vào trong âm ảnh không gian để di động so với tiềm hành của thích khách là khó phát hiện hơn bởi vì dung nhập vào trong âm ảnh không gian chính là vào một không gian khác không gian bình thường căn bản không thể tiến hành bất kỳ quấy nhiễu gì đối với không gian đó không giống như kỹ năng tiềm hành chỉ là biến thành trong suốt lừa gạt thị giác mà thôi sau khi tiến vào trong âm ảnh không gian trừ khi trong nháy mắt cửu sát chủ động xuất thủ rời khỏi âm ảnh không gian bằng không cho dù là kỹ năng quan sát cao cấp cũng không thể nhận thấy cửu sát đã dung nhập vào trong âm ảnh không gian chính bởi vì vậy cửu sát mới sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ quả thật là cũng không thể cảm giác được một chút nào thành phong hơi kinh ngạc hắn mở ra toàn chi chi nhãn, nhưng sau khi ở dung nhập vào âm ảnh không gian, thực sự là không cảm giác được gì, giống như kiểu sát không tồn tại vậy. Điều này đối với hắn mà nói là rất bất lợi, âm ảnh vũ giả là một nghề nghiệp vô cùng cực đoan, giống như là tinh thuật sư, có thủ đoạn che giấu và sức bùng nổ trong nháy mắt rất mạnh, nếu bị đánh lén thành công, cho dù là một tên mở ra kỹ năng giữ mạng cũng có thể bị làm thịt. Ha ha ha, lần này cho dù là kiếm vương hắc viêm cũng hoàng rồi đúng không? Chỉ cần lão đại dung nhập vào âm ảnh không gian, cho dù hắc viêm có mạnh tới mấy, cũng chỉ có thể rơi vào bị động chỉ cần bị lão đại tìm được sơ hở một bộ liên chiêu tuyệt đối có thể thoải mái lấy mạng hắn một vị nữ thích khách mặt trái xoan diện mạo thanh tú nhỏ giọng cười nói ám tâm chúng ta cũng chuẩn bị một chút thời gian hồi chiêu của âm ảnh không gian quá dài nếu lão đại không giết được hắc viêm chúng ta lập tức bổ đao cao thủ như hắc viêm tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội lần thứ hai đâu một thanh niên tên là ám vũ nhắc nhở yên tâm chỗ ta có một tấm quyền trục bậc ba nếu lão đại không xử được hắc viêm cũng tuyệt đối không thoát được quyền trục bậc ba của ta nữ thích khách tên là ám tâm tự tin nói quyền trục trong tay nàng chính là ma pháp quần công bậc ba phạm vi bao phủ là bán kính 15 lăm m mà căn phòng này cũng không lớn bán kính 15 lăm m đã chiếm hơn nửa không gian rồi nếu cửu sát không thể hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó cũng sẽ chuyển sang sách lược kéo dài thời gian khi ấy nàng sẽ khởi động quyền trục ma pháp diệt cả cửu sát và hắc viêm đây là chuẩn tắc hành động của ám nhận bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối là không từ thủ đoạn bao gồm cả hy sinh đồng bạn của mình cũng không tiếc có điều khả năng như vậy xuất hiện là thật sự quá nhỏ âm ảnh không gian đúng là lợi hại xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này thạch phong thăm dò cả nửa ngày vẫn không thể nhận thấy cửu sát thế là liền từ trong ba lô lấy ra tám quả quang minh chi thạch trực tiếp ném vào các góc xung quanh căn phòng theo quang minh chi thạch tỏa ra quang mang chói mắt mật thất u ám biến thành ban ngày mà diện tích bóng dâm trong phòng cũng giảm bớt trên diện rộng chỉ có mấy chỗ tuy âm ảnh vũ giả có năng lực bí mật và năng lực bùng nổ lợi hại hơn thích khách nhưng cũng có một nhược điểm nơi có thể xuất hiện cần phải có bóng dâm tồn tại không phải muốn xuất hiện ở đâu là có thể xuất hiện ở đó cho nên lúc cửu sát động thủ trước này đều là vào ban đêm bằng không chính là mật thất ban ngày là tuyệt đối không thể ám sát kẻ địch ở dã ngoại đáng chết sao hắn lại biết nhược điểm của ta cửu sát ở trong âm ảnh không gian trong mày quan sát nơi có thể xuất hiện ở xung quanh hiện tại không gian có thể động thủ chỉ còn lại 6 chỗ không đúng chắc là 7 chỗ vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng ra một chiêu đó tuy hắn không biết vì sao thạch phong lại biết nhược điểm của âm ảnh vũ giả có điều bí mật lớn nhất của âm ảnh vũ giả hắn chưa từng nói với bất kỳ ai cũng chính là kỹ năng tuyệt sát ảnh vũ chi nhận của âm ảnh vũ giả sau khi dùng ra kỹ năng này có thể cấp tốc đi qua ít nhất là bảy chỗ tốc độ di chuyển cực nhanh cho dù là mắt thường cũng không thể phản ứng được thời gian duy trì 10 giây thời gian hồi chiêu một giờ kỹ năng này từ sau khi hắn trở thành âm ảnh vũ giả vẫn chưa từng dùng ra bởi vì vẫn chưa ai có thể có tư cách khiến hắn phải dùng người có thể khiến ta phải dùng ra sát chiêu này cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi cửu sát nhìn chằm chằm thạch phong cười lạnh nói. Lập tức trong không gian bình thường, chỉ thấy một hắc ảnh nhanh như điện quang loái lên trong các góc tối trong phòng, ngay sau đó tiến vào trong một bóng dâm khác, không đến thời gian một giây đã nhìn thấy cả phòng đều là tàn ảnh cửu sát lưu lại, căn bản không thể nhận ra được chân thân của cửu sát. Nhanh quá, Thạch Phong cũng giật mình, đây là anh Vũ Chi Nhận à, mắt thường của ta cũng không thể bắt giữ được chân thân của cửu sát. Anh Vũ Chi Nhận chính là kỹ năng thành danh của cửu sát chính bởi vì sát chiêu này trực tiếp thuấn sát mấy cao thủ đỉnh phong của công hội siêu cấp hoàn toàn không có một ai chống đỡ được trừ khi là có thể vô địch 10 giây hoặc là rời khỏi phạm vi của bóng dâm. Chết, cửu sát cảm thấy đã tới lúc rồi, phung đoàn đao trực tiếp bổ về phía gái thạch phong. Keng, thanh âm kim loại va chạm vang vọng trong cả mật thất, lóe lên một tia lửa vô cùng rõ ràng. Không biết từ lúc nào, quanh người thạch phong không ngờ được quỹ tích kiếm bao bọc, bất kỳ công kích nào cũng không thể tiến vào quanh người thạch phong 8 mét. Quỹ tích kiếm mà Thạch Phong học được từ Titan đồ thư quán theo thuộc tính và trình độ chiến đấu để thăng, hiệu quả phòng ngự phát huy ra cũng càng lúc càng kinh người trừ khi có thể ở trên thuộc tính lực lượng vượt trên thạch phong bằng không căn bản là không thể phá được phòng ngự của hắn bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim thạch phong là cấp 44, lúc này mặc ma quang sáo trang cấp 50, lại trang bị vũ khí cấp sử thi và tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết thiên long thánh tức nói trên thuộc tính lực lượng cho dù là cuồng chiến sĩ cầm vũ khí cấp sử thi mặc sáo trang ám kim cấp 40 cũng không thể chống lại thạch phong càng đừng nói là du hiệp cửu sát này trừ khi là nghề nghiệp chú trọng nhanh nhẹn hả cửu sát bị đầy lui nhìn về phía thạch phong với vẻ không thể tin nổi trong lòng vô cùng khó hiểu tốc độ của hắn tuyệt đối là đỉnh phong của thần vực hiện tại mắt thường của người chơi căn bản là không kịp phản ứng càng đừng nói là khống chế thân thể để ngăn cản cho dù là thích khách đạt tới chân không cảnh cũng chỉ có thể cảm giác được mơ hồ nhưng cũng tuyệt đối không kịp ngăn cản nhưng thạch phong lại chặn được ta vẫn không tin sau khi cửu sát bị đánh lui đến trong bóng dâm lại tấn công điên cuồng dẫu sao thời gian duy trì của âm ảnh chi nhận cũng chỉ khoảng 10 giây Công kích của cửu sát nhanh tới căn bản là không thể nhìn thấy, bởi vì tốc độ khủng bố, đoạn đao của cửu sát tiến vào phạm vi quỹ tích kiếm cũng càng lúc càng sâu, từ 8 lúc trước, một mực không ngừng xâm nhập, cuối cùng dừng lại ở chỗ 3 mét, không thể tiến thêm được nữa. Thạch Phong cũng thiếu chút nữa thì dùng ra tuyệt đối phòng ngự của địa chi hoàn, có điều phòng ngự của quỹ tích kiếm có thể nói là rất hoàn mỹ, bất kể cửu sát nhanh như thế nào, Thạch Phong cũng vẫn bất động, ngược lại là bản thân cửu sát bị chấn cho giảm máu, điểm sinh mệnh chỉ còn lại không đến một nửa, không được, phải dùng đại chiêu rồi cửu sát đã nhìn ra được nếu không dùng ra kỹ năng bùng nổ trên lực lượng vượt trên thạch phong căn bản là không thể phá giải được phòng ngự của quỹ tích kiếm lập tức chỉ thấy toàn thân cửu sát được bao phủ lên một tầng hôi mang ánh sáng xám cấm kỹ bậc một ám ảnh phụ thể khiến thuộc tính lực lượng tăng mạnh 60%, thuộc tính nhanh nhẹn tăng mạnh 80%, đồng thời hiệu quả lực lượng để thăng 100%, kéo dài một phút, thời gian hồi chiêu 2 tiếng. Chiêu ám ảnh phụ thể này là chiêu thức để bù đắp lực lượng của bản thân âm ảnh vũ giả không đủ cho nên mới học, phá cho ta cửu sát đột nhiên chém xuống một đao lực lượng cường đại và tốc độ cực nhanh ngay cả trong không gian cũng lờ mờ giống như bị cắt ra trực tiếp chém tới quỹ tích kiếm thạch phong cũng đã nhận ra biến hóa của cửu sát trực tiếp mở ra thiên long chi lực ầm uhm. đao kiếm va chạm cả mật thất đều cuốn lên một trận cuồng phong mà cửu sát cũng hóa thành một đạo hắc ảnh đột nhiên va vào vách tường cứng rắn thua rồi bốn người ám vũ ở cách đó không ra thấy một màn này trong nhất thời đều không nói được gì ai nấy đều sững sờ nhìn cửu sát vất vả lắm từ trong tường đi ra lúc này điểm sinh mệnh của cửu sát chỉ còn lại không đến một phần ba cô sinh mệnh trên đỉnh đầu đã sắp tiến vào phạm vi nguy hiểm mà tay phải cầm đoàn đao vẫn đang run rẩy không thôi lực lượng của ta không ngờ lại không bằng hắn ánh mắt cửu sát không khỏi chuyển qua người thạch phong trong lòng đầy nghi vấn kỹ năng ám ảnh phụ thể này có lẽ trên đề thăng lực lượng là rất bình thường nhưng lại có thể khiến hiệu quả mà lực lượng phát huy ra đề thăng một cho dù là cùng chiến sĩ mở ra kỹ năng bùng nổ loại hình lực lượng cũng không thể hơn được hắn mới đúng nhưng dưới một đao không chỉ không thể kéo gần cự ly giữa hai bên ngược lại chênh lệch lực lượng còn lớn hơn cửu sát lúc này thậm chí có chút hoài nghi thạch phong trước mắt căn bản không phải người chơi mà là một npc bậc hai ngụy trang cửu sát không biết thạch phong mở ra thiên long chi lực có thể khiến thuộc tính lực lượng đề thăng 150%, cộng thêm hiệu quả tăng cường trong thạch lâm tiểu chấn đừng nói là hiệu quả lực lượng có thể so với lĩnh chủ cao cấp của cửu sát cho dù là đại lĩnh chủ cùng cấp bậc cũng chưa chắc đã bằng được lực lượng hiện tại của Thạch Phong, một lĩnh chủ cao cấp bị một đại lĩnh chủ đánh bay, đó quả thực là chuyện hết sức bình thường. Huống chi thuộc tính lực lượng của Thạch Phong còn vượt trên một chút. Ám Vũ, bốn người các ngươi sử dụng ma pháp giới thạch để ta cầm chân Hắc Viêm, hiện tại tuyệt đối không thể để Hắc Viêm rời khỏi nơi này, bằng không hậu quả là không thể lường được. Cửu sát vô cùng nghiêm túc nói trong trò chuyện đoàn đội, lão đại, nhiệm vụ của chúng ta chính là lấy đi lệnh bài thành trấn, dùng ra ma pháp giới thạch ở đây để đối phó hắn có phải là ám vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía cửu sát hơn nữa nhìn tư thế cửu sát rõ ràng đã coi thạch phong là đại ma vương hủy diệt thế giới hắc viêm có mạnh tới mấy cũng chỉ là một người chơi căn bản không có ảnh hưởng gì đối với chiến cuộc chỉnh thể mà ma pháp giới thành chính là trí bảo mà vạn thần điện tốn rất nhiều tâm lực và vật lực mới có được thứ đó chính là chuyên môn dùng để đối phó sinh vật bậc 4 trở xuống cho dù là nbc bậc 3 cực kỳ lợi hại cũng có thể thu phục hiện tại lại dùng tới trên người người chơi bậc một quả thực là quá lãng phí đừng nhiều lời trách nhiệm do ta gánh hiện tại lập tức hành động vẻ mặt cửu sát vô cùng ngưng trọng căn bản không giải thích nhiều đám người ám vũ chỉ nhìn thấy hắn bị đánh bay nhưng hắn là tự mình giao thủ biết rõ thạch phong hiện tại là đáng sợ cỡ nào sợ rằng quyền trục ma pháp bậc ba cũng vô dụng cộng thêm trình độ chiến đấu vốn có của thạch phong nếu đặt vào trên chiến trường bên ngoài đó chính là một đại lĩnh chủ bậc ba với trình độ chiến đấu đạt tới chân không cảnh đây là khái niệm gì cái này là tương đương với để một con sư tử nhảy vào trong đàn dê đương nhiên kỹ năng bùng nổ không thể kéo dài quá lâu nhưng chút thời gian này đủ để diệt sát tất cả người của ám nhận bọn họ lèn vào nơi đóng quân rồi thành viên ám nhận của vạn thần điện vốn đã không nhiều mỗi một người đều là vạn thần điện vất và bồi dưỡng ra đơn thuần trên đề thăng cấp bậc đã hao phí rất nhiều càng đừng nói là vũ khí trang bị trên người đó đều là tập hợp toàn lực lượng của công hội cho mỗi thành viên ám nhận mới chuẩn bị được nếu rơi ra một kiện muốn tìm được một kiện thay thế cũng rất khó càng đừng nói là thành viên ám nhận lèn vào nơi đóng quân có chừng một trăm người đó chính là hơn một trăm kiện vũ khí trang bị nếu trên người hắc viêm có đạo cụ đặc thù gì có thể gia tăng xác suất rơi ra vậy chính là hai ba trăm kiện vũ khí trang bị kế hiện tại chỉ có thể sử dụng ma pháp giới thạch đám người ám vũ nghe cửu sát nói như vậy không có cách nào chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị mà cửu sát cũng giết tới thạch phong lại nữa à thạch phong nhìn cửu sát hóa thành hắc ảnh sông tới lại dùng ra quỹ tích kiếm sau khi sử dụng thiên long chi lực phòng ngự của quỹ tích kiếm cũng biến thành hoàn mỹ hơn đã không chỉ là dựa vào lực lượng để lấy cứng trọi cứng Lm có một loại lực lượng có thể tá đi lược trùng kích. Lúc này Thạch Phong thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy mình có thể ngăn cản được công kích của đại lĩnh chủ cao cấp, mà cử sát cũng không ngốc, căn bản không tiếp cận phạm vi của quỹ tích kiếm, chỉ chuyển động cạnh quỹ tích kiếm, dựa vào ưu thế tốc độ tuyệt đối, Thạch Phong cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu Thạch Phong có chút lơi lòng, không thể kéo dài sử dụng quỹ tích kiếm, hắn có thể thừa dịp chống mà vào. Có điều nhược điểm cũng rất rõ ràng, thời gian ảnh vũ chi nhận có thể kéo dài quá ngắn, chỉ cần Thạch Phong chống đỡ được quá 10 giây hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác nhưng mục đích của cửu sát không phải tự tay kích sát thạch phong chỉ cần cầm chân thạch phong là được lão đại đã chuẩn bị xong rồi ám vũ nhỏ giọng nhắc nhở được hiện tại dùng ra không cần lo cho ta cửu sát gật đầu ý bảo ám vũ mau hành động lập tức chỉ thấy trong tay bốn người ám vũ có thêm một hòn đá màu đen vuông vức theo ba người đồng thời xoay chuyển hòn đá đồng thời ném về phía các nơi chung quanh thạch phong trực tiếp nối thành một hình lập phương bao bọc cả thạch phong và cửu sát ở trung tâm ma pháp giới thạch khi thạch phong nhìn thấy khối vuông màu đen xung quanh lưng lạnh toát ma pháp giới thạch chính là đạo cụ ma pháp siêu hy hữu của thần vực tác dụng rất nhiều hơn nữa theo số lượng sử dụng tăng nhiều hiệu quả phát huy ra cũng càng lớn trong đó hiệu quả lớn nhất chính là phong ấn không gian với lực lượng của bốn khối ma pháp giới thạch hoàn toàn có thể phong ấn bất kỳ sinh vật nào từ bậc 4 trở xuống trong thời gian rất lâu ngắn thì vài ba tiếng dài thành một hai ngày xem như là một ngục giam di động xem ra ngươi cũng biết tác dụng của ma pháp giới thạch đáng tiếc đã hết rồi ma pháp giới thạch không cần thời gian dẫn dắt cho dù ngươi cũng không thể né tránh để hai người chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi chỉ có điều chờ sau khi ngươi đi ra thạch lâm tiểu trấn đã không thuộc về ngươi nữa cửu sát nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của thạch phong không khỏi cười ha hả sử dụng ma pháp giới thạch để phong ấn một người chơi bậc một nếu nói với các nguyên lão của vạn thần điện khẳng định sẽ cho hắn biết tay có điều theo cửu sát lần này sử dụng ma pháp giới thạch cũng đáng giá dù sao cũng là nhốt hội trưởng của linh dược công hội mấy tiếng linh dược không có chủ tâm cốt trận chiến này cũng thắng rồi Cửu sát vừa nói xong, bốn khối ma pháp giới thạch cũng hoàn toàn khởi động, trong chớp mắt bao bọc hai người tiến vào một không gian khác, mà ở ngoại giới thì hình thành một hình lập phương màu đen cao một mét. Lão đại cũng quá cẩn thận rồi, kỳ thật rõ ràng sử dụng quyền trục bậc ba gạt được. Ám tâm cảm thấy có chút mất mát, cho rằng cửu sát là không đánh giá cao năng lực của nàng. Có thể lão đại có suy nghĩ của mình, ám vũ khuyên giải, chúng ta cứ lấy được lệnh bài thành trấn tới tay đã rồi tính. Mấy người khác cũng gật đầu, có lẽ sử dụng ma pháp giới thạch có chút khoa trương có điều như vậy cũng có thể nhanh chóng lấy được lệnh bài thành trấn nói xong bốn người định công kích kết giới ma pháp bảo hộ lệnh bài thành trấn nhưng khi bọn họ vừa ra tay đột nhiên phát hiện trong hình lập phương bán trong suốt khí thế của thạch phong ngạo nghễ đứng trong hư không đột nhiên biến đổi giống như cuồng thú ra khỏi lồng sắt khí lãnh liệt giống như ngay cả ma pháp giới thạch cũng không cản được đừng lãng phí khí lực ở trong ma pháp giới thạch ngươi không thể làm gì ta đâu cũng chỉ có thể cùng ta ở lại đây thôi cửu sát nhìn thạch phong khí thế đang tăng mạnh nói với vẻ khinh thường Hiện tại tuy hai người đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng không gian đang ở lại khác nhau, cho nên hắn cũng không sợ Thạch Phong có thể giết hắn, càng đừng nói là càng đừng nói. Thế à, Thạch Phong lập tức mở ra kiếm nhận giải phóng, lập tức thuộc tính tăng vọt. Ngươi, Thạch Phong khí thế tăng mạnh, khiến trong lòng cửu sát cũng cả kinh. Lúc trước Thạch Phong ở trên thuộc tính đã đủ đáng sợ rồi, mà Thạch Phong hiện tại ngay cả hắn nhìn thấy cũng có chút hoảng sợ. Cảm giác áp bức mang tới cho người ta giống như là một con đại lĩnh chủ cao cấp, cao cao tại thình nhìn xuống chúng sinh, mỗi một kích đều có lực lượng hủy diệt thiên địa đối với cửu sát cũng là may mắn không thôi nếu lúc ấy thạch phong dùng ra lực lượng như vậy chỉ sợ bọn họ căn bản không thể vây được thạch phong ở chỗ này chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội của ám nhận xong đời toàn bộ cho dù ngươi đề thăng lực lượng cũng vô dụng nơi này là không gian nội bộ của ma pháp giới thạch sinh vật từ bậc 4 trở xuống trừ khi đợi cho thời gian trôi qua bằng không bất kỳ công kích nào cũng không thể phá được vách ngăn của không gian nơi này cửu sát lẳng lặng nhìn thạch phong ở xa xa khẽ cười nói có điều ngươi cũng có thể tự hào Vạn thần điện chúng ta tổng cộng có được 12 khối ma pháp giới thạch, lần này để ngờ vạn nhất, ta mới cố ý xin 4 khối, không ngờ đều dùng ở trên người người, không thử một lần thì sao biết được. Thạch Phong không phản đối lời nói của cửu sát, cái thứ ma pháp giới thạch này đích xác là cực kỳ lợi hại, có thể nói là vật phẩm thường thấy dùng để đối phó cao thủ đỉnh phong ở thần vực trung hậu kỳ, chỉ là số lượng ma pháp giới thạch phải sử dụng là nhiều hơn 4 viên rất nhiều. Lập tức Thạch Phong dùng ra chảm kích bổ về phía Không Gian Phong Bế, bởi vì nguyên do của ma pháp chi tháp, cho dù Thạch Phong ở trong ma pháp giới thạch vẫn có hiệu quả tăng cường chỉ trên thuộc tính lực lượng mà nói chắc có thể so sánh với đại lĩnh chủ cao cấp cùng cấp bậc rầm 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 dưới công kích liên tiếp lưỡi kiếm chém vào vách ngăn ma pháp ngay cả một chút vết nứt cũng không có sức phòng ngự là mạnh hơn ma pháp chi tháp một bậc quả nhiên không được à thạch phong khẽ nhíu mày nếu hắn bị nhốt ở đây mấy tiếng trận đại chiến này cũng kết thúc rồi hiện giờ linh dược hoàn toàn là dựa vào tử thủ để kéo dài thời gian mà thôi rất nhiều người chơi ùa vào thạch lâm tiểu trấn công kích của ma pháp chi tháp vô cùng có hạn không cẩn thận có thể giết cả người một nhà mà trên số lượng cao thủ đối với linh dược công hội mà nói là quá bất lợi trước tiên không nói vạn thần điện lần này phái tới ba quân đoàn lớn trong đó còn có một quân đoàn là vương bài chỉ là cao thủ của hắc thủy công hội và thiên táng công hội cộng lại đã khiến người ta phát điên rồi mà một điểm quan trọng nhất của công thành chiến chính là lệnh bài thành trấn dựa vào mấy người bọn thủy sắc sắc vì căn bản là không thủ được chỉ cần hắc thủy công hội nắm giữ lệnh bài tiếng trận chiến đấu này cũng chính là triệt để kết thúc mà lúc này đám người ám vũ ở ngoại giới cũng thở phào nhẹ nhõm bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa thì cho rằng thạch phong từ trong tấm chắn phong ấn đi ra ở bên trong có lẽ là không nhìn thấy gì nhưng ngoại giới lại nhìn thấy rõ ràng lúc trước mỗi một kích của thạch phong đều khiến ma pháp giới thạch chấn động thanh âm phát ra cũng không ngừng vang vọng trong cả mặt thất liên tục gõ vào tim bọn họ cũng may lực lượng của hắn vẫn chưa đủ có điều với lực lượng của thuộc tính này chắc không vây được quá lâu chúng ta cứ mau hành động đi ám vũ bình phục lại tâm tình một chút cuối cùng cũng hiểu vì sao cử sát lão đại lại muốn sử dụng ma pháp giới thạch chứ không phải sử dụng quyền trục ma pháp bậc ba những người khác đều gật đầu chuyển sự chú ý sang kết giới ma pháp thủ hộ lệnh bài thành trấn mỗi một trấn nhỏ bị người chơi công đánh sau khi trấn nhỏ bị trưởng quản cũng đều có một mật thất chuyên môn đặt lệnh bài thành trấn mà kết giới thủ hộ của trấn nhỏ sơ cấp là không có sức phòng ngự gì cần người chơi tạo thành một ngàn vạn điểm thương tổn là có thể hủy diệt kết giới thủ hộ cho nên bất kỳ một người chơi nào cũng có thể đến cướp lấy lệnh bài thành trấn mà đồng thời khi kết giới ma pháp bị công kích thành viên công hội trưởng quản trấn nhỏ cũng đều sẽ nhận được tin tức chạy tới thủ hộ. Sau khi người chơi có được lệnh bài thành trấn, phải nắm giữ lệnh bài thành trấn 2 tiếng, hơn nữa không thể rời khỏi phạm vi của trấn nhỏ. Sau 2 tiếng nếu lệnh bài vẫn ở trong tay, như vậy quyền sở hữu của trấn nhỏ sẽ đổi chủ. Theo đám người ám vũ đi tới trước kết giới ma pháp, trong tay đều có thêm một tấm quyền trục ma pháp bậc 3. Những quyền trục ma pháp này không phải ma pháp quần công bậc 3, mà là ma pháp thương tổn đơn thể. Mỗi một tấm đều đủ để khiến khiến đại lĩnh chủ phải lãnh đủ. Hiện tại bốn người lấy ra bốn tấm, đồng thời mở ra rồi ngâm sướng, rầm 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 liên tục bốn đạo công kích mà pháp trực tiếp đánh mất hơn 200 vạn điểm sinh mệnh của kết giới thủ hộ, trong nháy mắt cực hạn thừa nhận của kết giới thủ hộ giảm xuống không đến 800 vạn, mà toàn bộ thành viên linh dực ở Thạch Lâm tiểu trấn đều nhận được nhắc nhở hệ thống, khu vực Thạch Lâm tiểu trấn thông báo, hiện tại kết giới thủ hộ của Thạch Lâm tiểu trấn đang bị công kích, xin người chơi mau đi thủ hộ, chẳng lẽ chỗ hội trường xảy ra vấn đề gì à? Thủy Sắc Sắc vì nghe thấy nhắc nhở hệ thống, không khỏi trở nên lo lắng, tuy lúc trước Thạch Phong đã nói, một mình đến trấn thủ mật thất, Loại hoàn cảnh ở Mật Thất đã định trước là không thể có quá nhiều người chơi xông vào, đối với Thạch Phong có chiến lược cực cao mà nói là nơi có thể phát huy ra thực lực nhất, có điều lần này lại khác, lần này là có vạn thần điện siêu cấp trực tiếp nhúng tay, lập tức Thủy Sắc Sắc vì liên hệ với Thạch Phong, nhưng hệ thống báo là người chơi tạm thời không thể nhận thông tin, không được, Tử Yên ngươi dẫn một đoàn đội tới Mật Thất xem thử. Thủy Sắc Sắc vì nghĩ nghĩ một chút rồi phân phó, nhưng nơi này thì sao? Tử Yên Lưu Vân nhìn về phía đại quân người chơi đông nghìn nghịt ở xa xa, nếu chỉ là người chơi tinh anh thì cũng thôi mấu chốt là trong đám người có một đám quân đoàn ngàn người vô cùng bắt mắt tất cả mọi người trong quân đoàn này đều là cấp 40 trở lên mặc áo ngắn tinh xảo màu trắng đỏ những người này chính là hồng ngọc quân đoàn mà vạn thần điện lấy làm kiêu ngạo tuy hồng ngọc quân đoàn chỉ có ngàn người nhưng mỗi một người đều là cao thủ rõ ràng thành viên linh dược có để thăng thuộc tính của ma pháp tri tháp nhưng bọn họ kích sát thành viên tinh anh của linh dược công hội căn bản chính là bổ sơ thái giao cũng chỉ có hắc thần quân đoàn của linh dược mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút không sao chỗ ta ta tận lực chống đỡ mấu chốt vẫn là ở bên hội trường nếu bên hội trường xảy ra vấn đề chúng ta canh giữ ở đây cũng không có ý nghĩa thủy sắc sắc vì lắc đầu nói được vậy ta chạy tới đó từ yên lưu vân cảm thấy cũng có lý lập tức dẫn theo một đoàn tinh anh trăm người chạy tới công hội chú địa sao kháng tính của kết giới thủ hộ này đối với quyển trục ma pháp lại cao như vậy được sau khi ám vũ nhìn thấy thương tổn tạo thành đột nhiên sửng sốt bốn tấm quyển trục ma pháp bậc ba đó cộng lại đủ để khiến một con đại lĩnh chủ bị thương nặng hiện tại mới làm mất được 200 điểm sinh mệnh vốn kế hoạch của bọn họ là với bốn quyền trục ma pháp bậc ba có thế nào cũng khiến kết giới thủ hộ mất đi 500 vạn điểm sinh mệnh trở lên hiện tại lại hoàn toàn vượt quá sự tính của bọn họ có điều ám vũ không biết bởi vì sự tồn tại của ma pháp chỉ tháp kháng phép của tất cả kiến trúc trong trấn nhỏ đều được đề thăng ám vũ giờ phải làm sao đây trong tay chúng ta chỉ còn lại hai tấm dựa vào công kích của chúng ta sợ rằng phải phí một chút thời gian mới có thể phá được với chút thời gian này người khác của linh dược khẳng định sẽ xung tới đây rồi ám tâm nói kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người